con đã nói tạm thời không cần dầu, Trần Pháp Toàn không nghe, nói là đổ dầu xuống biển, cũng phải đưa thuyền đi một lần nữa, chính là muốn xem, ai dám bắt giữ thuyền gã. Diệp Địa Bắc cũng chỉ biết một, mà không biết hai, Trần Pháp Toàn gần như không khống chế được hành động, khiến gã cũng khó mà hiểu được. Được rồi, ta đã biết, con đừng để ý nữa, tìm một chỗ nào đó đi du lịch cũng được, ra nước ngoài giải sầu cũng được, miễn sao rời xa Trần Pháp Toàn, càng xa càng tốt. Anh ta xảy ra chuyện đã có quân đội, còn con nếu như bị người khác bắt, sẽ rất phiền toái. Sau khi Diệp Thiên Nam đến hội nghị công việc bí thư, Diệp Thiên Nam vốn còn tin chắc, cho rằng đã nắm vững thế cục trong tầm tay, hiện giờ mới chợt giật mình, tình thế dường như không còn khống chế được nữa mà bay nhanh lệch khỏi quỹ đạo. Lại liên tưởng đến cuộc đọ sức lần đầu tiên diễn ra của Ủy viên Bộ Chính trị ở thủ đô, liên hệ đến một loạt va chạm ở tỉnh Tương, khiến tâm tình Diệp Thiên Nam càng ngày càng trầm trọng, cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng, bởi vì Hạ Tưởng sau khi trở về, dường như rất bình tĩnh. Phải nói, trong giai đoạn hiện giờ gần như có thể khẳng định, Hạ Tưởng không muốn y ngồi yên lên chiếc ghế chủ tịch tỉnh Yến, chắc cũng đang âm thầm làm điều gì đó. Nhưng Hạ Tưởng có điểm đột phá ở nơi nào? Chỉ riêng việc chống tham nhũng hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương, muốn kéo y liên lụy theo, rõ ràng là ý tưởng khờ dại, Ủy ban Kỷ luật tỉnh không dám điều tra, cho dù có chứng cứ cũng không dám báo cáo Ủy ban Kỷ luật Trung ương, là muốn phạm sai lầm chính trị nghiêm trọng. Nếu nói chen tay vào từ bốn cậu ấm tỉnh Tương, cũng sẽ không thu hoạch được gì. Vấn đề của Lâm Tiểu Viễn sẽ còn kéo dài, y đã giải thích cho Diệp Địa Bắc, khuyên Diệp Địa Bắc và Dương Diêu Nhi, Hồ Quân Do trong thời gian tới nên yên tĩnh một chút, mấy người này hiện tại cũng đều yên tĩnh, Hạ Tưởng còn có thể ra tay từ nơi này sao? Trên toàn cục, Lương Hạ Ninh tạm thời sẽ hoàn toàn không nhất trí theo bước tiến của Hạ Tưởng, bởi vì Lương Hạ Ninh đã chịu áp lực trực tiếp, không dám tiếp tục bốc đồng mà phiêu lưu. Nếu muốn ra tay từ những chỗ nhỏ nhất, kinh tế hắn trong sạch, tác phong sinh hoạt vững vàng, cũng không có nhược điểm. Cho dù là có thì đối với một cán bộ cấp phó tỉnh mà nói, không thể gây ra chút thương tổn nào. Chẳng lẽ nói biến cố Lĩnh Nam là Hạ Tưởng vẫn muốn tìm được nơi đột phá? Diệp Thiên Nam lại nghiêm túc dặn dò Diệp Địa Bắc thêm vài câu. Buông điện thoại, một mình ngồi ở văn phòng, nghĩ trước nghĩ sau cả một ngày, đang cân nhắc nếu chẳng may bị Hạ Tưởng đẩy đến không còn đường thối lui, y phải phản kích như thế nào để cùng lúc kéo Hạ Dương bại trận theo, điện thoại trên bàn nối thẳng với thủ đô đột ngột vang lên. Diệp Thiên Nam hoảng sợ, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới điều gì, trong lòng giật mình, ván so chiêu đầu tiên ở Trung ương đã có kết quả. Không chỉ Diệp Thiên Nam nhận được điện thoại, trước đó đã có vài người lãnh đạo chủ yếu của Đảng và chính quyền tỉnh ủy tỉnh Tương biết được tin tức này. Việc Diệp Thiên Nam lại một lần nữa cẩn thận dặn dò không làm cho Diệp Địa Bắc cảm nhận được là tình thương nồng đậm của cha, mà lại cảm thấy tức giận càng ngày càng lớn. Đối tượng khiến cho lửa giận thiêu đốt đương nhiên không phải là Diệp Thiên Nam, mà là Hạ Tưởng. Từ sau khi Hạ Tưởng đến đây, ba làm việc cẩn thận hơn trước rất nhiều, cũng bó tay bó chân hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói, trước kia ở tỉnh Tương hô mưa gọi gió, đến giờ lại phải hết sức thận trọng. Trước đó, Phó Bí Thư Diệp tài trí hơn người đã vô cùng thoải mái, hiện nay đến cuộc sống sinh hoạt của Diệp Thiên Nam cũng không lúc nào là không cẩn thận, tất cả đều nhờ Hạ Tưởng ban tặng. Diệp Địa Bắc đúng là hận Hạ Tưởng, càng nghĩ càng thêm hận thấu xương, gã đã nghĩ, không biết có biện pháp gì khiến Hạ Tưởng biết khó mà lui, không ở khắp nơi gây khó dễ cha của y không. Diệp Địa Bắc quyết định, phải một lần làm cho Hạ Tưởng mất thể diện. Gã đi ra ngoài, chuẩn bị kiếm chút gì để ăn. Đang lái xe ở trên đường tìm khách sạn, bỗng nhiên gã thấy một bóng dáng quen thuộc chợt hiện ra trước mắt, lập tức khiến cảm xúc của gã đang trùng xuống bỗng chốc dâng trào, Lý Thấm. Lý Thấm đi một mình, hình như đang tìm quán cơm, cô mặc một trang phục công sở, chẳng những không khó coi, ngược lại càng thể hiện rõ khả năng thưởng thức cái đẹp của cô không giống người bình thường. Trong mắt Diệp Địa Bắc, cô càng thêm xinh đẹp, đẹp như tiên nữ. Bên cạnh người đẹp sao có thể không có ai làm bạn đi cùng. Diệp Địa Bắc vội tiến lên phía trước, dừng xe ngay cạnh Lý Thấm, mở cửa kính ra, cười nói. Giám đốc Lý, thật khéo. Lý Thấm lúc đầu còn có vẻ kinh ngạc, sau nhận ra là Diệp Địa Bắc, cũng cười. Diệp tiên sinh, xin chào, thật đúng là khéo quá, anh cũng đi ăn cơm sao? Đúng vậy, muốn ăn cơm nhưng một là chưa nghĩ ra ăn cái gì, hai là không muốn ăn uống một mình. Diệp Địa Bắc biết ở trước mặt Lý Thấm. Phải biểu hiện mình là một kẻ thân sĩ biết lễ độ.
gặp lại không bằng tình cờ gặp mặt, dù sao một người ăn cơm cũng là ăn, hai người ăn cơm cũng là ăn, không bằng cùng nhau ăn cơm. Lý Thấm cúi đầu do dự suy nghĩ một chút. Cũng được, tuy nhiên tôi cũng nói trước, của ai người đấy trả nhé. Diệp Địa Bắc cười ha hả. Được, nghe theo lời cô. Lý Thấm lên xe Diệp Địa Bắc, chiếc xe lao đi để lại bụi cuốn phía sau. Sau khi chiếc ô tô biến mất ở chỗ rẽ, Liên Nhược Hạm từ một quán bên cạnh chợt hiện ra, vẻ mặt cười xấu xa gọi một cuộc điện thoại. Cắn câu, chuẩn bị hành động. Thủy triều tám người phụ nữ náo loạn ở Tương Giang. Sau khi Hạ Tưởng nhận được tin tức trong thủ đô truyền đến, cười yếu ớt, hơn nữa lại cảm thấy hài lòng mà nhấm nháp một ngụm trà, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, dư vị trà bên trong như đã xa xăm. Có một số việc sau khi phải về vị, mới có thể cảm nhận được hương vị, lần đầu tiên bên trong hội nghị ở Bộ Chính trị, tuy rằng phân kỳ không nhỏ, tranh luận rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là thiểu số phục tùng đa số, thông qua Bộ Chính trị các ghế chống ủy viên lần lượt bổ sung, đồng thời nêu tên Mã Vạn Chính và Cổ Thu Thật làm người được đề cử. Tuy rằng Mã Vạn Chính xếp hạng trước, nhưng xếp hạng trước sau không thành vấn đề là, Vu Hậu Thật được đề danh ban đầu cũng không tiến vào ván sau. Như vậy cũng khiến Hạ Tưởng hiểu được tầm quan trọng của đòn gió trên mặt trận chính trị. Chí ít, đây cũng là bước đầu thúc đẩy tiến tới thành công. Đây là đại sự của chính trị ở trong nước suốt mười mấy năm qua. Trong đó cũng hàm chứa ý nghĩa phi thường trọng đại, để uy vọng của Tổng Bí Thư được nâng cao, rất cần có sự trợ giúp. Sở dĩ sau khi tranh cãi cuối cùng vẫn thông qua quyết nghị, là bởi vì thế lực gia tộc gần như muôn miệng một lời ủng hộ đề nghị của Tổng Bí Thư. Khiến lực lượng phản đối lớn nhất cuối cùng cũng không làm nên trò chống gì. Con đường ủy viên Bộ Chính trị của Cổ Thu Thật đã có bước đi đầu tiên đầy vững chắc. Ngô Tài Dương đúng lúc đưa ra lựa chọn sáng suốt, thật ra ngay từ lúc nhà họ Mai bắt đầu tỏ thái độ ủng hộ Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng biết ngay là sách lược hắn đã có hiệu quả, phản ứng dây chuyền đang dần dần hình thành bão táp. Về phần cuối cùng bão táp sẽ lớn cỡ nào, sẽ tạo thành lực phá hoại kinh ngạc đến cỡ nào, không còn một mình một phương, mà còn tùy ở độ phản kích mạnh yếu của đối phương. Buổi chiều, sau khi tan tầm, Hạ Tưởng do dự một chút rồi vẫn quyết định đi Nam Cung một chuyến, dù sao cũng quá nhiều phụ nữ quan tâm tới hắn, hắn cũng phải có thái độ thích hợp mà tỏ vẻ quan tâm và trân trọng họ. Phụ nữ nhiều, phiền toái cũng lắm, tuy rằng hắn trước mặt mọi người coi như rất an phận, rất nghe lời, nhưng cũng có nhu cầu tâm lý đúng không? Hơn nữa hắn cũng sợ các cô làm ầm ĩ lên, loạn mất chương trình, lúc này nhất định phải ra mặt động viên chỉ dẫn thêm. Hạ Tưởng vẫn xem nhẹ các phụ nữ của hắn, mọi người không tạo thêm phiền toái hắn, nhưng lại khiến người khác có thêm rất nhiều phiền toái. Đang định ra cửa, Hồ Định lại gõ cửa tiến vào, không để ý tới việc chào hỏi cấp trên, đã lập tức đi thẳng tới trước mặt Hạ Tưởng, vào thẳng vấn đề. Chủ nhiệm Hạ, mặc dù có chút mạo muội, nhưng tôi quả thật có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tối nay có thể cùng ngồi với nhau một lúc không? Dường như có chút lo lắng Hạ Tưởng không đi, lại khốn khổ bổ sung thêm một câu. Quân tử do cũng sẽ có mặt. Hạ Tưởng ngẩn ra, mục đích Hồ Định đến. Rất có ngụ ý. Chương 1387, một cuộc gặp mặt đặc biệt. Gần như trong nháy mắt Hạ Tưởng đã đi đến quyết định, đi, khẳng định phải đi. Trước kia hắn không phải không nghĩ đến sách lược phân hóa. Thiết nghĩ trong quá trình tiêu diệt từng bộ phận của bốn cậu ấm cô Chiêu Tỉnh Tương, Lâm Hoa Kiến, Hồ Định và Dương Hằng Dịch thể nào cũng có một người sẽ dao động, thậm chí sẽ gây bất hòa với Diệp Thiên Nam. Nhưng vẫn không, Lâm Tiểu Viễn bị bắt, Lâm Hoa Kiến bị cắt chức, bây giờ cũng bị đưa ra công tố, từ đầu đến cuối, Dương Hằng Dịch cũng vẫn vậy, Hồ Định cũng vẫn thế, đều không hề dao động. Lâm Tiểu Viễn không cắn Diệp Địa Bắc, Lâm Hoa Kiến cũng không khai ra Diệp Thiên Nam. Khiến cho Hạ Tưởng âm thầm khâm phục thủ đoạn của Diệp Thiên Nam, không ngờ tạo được mấy người đồng minh vững chắc như vậy, không có một chút khe hở. Cho nên hắn liền thay đổi sách lược, chia rẽ lôi kéo chưa chắc có hiệu quả, thậm chí sẽ thành đi đường vòng, không bằng làm từng bước, tiến hành theo tuần tự, cũng có thể đạt được cái đích cuối cùng. Dù sao cái hắn cần không phải là khiến cho Hồ Định thua cuộc, không phải để Dương Hằng Dịch xuống đài, càng không phải khiến Diệp Thiên Nam thân bại danh liệt cho dù hắn rất muốn. Nhưng lại không có khả năng làm gì được Diệp Thiên Nam. Hắn thầm nghĩ làm cho bốn cậu ấm cô Chiêu Tỉnh Tương nôn ra toàn bộ số tiền tham ô, khiến cho Diệp Thiên Nam thất bại nặng nề, thê thảm, không thể quay người chạy đến phía Bắc, lên tỉnh Yến nhậm chức. Lại không ngờ rằng, Hồ Định dường như chưa qua lại với hắn, lại đưa ra lời mời,
chẳng lẽ nói, nhóm bốn người tỉnh tương, sau khi một người xuống ngựa, cuối cùng lại có một người lay động sao? Hạ Tưởng tiếp nhận lời mời của Hồ Định, nhưng không đi cùng ông ta, mà đợi ông ta đi trước, sau đó mới dùng xe chuyên dụng của mình, tới địa điểm đã giao hẹn. Dẫn theo thư ký và lái xe, nói chuyện tán gẫu, Hạ Tưởng vô cùng thản nhiên đi tới Vong Trai, cái tên rất kỳ quái, nhưng trang hoàng lại vô cùng xa hoa, cũng rất đặc sắc, hiển nhiên là để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta, khiến cho người ta vừa gặp khó quên. Trên đường mặc dù Hạ Tưởng và thư ký, lái xe nói chuyện thoải mái, nhưng trong lòng khó tránh khỏi nghĩ về lời mời bất thường của Hồ Định. Từng Trác rất thông minh, biết Hạ Tưởng muốn đến buổi tiệc của Phó Chủ tịch tỉnh Hồ, liền nói một cách kín đáo về sở thích và cách cư xử của Phó Chủ tịch tỉnh Hồ, cùng với một số chuyện đã nghe được. Có lúc, từ một số chuyện nghe được ngược lại cũng có thể hiểu thêm một mặt chân thực của một người, Hạ Tưởng trong lòng có so đo tính toán. Hồ Định trong danh sách xếp hạng ở đảng ủy của tỉnh ủy mặc dù không phải đứng ở top đầu, nhưng cũng được, trong tỉnh ủy cũng xem như nhân vật có trọng lượng, ở ủy ban nhân dân tỉnh, càng là nhân vật thực quyền thứ hai trong danh sách xếp hạng. Nhưng từ sau khi Phó Tiên Phong đến, tình cảnh của Hồ Định thì có chút không ổn. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh dựa theo phân công là phụ trách công việc thường trực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời, cũng có được phân công quản lý một nhóm. Phân công quản lý một nhóm không phải là điểm quan trọng, trọng điểm chính là phụ trách công việc thường vụ là quyền lớn, cái gọi là thường trực, chính là bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể phát biểu cái nhìn, nói vào mấy câu về công việc của các Phó Chủ tịch tỉnh khác. Không nên xem thường quyền lực của việc nói mấy câu, quyền phát ngôn trong chính trị, rất quan trọng, bởi vì nếu anh đã có tư cách chỉ điểm, lời nói ra, sẽ có hiệu ứng, có quyền lực. Nhưng vấn đề là, Chủ tịch tỉnh phụ trách toàn bộ công việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực nếu muốn có quyền lực trong tay, phải có sự tín nhiệm và ủy quyền của Chủ tịch tỉnh, không có sự thừa nhận và ủng hộ của Chủ tịch tỉnh, lời nói của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, các Phó Chủ tịch tỉnh bên dưới chưa chắc sẽ thực sự để mắt. Chủ tịch tỉnh Phó vừa đến, thì Hồ Định đang có thể hưởng thụ đầy đủ khoái cảm quyền lực của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, liền cũng sắp giảm đi, bởi vì Chủ tịch tỉnh Phó thực sự trẻ tuổi, thực sự tràn đầy tinh lực, thực sự là thích nắm hết quyền hành. Diệp Thiên Nam lại vô cùng nể trọng Chủ tịch tỉnh Phó, Hồ Định ngoài việc có chút buồn bực lại thêm bất đắc dĩ, ông ta ngay cả cơ hội càu nhàu Diệp Thiên Nam cũng không có, không phải không có cơ hội, là không muốn nói, bởi vì nói cũng vô ích. Diệp Thiên Nam cũng không chi phối được Phó Tiên Phong, thậm chí Trịnh Thịnh cũng không đè đầu được Phó Tiên Phong. Đương nhiên, nếu chỉ là bởi bị Phó Chủ tịch Phó gây áp lực mà Diệp Thiên Nam không giúp ông ta mới mời Hạ Tưởng tới trao đổi chuyện quan trọng, thì thành ra trò cười. Hôm nay Hồ Định và Hạ Tưởng gặp mặt, là bởi vì Hồ Quân Do xảy ra chuyện. Hơn nữa còn xảy ra chuyện lớn. Khi Hạ Tưởng tới Vong Trai, Hồ Định và Hồ Quân Do đón ở trước cửa. Cho dù là vì hắn đứng trước trong bảng danh sách xếp hạng, hay là ông ta có điều muốn nhờ vả Hạ Tưởng, thì ông ta nhất định phải làm cho đủ lễ nghi. Hạ Tưởng khách sáo mấy câu, cũng giả bộ chưa từng có bất cứ mâu thuẫn nào với Hồ Quân Do, bắt tay một cách thân thiết, sau đó lên lầu. Hồ Định đã sắp xếp tốt phòng ăn. Ngoài lái xe và thư ký của Hạ Tưởng còn có lái xe và thư ký của Hồ Định đi cùng, cũng được sắp xếp thỏa đáng hết, không cần Hạ Tưởng lo lắng. Sau khi ngồi vào chỗ, Hồ Định lại hỏi khẩu vị của Hạ Tưởng một cách khách sáo, Hạ Tưởng cũng không làm khách, thuận tay chọn vịt nướng. Sau khi chọn còn không kìm nổi cười, vốn dĩ hắn không thích ăn vịt nướng, mà bị Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc làm cho hư hỏng rồi. Đồ ăn là món nhỏ, rượu cũng là rượu nhỏ, quan trọng là chủ đề của ngày hôm nay là gì. Hồ Quân Do từ khi nhìn thấy Hạ Tưởng, sắc mặt liền trở nên không tốt, tinh thần uể oải, nói rất ít. Có vẻ là chịu sự đả kích nặng nề. Hạ Tưởng đoán được hơn một nửa điều gì đó, cũng không nói ra, chỉ nói chuyện tầm phào với Hồ Định, đợi Hồ Định nói ra. Hồ Định dường như rất khó mở miệng, vẫn nói trước rào sau, nói làm nhảm nửa ngày, từ đầu đến cuối không vào ý chính, cũng may mà Hạ Tưởng có kiên nhẫn, biết Hồ Định càng khó mở miệng, sự việc càng nghiêm trọng. Hạ Tưởng giả thiết mọi khả năng, Hồ Quân Do giết người sao? Hồ Quân Do phóng hỏa sao? Thậm chí còn nghĩ một cách độc ác, Hồ Quân Do làm gì chưa toại sao. Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ tới là, chuyện xảy ra với Hồ Quân Do, khiến cho hắn cũng thiếu chút nữa hoảng sợ, và không biết nên khóc hay cười. Nhìn thấy bóng đêm dần sâu, Hạ Tưởng thấy Hồ Định vẫn không nói đến việc chính, thì có chút không nhẫn nại. Phó Chủ tịch tỉnh Hồ,
có việc thì cứ nói thẳng là được, lại cứ vòng vo, đã nửa đêm rồi. Hồ Định đặt chén xuống một cách nặng nề, thở dài một tiếng. Anh Hạ, tôi và anh chưa có giao tình, nhưng thực sự là đã hết cách rồi, xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho Quân Do một con đường sống. Nói xong, Hồ Định đứng dậy, không ngờ cúi thấp người xuống về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vội đứng dậy, lui sang một bên, không tiếp nhận hậu lễ của Hồ Định. Phó Chủ tịch tỉnh Hồ, có việc gì cứ nói, cái cúi đầu của anh tôi không nhận nổi. Hồ Quân Do cũng đứng dậy, sửng sốt một lát, đột nhiên một tiếng, bụp, quỳ xuống trước mặt Hạ Tưởng. Anh Hạ, anh nhất định phải giúp tôi, không giúp tôi không có con đường sống rồi. Hạ Tưởng càng kinh ngạc, hắn cẩn thận, đã không cướp bạn gái của Hồ Quân Do, cũng không ngáng chân anh ta, càng không đào hầm khiến anh ta nhảy vào, làm sao lại cầu xin đến cửa của hắn. Đứng dậy nói chuyện, Quân Do, anh mà nói như vậy, tôi phải đi rồi. Hạ Tưởng nghiêm mặt, Hồ Quân Do đã nước mắt nước mũi chảy ròng, từ lâu đã không còn cái gọi là kiêu ngạo của bốn cậu ấm cô chiêu tỉnh tương nữa, mà giống như một đứa trẻ bất lực bị người ta ức hiếp, tội nghiệp. Thế là làm sao vậy? Hạ Tưởng thực sự bị cha con họ Hồ làm cho không hiểu gì rồi. Là như vậy, anh Hạ. Hồ Định liền nói rõ ngọn ngành, cũng biết việc này không phải Hạ Tưởng thì không giải quyết được, liền nói ra đầu đuôi gốc rễ nguyên do của sự việc. Chấm, sau khi Lâm Tiểu Viễn bị bắt, Diệp Địa Bắc, Hồ Quân Do và Dương Diêu Nhi được chỉ thị, phải thành thật một khoảng thời gian, kết quả Diệp Địa Bắc bận việc kinh doanh buôn lậu dầu mỏ, Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do rảnh rỗi đến vô sự, định đi đâu đó vui chơi. Đúng lúc này Dương Diêu Nhi quen biết Phó Tiên Tiên cũng không thể nói mới quen biết, bởi vì từ trước kia Phó Tiên Tiên và cô ta đã từng có xung đột gay gắt, nhưng Dương Diêu Nhi là một người có lòng rộng lượng. Không rộng rãi cũng sẽ không tình tứ với vô số đàn ông, từ lâu đã tha thứ cho Phó Tiên Tiên, còn chơi thân với Phó Tiên Tiên vô cùng. Theo lời đề nghị của Phó Tiên Tiên, Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do cùng với Phó Tiên Tiên, Cổ Ngọc đi Macau. Đất Macau, phong cảnh tuy đẹp nhưng lại không nổi tiếng bằng đánh bạc. Dương Diêu Nhi đánh cược, Hồ Quân Do cũng trong sự cổ động của Dương Diêu Nhi, gia nhập cuộc chiến. Mặc dù Hồ Quân Do không rõ lai lịch của Cổ Ngọc, nhưng bên cạnh anh ta có mấy người đẹp làm bạn, tự nhiên đầu óc nóng lên, liền quên hết tất cả, kết quả là lao vào đánh cuộc mà không thể cứu vãn được. Ban đầu còn thắng mấy ván, về sau thì bắt đầu thua nặng, hơn nữa còn càng không thể cứu vãn. Dưới sự cổ vũ của Dương Diêu Nhi, dưới sự chế giễu của Phó Tiên Tiên, dưới lời khuyên thiện ý của Cổ Ngọc, Hồ Quân Do thua ngày càng nhiều, càng thua càng mất đi lý trí, cuối cùng một canh bạc, không ngờ sinh ra thua mất 500 triệu. Thật sự là một canh bạc có 102, tất cả tiền tài bất nghĩa Hồ Quân Do cướp đoạt được những năm gần đây bị thua sạch, ngoài ra anh ta còn thiếu nợ hơn 50 triệu. Sòng bạc không nể tình cha con, đâu sợ Hồ Quân Do là công tử của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh gì đó, sòng bạc cũng không nhận thức anh ta là cây hành nào cây tỏi nào, không cầm tiền thì không thả người, dù sao cũng không sợ làm lớn chuyện lên. Lớn chuyện rồi, Hồ Quân Do không có cách thu dọn hiện trường, Hồ Định không có mặt mũi nhìn người khác. Công tử của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh lấy ở đâu tới mấy trăm triệu? Nói ra, không phải để Ủy ban Kỷ luật Trung ương ngồi chờ trước cửa phục vụ sao? Hồ Quân Do khóc không ra nước mắt, đối phương mặc dù ăn nói lễ nghĩa chu đáo, nhưng trong lời nói không phải không có ý uy hiếp, không thấy tiền không thả người. Dương Diêu Nhi nói cô ta không có tiền cho Hồ Quân Do mượn cũng bình thường, Dương Diêu Nhi nếu là có lòng, cô ta sẽ không dễ dàng đổi bạn trai như đèn kéo quân. Phó Tiên Tiên không nhận lời, cô ta và Hồ Quân Do không có mối thâm giao, dựa vào cái gì cho anh ta mượn tiền, tùy người khác muốn cánh tay anh ta hay chân anh ta cũng được. Cuối cùng vẫn là Cổ Ngọc mềm lòng, đã cho Hồ Quân Do mượn 50 triệu, Hồ Quân Do mới có thể thoát khỏi, nếu không, thiếu chút nữa ngay cả cái mạng nhỏ cũng tiêu rồi. Mặc dù nói mất mạng có chút nói quá, nhưng dù sao cũng khá nguy hiểm, đã thua hết tiền của bất nghĩa cướp đoạt được mấy năm không nói, còn rơi xuống hố sòng bạc. Viết giấy vay nợ Cổ Ngọc, xem như là đường cùng rồi. Sự việc càng khó khăn hơn còn ở phía sau. Khi Cổ Ngọc cho mượn tiền, rất rộng rãi, rất đoan trang, trở lại tỉnh Tương liền trở mặt, yêu cầu Hồ Quân Do lập tức trả tiền. Hồ Quân Do cho dù có bản lĩnh, cũng không thể trong chốc lát lấy ra được 50 triệu. Cổ Ngọc liền uy hiếp, nếu không trả nổi tiền, thì đem chuyện đánh bạc và biên lai mượn tiền báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương sau khi Hồ Định biết. Suýt nữa tức giận đến ngất xỉu,
thật là gia cảnh bất hạnh, làm sao lại có một loại bại hoại như thế. Không ngờ Cổ Ngọc trở mặt còn nhanh hơn dở sách, tiếp theo đưa ra một điều kiện giải quyết, bảo Hồ Quân Do đi cầu xin Hạ Tưởng, nếu Hạ Tưởng gật đầu, cô ta có thể hoãn chậm lại, cũng không lôi sự việc ra. Cho dù Hồ Quân Do hiện tại nghi ngờ khả năng có mưu mẹo sau sự việc, nhưng không có chứng cứ, mà còn biện pháp nào nữa chứ? Đành phải chịu, mặc dù anh ta có thể tới Diệp Địa Bắc vay tiền trả nợ, nhưng anh ta biết, hiện tại e rằng không chỉ là vấn đề trả nợ nữa, phỏng chừng là rơi vào trong hố. Hồ Quân Do không đoán sai, anh ta quả thực rơi vào một cái hố lớn, không chỉ anh ta đã vào hố, Diệp Địa Bắc cũng đã vào hố, Dương Diêu Nhi cũng đã vào hố. Sau đó đợt sóng tấn công thứ hai của tám cô gái đại náo Tuân Giang đã triển khai toàn diện. Chương 1388, hội chứng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nghe xong, nhíu mày lại, mặc dù hắn cũng đoán được không phải chủ ý phá phách của Phó Tiên Tiên, mà chính là diệu kế của Cổ Ngọc, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, làm tối là tối con đường của Hồ Quân Do, nhưng vì vậy mà tiêu phí mất 50 triệu, chẳng phải một khoản bồi thường lớn sao. Hơn nữa để cho tiền của bất nghĩa của Hồ Quân Do bị sòng bạc kiếm hết, cũng là không tốt, hắn không phải muốn Hồ Quân Do vào tù, cho dù bắn chết Hồ Quân Do cũng không có tác dụng, điều hắn muốn là khiến cho anh ta nôn ra tiền cướp đoạt từ mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hạ Tưởng không biết nên khóc hay cười, thật sự muốn giới thiệu các cô gái với nhau, để các cô gái an tâm sống một chút, bây giờ thật chế giễu, Phó Tiên Tiên lại ăn nhịp với Cổ Ngọc, không ngờ đã lừa Dương Diêu Nhi. Làm xấu Hồ Quân Do, thật sự tám cô gái muốn làm náo loạn Tương Giang phải không? Mặc dù nói chiêu này hiểm một chút, nhưng nhanh chóng ràng buộc cha con Hồ Định, cũng thực sự đủ ác, Hạ Tưởng dường như muốn cười ha hả, cũng may, đã nhịn lại được. Hồ Quân Do đã xảy ra chuyện, Hồ Định lại bị liên lụy trong sự việc Hoài Dương, hai chuyện thành một chuyện, nếu cùng lúc nói ra, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không thể bảo vệ ông ta được, Trung ương chắc chắn tức giận, Hồ Định sẽ bị lật. Không thể nghi ngờ. Hạ Tưởng cũng không muốn lật đổ Hồ Định, nhưng không phải hắn mềm lòng, mà hắn không cần phải khi chưa đánh ngã được Diệp Thiên Nam, lại làm kẻ thù với một vị quan lớn cấp phó tỉnh. Hắn có thể xử lý Hồ Định, nhưng tất yếu sẽ đắc tội với thế lực sau lưng Hồ Định, đẩy tiền đồ của mình vùi vào tai họa ngầm. Quan trọng còn có một điểm, hắn thân là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhưng nhúng tay vào vấn đề kinh tế của cán bộ cấp phó tỉnh, là đi quá giới hạn, không hợp quy củ. Sẽ khiến cho có người ở Trung ương có cái nhìn tiêu cực với hắn. Đạo làm quan, tất yếu phải ẩn giật, nếu không chính là con đường tự diệt vong. Cổ Ngọc à Cổ Ngọc, đẩy cha con họ Hồ đến trước mặt hắn, không phải cố ý khiến người ta nghĩ nhiều, khiến Hồ Định nghi ngờ mối quan hệ của hắn và cô sao. Đương nhiên Cổ Ngọc không sợ, có lão Cổ ở đây, ai dám đụng tới cô. Hơn nữa, hắn cũng không sợ, với cấp bậc của hắn và thân phận của Cổ Ngọc. Hồ Định ngay một câu không nên nói cũng sẽ không nói. Đều là lão thành trong quan trường, biết rất rõ ràng chuyện nói sai rồi đều là phải trả cái giá thật lớn. Cổ Ngọc vẫn là suy nghĩ quá nhiều, rõ ràng là tặng hắn một món quà lớn, kỳ thực trước đó không nói rõ, sau khi cha con họ Hồ cầu xin hắn mới biết sự tình, cố nhiên cũng có suy nghĩ tranh giành công lao bên trong, kỳ thực vẫn là cho hắn một chuyện cười không lớn không nhỏ. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười thầm, những cô gái. Sau đó Hạ Tưởng mới biết, những cô gái khiến người ta yêu khiến người ta bất đắc dĩ, gây phiền phức hay là giải quyết vấn đề nan giải cho hắn, hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn hiện tại. Hồ Định thấy Hạ Tưởng trầm tư nửa ngày, không nói lời nào, trong lòng như chìm xuống tận đáy cốc, lẽ nào nói, thật sự không có đường lui rồi. Từ khi Ủy ban Kỷ luật có người cố ý tung ra tin đồn, nói là Thái Giang Vĩ đã khai ra ông ta, Hồ Định chỉ biết, thời khắc Lâm Hoa Kiến suy sụp thì bốn người tỉnh tương. Cũng đã có dấu hiệu sụp đổ. Diệp Thiên Nam có thể thong dong rời đi, thậm chí còn có thể thăng chức, ông ta và Dương Hằng Dịch còn phải tiếp tục ở lại tỉnh Tương, tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Trịnh Thịnh, dưới sự rình rập như hổ rình mồi của Hạ Tưởng, triển khai công việc dưới sự ức hiếp của Phó Tiên Phong, cho nên nghĩ về lâu dài, sau khi cầu đường tỉnh Tương bị Trịnh Thịnh nắm được, bốn người tỉnh Tương còn có thể lại là đồng minh không gì phá nổi không? Chẳng lẽ nói, mục tiêu bước tiếp theo của Hạ Tưởng là ông ta? Hoặc nói chuẩn xác hơn là Hồ Quân Do sao? Ngay trong chớp mắt khi ông ta biết Hồ Quân Do xảy ra chuyện, Hồ Định liền kết luận là lúc nên đưa ra một quyết định. Có phải sự thành khẩn của ông ta chưa đủ, Hạ Tưởng mới không đồng ý, còn muốn chờ ông ta lại đưa ra hứa hẹn gì đó nữa sao? Hồ Định liền ho khan một tiếng, nói.
Chủ nhiệm Hạ, tôi và Bí thư Diệp quen nhau đã nhiều năm, khá hiểu cách đối nhân xử thế của anh ta. Phó Chủ tịch tỉnh Hồ. Hạ Tưởng kịp thời ngắt lời của Hồ Định, hắn không muốn nghe Hồ Định nhắc đến bất cứ chuyện gì của Diệp Thiên Nam, bởi vì thời cơ chưa đúng. Tôi chỉ có thể nói, thử xem, không thể bảo đảm 100%. Cảm ơn chủ nhiệm Hạ, trong lòng tôi đã có chuẩn bị rồi. Hồ Định cũng biết người trong quan trường đều sẽ không nói tuyệt đối, Hạ Tưởng có thái độ như vậy, ông ta đã rất hài lòng rồi. Đừng khách sáo, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ. Hạ Tưởng và Hồ Định bắt tay, lại nói một câu rất nghiêm túc. Về sau phải chú ý hơn một chút, giáo dục tốt con cái rất quan trọng. Còn nữa, kết giao bạn bè cũng rất quan trọng. Đêm đã về khuya, Hạ Tưởng đi xe về nhà, ngày mai hắn phải đích thân đi Hoài Dương phát động Hoài Dương chống tham nhũng. Cuối cùng Trịnh Thịnh đã nghe theo ý kiến của Diệp Thiên Nam, mệnh danh là Hoài Dương chống tham nhũng, nhưng mức độ yếu đi rất nhiều, vốn dĩ là một lần phát động rầm rộ, ngược lại trong lòng lại bình tĩnh bất ngờ, bởi vì hôm nay gặp mặt Hồ Định, khiến hắn có rất nhiều cảm xúc. Kỳ thật nếu nói một cách công bằng, cách ứng xử và năng lực của Hồ Định cũng rất tốt, xem như một phó chủ tịch thường trực tỉnh xứng chức. Hạ Tưởng không có thành kiến gì với ông ta, nhưng lại bởi vì một đứa con không chịu thua kém, kết quả là khiến cho nhân phẩm của Hồ Định bị suy giảm, cũng khiến cho hình tượng của ông ta giảm sút. Trong nước rất nhiều cán bộ, thậm chí một số cán bộ cao cấp, bàn về năng lực, không tồi, bàn về nhân phẩm, cũng tốt, nhưng về vấn đề đối đãi với vợ con, mất đi lương chi và nguyên tắc một cán bộ cần có. Trong các cán bộ tham ô, vì ham hưởng thụ cho mình là số ít, hầu hết là xuất phát từ suy nghĩ vì hậu thế. Người đời thường vì con cháu, thà rằng hy sinh tất cả, nhân nhượng tất cả, cho dù đến cấp tỉnh bộ thậm chí cấp phó quốc gia, cũng có thể mất. Về đến nhà, cô bé Lê đang tắm rửa, Hạ Tưởng liền nhân cơ hội gọi điện thoại cho Cổ Ngọc, muốn hỏi cho rõ ràng, kết quả gọi qua nhưng tắt máy. Lại gọi điện thoại cho Liên Nhược Hàm, cũng tắt máy. Quái lạ, làm sao đều như vậy? Lại gọi cho Phó Tiên Tiên, không ngờ cũng tắt máy. Đều đang đùa giỡn sao? Vệ Tân phải chăng cũng tắt máy? Qua kính mờ ảo của phòng vệ sinh, thấy dáng người cô bé Lê vẫn đẹp đẽ mà thon thả không ngừng cử động, biết phụ nữ tắm mất rất nhiều thời gian, Hạ Tưởng quyết định nhanh chóng gọi điện thoại cho Vệ Tân, hỏi trộm một chút. Quả nhiên, điện thoại của Vệ Tân không tắt máy. Này, giờ này anh gọi điện thoại qua đây, không sợ vợ nhéo tai sao? Vệ Tân đặc biệt có giọng nói hơi khàn khàn, trong đêm yên tĩnh, đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Nói lên liền đả kích đến uy phong của trang nam tử Hán, Hạ Tưởng dường như hết chỗ nói, vốn định biện bạch một cách uy nghiêm một chút, nhưng nghĩ thời gian không đủ, vội hỏi. Gần đây các em có phải đang âm thầm lo liệu chuyện xấu gì không, anh luôn cảm thấy có chút không đúng, Vệ Tân, không cho phép em giấu anh, có phải Nhược Hạm đi đầu quấy rối không? Đâu có quấy rối, rõ ràng là muốn giúp anh. Vệ Tân đã nói được một nửa, nhớ đến Liên Nhược Hạm dặn dò, vội vội vàng vàng phanh xe. Không nói nữa, về sau anh sẽ biết, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này, có thể một bên ôm vợ ngủ, một bên có cả mớ phụ nữ bày mưu tính kế vì anh bình định giang sơn, sợ rằng anh nằm mơ cũng sẽ tỉnh dậy mà cười. Hạ Tưởng có phải sẽ nằm mơ dậy mà cười không thì không biết, hiện tại khi hắn vẫn chưa kịp cúp điện thoại, cô bé Lê chưa mặc quần áo đã đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra. Từ mái tóc, những giọt nước như hạt châu rơi trên người, trong suốt như ngọc, khiến hắn thiếu chút nữa thốt lên kinh ngạc. Mười mấy năm chốc lát đã trôi qua, cô bé Lê trước mắt vẫn khiến tim hắn đập thình thịch. Tuy nhiên hắn không thốt lên kinh ngạc, cô bé Lê lại hoảng sợ. Á! Cô nhảy sang một bên, miệng vẫn mở to, vẫn thở hổn hển không ngừng. Anh dọa chết em rồi, về nhà cũng không nói một tiếng, em cứ tưởng trong nhà không có người. Hạ Tưởng lặng lẽ gác máy, sau đó liền nói tiếp. Trong nhà không có người thì trần chuồng chạy loạn sao? Làm sao bình thường không đi ra dụ dỗ anh? Dụ dỗ anh? Cô bé Lê đỏ mặt. Không cần dụ dỗ anh đã như vậy rồi, nếu lại dụ dỗ, anh còn không nổi điên sao? Hạ Tưởng có nổi điên hay không, dù sao cũng chỉ có cái đồng hồ thạch anh trên tường phòng ngủ biết. Ngày hôm sau... Hạ Tưởng càng không có thời gian gọi điện thoại lại cho Liên Nhược Hàm hỏi cho rõ ràng, mà mang đội đi thẳng đến Hoài Dương. Từ sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, toàn bộ người trong quan trường tỉnh Tương đều biết phong cách của Ủy ban Kỷ luật tỉnh có thay đổi lớn. Trước đây bắt giam cán bộ, đều ở thời gian làm việc,
sau khi đồng chí ở ủy ban kỷ luật đến, nói rõ ý đồ một cách rất khách sáo, liền mời lên xe một cách lịch sự. Nhưng ủy ban kỷ luật tỉnh dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Hạ, áp dụng phương pháp bắt giam thiên biến vạn hóa, khiến cho người ta không tìm được quy luật, không xác định rõ phương hướng, khiến cho nhiều tham quan không chỉ sợ hãi khi đi làm, lúc hết giờ làm vẫn sợ, khi trở về nhà cũng sợ, khi lên giường với tình nhân càng sợ. Dân ra, khiến cho không ít tham quan mắc phải hội chứng hạ tưởng, thiếu chút nữa sợ lộ ra hết tốt, xấu. Có người ăn cơm không ngon, có người đi ngủ khó chịu, có người đi làm sững sờ, có người hết giờ làm run rẩy. Sau khi vấn đề thần đông bùng nổ, trên dưới thành ủy Hoài Dương, từ lâu đã thần hồn nát thần tính nhìn gà hóa quốc, đều lo lắng sớm muộn có một ngày nhân viên ủy ban kỷ luật từ trên trời rơi xuống, đưa bọn họ từ trên giường, từ trong nhà, từ trên xe, thậm chí từ trong nhà vệ sinh ra, sau đó mang về ủy ban kỷ luật tỉnh hỏi chuyện. Rất nhiều người đều giả thiết mọi khả năng có thể, thậm chí còn có người mỗi lần ra cửa đều trịnh trọng giải thích với người nhà một chút không thể nói là dặn dò chuyện hậu sự, ít nhất cũng là giao giá rầm rộ tái hiện lại cảnh thê lương núi sông cả nước năm Hồng Vũ khi Minh Thái Tổ đại sát tham quan. Tuy nhiên cũng phải nói, không phải tham quan tự nhiên không cần sợ, không làm việc xấu hổ với lương tâm, không sợ nửa đêm ma gõ cửa. Lúc này, ủy ban kỷ luật tỉnh lại không hành động nửa đêm, mà là trời sáng, đang chạy để đến đúng thời gian làm việc, đến thành ủy Hoài Dương. Và khác với cuộc chiến ở Thần Đông lần trước là, lần này là Hạ Tưởng đích thân đem người đến, có thể thấy ủy ban kỷ luật tỉnh quả thật nỗ lực như thế nào. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Hoài Dương Lưu Vĩ Hồng đang chuẩn bị triệu tập họp hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật, bỗng nhiên nghe có người gõ cửa, anh ta cũng không ngẩng đầu. Ai đó, đang bận họp, có việc sẽ nói sau. Còn không kiên nhẫn phất phất tay, vẫn vùi đầu vào chỉnh sửa công văn như cũ. Lại không nghe thấy có người nói, anh ta có chút không kiên nhẫn, vừa ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một khuôn mặt trẻ trung tươi cười khiến anh ta vừa lạ vừa quen, nụ cười có chút ôn hòa, có chút thản nhiên, còn có chút gì đó nói không thành tiếng khiến người ta ớn lạnh từ đáy lòng. Đúng là một gương mặt đã quẩn quanh vô số lần trong đầu anh ta mà không dám đối mặt. Lưu Vĩ Hồng ngây người, văn kiện trong tay rơi xuống đất, vẻ mặt sửng sốt và ngạc nhiên, còn có sự sợ hãi tận sâu đáy lòng. Sửng sốt vẻn vẹn mười mấy giây không có phản ứng lại, Hạ Tưởng, thật là tiểu lang quân Hạ Tưởng Thành thật đáng yêu đây sao? Lại sửng sốt một lát, Lưu Vĩ Hồng lắp lắp hỏi một câu, mà bình sinh là một câu anh ta nói không có trình độ nhất. Chủ nhiệm Hạ, có phải tôi bị bắt giam không? Chương 1389, gió to sóng lớn. Uy lực của Hạ Tưởng, vô cùng đáng sợ. Đi cùng Hạ Tưởng đến là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh mới nhậm chức Đào Hà Giang, cảnh tượng trước mắt đối với anh ta vô cùng xúc động. Đào Hà Giang nhớ rất rõ ràng, trước đây khi các đồng chí ở ủy ban kỷ luật tỉnh xuống, thì các lãnh đạo thành phố cấp 3 hi hi ha ha, cười đùa, nói giỡn, về cơ bản hòa mình với nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật. Ngụ ý của hòa mình chính là bọn họ không sợ ủy ban kỷ luật tỉnh, trên đầu bọn họ không treo cây kiếm kỷ luật. Mặt khác cũng nói rõ, bọn họ biết rất rõ quyết định và hành động của ủy ban kỷ luật tỉnh, biết ủy ban kỷ luật đi xuống để phá án hay là tìm hiểu dân tình hoặc chỉ là chạy theo hình thức. Bởi vì bọn họ có nhiều người quen trong ủy ban kỷ luật tỉnh, có mạng lưới quan hệ phức tạp, mọi hành động của ủy ban kỷ luật tỉnh, tất cả đều nằm trong tay bọn họ. Trong lòng cán bộ không có sự kính sợ, đã không có một sợi tơ hồng không thể vượt qua, không có lúc nào tỉnh táo, làm sao có thể làm tốt chức trách của mình. Làm sao có thể đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Chế độ không trói buộc là chế độ thất bại, người không có nỗi sợ hãi sẽ mất đi lòng người. Cho nên công tác chống tham nhũng của tỉnh Tương ở trong nước vẫn ở vị trí đếm ngược từ cuối lên, so sánh với tỉnh lĩnh, tỉnh sở, càng có khác biệt như trời với đất. Nhưng từ sau khi chủ nhiệm Hạ chủ trì công việc của Ủy ban kỷ luật, cầu đường tỉnh Tương, Thần Đông, Hoài Dương, lần lượt một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn, hai thành phố cấp 3 sụp đổ, bắt giam và trừng trị mười mấy cán bộ cấp cục trở lên. Thậm chí cả Lâm Hoa Kiến cũng lật thuyền xuống ngựa, uy danh của Ủy ban kỷ luật tỉnh, hiện giờ như mặt trời ban trưa. Ủy ban kỷ luật tỉnh nên là một thanh kiếm sắc, luôn treo trên đỉnh đầu của các tham quan, mới có thể bù lại chế độ không đủ, mới có thể cảnh tỉnh sự tham lam của lòng người. Chủ nhiệm Hạ lần đầu tiên đích thân ra mặt, không cần nói lời nào, chỉ đứng trước mặt thôi, khiến cho một gã chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đã trải qua hàng trăm trận chiến, sợ hãi nói lỡ lời, không đánh đã khai.
thừa nhận mình có vấn đề, thật sự là niềm hãnh diện vô tiền khoáng hậu. Đào Hà Giang chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác tự hào trước giờ chưa từng có khiến cho anh ta đứng thẳng, trong lòng thở dài. Nếu Ủy ban kỷ luật thật sự có một ngày trở thành ác mộng của tất cả các tham quan trong thiên hạ, ít nhất dân chúng có thể giàu lên gấp đôi, giá nhà cũng có thể hạ xuống 1/3, giá hàng cũng có thể giữ ổn định, mà Tổ quốc có thể lại thịnh vượng lên hơn gấp 3 lần trở lên. Hạ Tưởng cười mỉm, thấy Lưu Vĩ Hồng thất thố như thế, nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa và vỗ vào bờ vai của anh ta, nói. Bắt giam anh sao, anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng gì, đồng chí Vĩ Hồng? Lưu Vĩ Hồng thiếu chút nữa ngất xỉu, vẻ mặt của Hạ Tưởng không thể bắt nạt, nhưng giọng điệu của hắn có ý nghĩa thâm sâu vô cùng, thân làm cán bộ kỳ cựu của Ủy ban kỷ luật, Lưu Vĩ Hồng lập tức lĩnh hội được điều gì đó. Chủ nhiệm Hạ, ha ha, chủ nhiệm Hạ. Lưu Vĩ Hồng cười gượng để che giấu sự lúng túng của mình, anh ta cũng biết bản thân anh ta có chuyện, nhưng vấn đề không lớn, chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu chủ nhiệm Hạ quyết tâm bắt anh ta cũng có thể nhận kết quả tồi tệ. Nhưng Hạ Tưởng mở ra một con đường, anh ta cũng có thể bình yên vô sự, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xem toàn bộ biểu hiện của anh ta. Nhiệt liệt hoan nghênh chủ nhiệm Hạ đến Hoài Dương thị sát công việc. Lưu Vĩ Hồng biến đổi sắc mặt, liền có chú ý. Vừa rồi tôi đang sửa tài liệu các nhân vật số 1, số 2 của mấy huyện thị, Ủy ban kỷ luật thành phố đang chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với bọn họ, đúng lúc chủ nhiệm Hạ đến, cho nên liền, ha ha. Tốt. Có tiền đồ, sẽ làm nên chuyện. Hạ Tưởng giơ tay bắt tay Lưu Vĩ Hồng. Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, tôi đến Hoài Dương không phải để thị sát công việc, mà là đến phá án, nói khó nghe là đến đây để làm người xấu. Tuy nhiên, một số tình huống cụ thể ở địa phương của Hoài Dương tôi vẫn không hiểu lắm, còn cần anh hết sức phối hợp làm việc. Lưu Vĩ Hồng biết Hạ Tưởng cho anh ta một con đường lựa chọn, ý nói nguyên tắc làm người xấu hay là giữ nghĩa khí thì bị bắt giam. Nói nghĩa khí. Chính là bảo vệ một nhóm người của Hoài Dương, chuyện của anh ta sẽ bị Ủy ban kỷ luật phóng đại, sau đó bỏ tù. Nói nguyên tắc làm người xấu, chính là anh ta phối hợp công tác với Ủy ban kỷ luật tỉnh, một mẻ lưới bắt hết các cán bộ đảng viên có vấn đề của Hoài Dương, anh ta sẽ được lãnh đạo cấp trên biểu dương, nhưng ở Hoài Dương lại bị nguyền rủa. Làm sao bây giờ? Lưu Vĩ Hồng ngẩng đầu nhìn Hạ Tưởng, nghĩ thầm lần này chủ nhiệm Hạ không đột nhiên tập kích, không nửa đêm đánh tới, nhưng chính diện giao phong. Lại là lách đi đường tắt, ra cho anh ta một vấn đề nan giải lớn bằng trời. Hỗ trợ chủ nhiệm Hạ dẹp yên Hoài Dương, anh ta quả nhiên là công thần của Ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng về sau chỉ có một con đường duy nhất có thể đi, chủ nhiệm Hạ là thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu không, không ai chứa chấp anh ta. Nếu không làm, với bàn tay độc ác và không nể tình nghĩa của Hạ Tưởng, tiếng kêu than sẽ là dậy khắp trời đất Hoài Dương, anh ta cũng khó tránh con đường chết. Thôi đi, làm. Tốt xấu vẫn có một con đường sống, muốn sống thì làm, chết là hết. Lưu Vĩ Hồng không nói chuyện, chỉ làm một hành động là đã hiểu ý, anh ta đến cửa, im lặng đóng cửa lại, và bảo thư ký hủy bỏ hội nghị thường vụ của Ủy ban kỷ luật, ai đến cũng không gặp, kể cả nhân vật số 1 và số 2. Hạ Tưởng cười hiểu ý, Ngũ Tiểu Toàn đã nói với hắn cách ứng xử và tính cách của Lưu Vĩ Hồng, quả thật trong dự liệu, một bước diệu kỳ của hắn, lại đi đúng rồi. Là giữa tháng 7. Cơn bão chống tham nhũng ở Hoài Dương chính thức nổi gió phun mây, cho dù dưới sự áp chế của Diệp Thiên Nam, nhưng chính Hoài Dương muốn đấu tranh chống tham nhũng ở Hoài Dương, nên quy mô và mức độ của chống tham nhũng ở Hoài Dương đã đổi mới nhiều, phạm vi rộng, số người nhiều, biến thành đứng đầu trong nước, được biết đến Hoài Dương đại thắng. Các nhà sử học đời sau trong lúc nghiên cứu ý nghĩa lịch sử Hoài Dương đại thắng, phân thành hai phái. Một phái cho rằng Hoài Dương đại thắng là do Hạ Tưởng một tay thúc đẩy. Là kết quả do Hạ Tưởng xem xét thời thế anh minh quyết định. Một phái khác thì cho rằng, Hoài Dương đại thắng đáng lẽ là công của Trịnh Thịnh, dù sao bí thư Trịnh mới là nhân vật số 1 tỉnh Tương, căn cứ vào nguyên tắc ưu tiên người cao nhất, tất cả chiến tích của tỉnh Tương rộng lớn này thuộc về Trịnh Thịnh. Vừa mới bắt đầu phân ra khá nghiêm trọng, về sau phe Hạ Tưởng dần dần chiếm thế thượng phong, tiếp theo ngay lúc đó hiệu trưởng Ngô của trường Đảng Trung ương đã nói một câu, định ra quan điểm chính cuối cùng. Diễn biến cuối cùng của Hoài Dương chống tham nhũng là Hoài Dương đại thắng, chủ nhiệm Hạ là mấu chốt. Chuyện này để nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Hạ Tưởng và Lưu Vĩ Hồng sau khi bí mật thảo luận một tiếng trong văn phòng, do Ủy ban kỷ luật thành phố mở cuộc họp khẩn cấp, mời bí thư thành ủy và phó thị trưởng thường trực tham dự.
Khi bí thư thành ủy và phó thị trưởng thường trực khoan thai cầm ly nước, vẻ mặt uy phong đi vào phòng họp, nhìn thấy người ngồi ngay ngắn trên bục, vẻ mặt tươi cười đúng là Hạ Tường. Bí thư thành ủy và phó thị trưởng thường trực cùng lúc làm ra một động tác giống nhau, tại chỗ lỡ tay làm rơi vỡ tan ly nước. Sau khi hai người bị Đào Hà Giang mang đi, phó thị trưởng thường trực còn quay đầu lại mắng lớn Lưu Vĩ Hồng là sói mắt trắng, ăn trong leo ngoài. Lưu Vĩ Hồng đứng sững bất động, vẻ mặt mỉm cười, mắt ngơ tai điếc, dường như bọn họ mắng là người khác. Lúc này Đào Hà Giang mang hai người về tỉnh Tương, Hạ Tưởng vẫn tiếp tục đi sâu vào đào móc vấn đề của Hoài Dương. Diệp Thiên Nam phó bí thư Diệp không phải muốn hạ thấp ảnh hưởng đến cùng sao? Được, làm mất mặt cũng phải làm cho lịch sự, thật ra không phải hắn không muốn hạ thấp ảnh hưởng, chỉ là bởi vì đồng chí Lưu Vĩ Hồng rất phối hợp với công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chủ động cung cấp rất nhiều tình huống Ủy ban Kỷ luật tỉnh chưa từng nắm bắt được. Vì thế, trải qua công tác phối hợp của hai cấp Ủy ban Kỷ luật tỉnh và thành phố, vấn đề của Hoài Dương càng ngày càng nhiều, không có cách nào che giấu, cũng không phải Hạ Tưởng cố ý làm cho chống tham nhũng ở Hoài Dương trở nên rầm rộ, nhưng cuối cùng đã hình thành một cơn sóng chiều, không những truyền thông khắp nơi tuyên truyền đưa tin, còn kinh động Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện. Cuối cùng khiến cho Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện khẳng định và khen ngợi ở nhiều nơi khác nhau, cũng khiến cho việc Hạ Tưởng tham gia trận chiến ở Hoài Dương, được đắp nặn thành một hình tượng sát thủ mặt ngọc tâm như mãnh hổ, gọi là Hạ Tưởng mặt ngọc. Mà vô số tham quan lại bất đắc dĩ kinh hô hình tượng, thay vì khiêu khích Diêm Vương, thì đi khiêu khích Hạ Tường. Chống tham nhũng ở Hoài Dương sở dĩ từ một trận chiến chống tham nhũng cố ý làm một cách khiêm tốn, lại nâng lên thành một trận huyết chiến tiếng tăm kinh người, không thể không có công của Lưu Vĩ Hồng. Thân là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Lưu Vĩ Hồng rõ như lòng bàn tay các giao dịch phía sau màn của Hoài Dương, các vấn đề hủ bại ở các huyện thị phía dưới của Hoài Dương. Với sự dốc sức phối hợp toàn lực của anh ta, Hạ Tưởng đích thân trấn thủ Ủy ban Kỷ luật thành phố, quyết liệt, nhanh gọn, dứt khoát, xin chỉ thị tỉnh ủy, đạt được sự ủng hộ của tỉnh ủy, trong thời gian 3 ngày, tạo nên khí thế rầm rộ ở Hoài Dương đại thắng chấn động cả nước. Thành phố Hoài Dương, từ bí thư thành ủy cho tới các cục trưởng cấp huyện, tổng cộng có cả tá người bị bắt giam, bị trực tiếp chuyển giao cho cơ quan tư pháp. TRUIENICOM. Sự việc cùng nhau vang dội, vượt xa dự tính ban đầu. Diệp Thiên Nam ở tỉnh ủy như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, nhưng lại không có cách nào khả thi, bởi vì ông ta không ngờ phương pháp của Hạ Tưởng lại trái ngược, không trực tiếp bắt giam Lưu Vĩ Hồng, mà là sử dụng Lưu Vĩ Hồng cho hắn. Thật sự là một sát thủ mặt ngọc thông minh khiến người ta căm ghét nhưng không thể không khâm phục. Diệp Thiên Nam lần đầu tiên cảm thấy nôn nóng, bởi vì trận chiến Hoài Dương không chỉ liên quan đến danh dự của ông ta, càng liên quan đến tính mạng của Diệp Địa Bắc và Hồ Quân Do. Sự việc Hoài Dương càng xôn xao lên, càng dễ dàng quay trở về sự việc sập cầu Hoài Dương, sẽ có người nhắc lại chuyện cũ. Chỉ cần Hạ Tưởng tìm được chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh Diệp Địa Bắc có liên quan đến việc sập cầu Hoài Dương, thì không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ cần sự việc công bố ra, nhất định ảnh hưởng đến việc đề cử lên chức chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến của ông ta, Hạ Tưởng làm to chuyện náo loạn ở Hoài Dương, mục đích giống như Tư Mã Chiêu. Ai ai cũng biết. Hạ Tưởng, đáng giận, đáng tức, đáng ghét, đáng giết. Diệp Thiên Nam vừa cắn căng, ai dám ngăn cản ông ta thành công nhậm chức chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến, thì kẻ đó chính là kẻ thù không đội trời chúng của ông ta, như vậy ông ta phải làm hết mọi thủ đoạn để diệt trừ. Thanh thế lớn, chấn động cả nước, hơn nữa do Trịnh Thính đích thân về thủ đô báo cáo tình hình cơn lốc chống tham nhũng Hoài Dương, đã không thể chỉ dùng cơn lốc chống tham nhũng để hình dung. Theo báo Thanh Niên lần đầu tiên dùng, Hoài Dương đại thắng, sau khi khen ngợi hành động chống tham nhũng của Hoài Dương, trong nước liên tục có nhiều phương tiện truyền thông bắt đầu sử dụng câu, Hoài Dương đại thắng. Mặc dù theo sau đó trong một bài báo Tân Hoa xã phát biểu, tỏ vẻ nghi ngờ đối với cách nói Hoài Dương đại thắng, nhưng vẫn ngăn không được truyền thông cả nước và đưa tin che trời phủ đất. Không đến nửa tháng, chống tham nhũng Hoài Dương đã trở thành Hoài Dương đại thắng của nhân dân cả nước. Hạ Tưởng ở lại thành phố Hoài Dương tổng cộng đã 3 ngày rồi, thời gian 3 ngày, Hoài Dương long trời lở đất, nhật nguyệt đổi sắc. Đồng thời gian 3 ngày, ở chiến trường khác cũng xảy ra nhiều nhiễu loạn. Mặc dù một trận chiến đối với công chúng mà nói, im hơi lặng tiếng, nói một cách không hề khoa trương, dân chúng vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, nhưng mức độ thê thảm đó vượt xa Hoài Dương đại thắng. Trên mặt biển Nam Hải của tỉnh Lĩnh Nam,
không gió dậy sóng, lần thứ ba Trần Pháp Toàn buôn lậu dầu mỏ, lần thứ ba bị người ta giữ lại, hơn nữa còn không phải ai khác, không ngờ là bị quân khu Quảng Châu trực tiếp bắt lại. Lúc ấy đã xảy ra một trận sóng mái kịch liệt, mấy quân nhân tử vong tại chỗ, cuối cùng sau mấy lần cảnh cáo đánh chìm thuyền buôn lậu mới dừng phản kháng. Mặt biển gió to sóng lớn, dẫn phát những cơn sóng thủy triều càng lớn. Hơn nữa càng khiến cho người ta không ngờ đến chính là, trên đường Hạ Tưởng từ Hoài Dương trở về Tương Giang, cũng đã xảy ra chuyện. Chương 1390, ai bắn phát súng đầu tiên? Sự phát sinh của sự việc, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì. Sau khi Hạ Tưởng một mạch xử lý xong những vấn đề còn lại ở Hoài Dương, chuẩn bị lên đường trở về Tương Giang, thì trời đã về chiều, trở về đến Tương Giang khẳng định là đã muộn, Tằng Trác liền đề nghị sáng mai sẽ về sớm, nhưng Hạ Tưởng vẫn kiên quyết. Thời gian không chờ đợi ai, sự việc đã vô cùng cấp bách. Nam Hải lại nổi sóng lớn, tuy nằm trong dự kiến của Hạ Tưởng, nhưng tình thái nghiêm trọng hơn so với dự đoán của hắn, cũng cho thấy so sánh với quân đội và địa phương, đấu tranh chính trị càng tàn khốc và ác liệt hơn, cảnh tàn sát cũng ghê gớm hơn. Nam Hải, quả nhiên không phải là biển của yên ả, xuất hiện qua bao nhiêu cơn bão, phát sinh ra bao nhiêu chuyện lớn rồi. Cụ thể chi tiết, Hạ Tưởng không thể biết hết, nhưng vẫn nghe được một chút gì đó. Nghe nói lúc ấy cảnh tượng rằng có vô cùng nguy hiểm, binh lính hai bên đều súng vác vai đạn đã lên nòng, cũng không biết là việc ngoài ý muốn hay là có người cố ý, dù sao trong hỗn loạn, không biết là ai đã bắn phát súng đầu tiên. Vì thế, cuộc hỗn chiến đã bắt đầu. Vì thể diện, hoặc là vì lợi ích, đều là những nhân vật to gan lớn mật, nhất là phía tàu bọn buôn lậu, rõ ràng là sai trước, đã không cúi đầu thì thôi, còn dám không thèm quan tâm đến vô số sinh mạng quân nhân, nổ súng kích chiến. Dưới chân bọn chúng, có thể là một tàu đầy ắp dầu mỏ. Một khi bất ngờ phát sinh, nếu một tàu dầu mỏ bùng nổ, có thể mười mấy sinh mạng sống, sẽ trở thành một sự kiện lớn chấn động một thời. Đương nhiên, cho dù tàu chở dầu phát nổ, tin tức trong nước sẽ không chỉ có những bài báo đôi câu vài lời, vụ việc sẽ được khống chế trong phạm vi nhất định, không ai có thể biết. Nhưng Hạ Tưởng lại biết, bởi vì cho dù là quân khu Dương Thành hay quân khu Tỉnh Tương, hắn đều có những người bạn quen thuộc, hơn nữa với cấp bậc của hắn, cũng có thể tiếp xúc với cơ mật của những cấp bậc nhất định. Cho dù Hạ Tưởng không có một chút sức ảnh hưởng nào với Trần Pháp Toàn, cũng không có quyền nói này nói nọ trên vấn đề của quân đội, nhưng sau khi hắn biết được tin tức, vẫn trong cơn giận dữ, vì thể diện cũng được, vì riêng cá nhân mình cũng xong, cả gan làm loạn đến mức này, quả thực khiến người ta phải căm phẫn. Không chỉ như thế, Hạ Tưởng còn biết được Trần Pháp Toàn sau khi sự việc xảy ra, còn ác nhân đi cáo trạng trước, kêu gào sẽ phải thông báo lên quân ủy trung ương, muốn một số người phải trả giá thê thảm. Là có người nhất định sẽ phải trả cái giá thê thảm, bởi vì mười mấy binh sĩ chết, sự việc đã quá ầm ĩ rồi. Không đề cập tới sự thay đổi ngày càng nghiêm trọng ở lĩnh Nam, Diệp Thiên Nam gần đây cũng đang gia tăng bố cục, đầu tiên là xuống các thành phố cấp 3 thị sát 2 ngày, đi thăm 3 thành phố, lôi kéo lòng người, phát biểu nói chuyện. Sau khi trở lại Tương Giang, lại liên tiếp có mấy nhân vật số 1 số 2 đến tỉnh ủy báo cáo công tác với ông ta. Diệp Thiên Nam đang lộ rõ sức ảnh hưởng tổng thể của ông ta ở tỉnh Tương, mục đích ra oai với Trịnh Thịnh. Quả nhiên, theo sau đó 4 năm thành phố cấp 3 của tỉnh Tương liên tiếp mở hội nghị kinh tế, công khai biểu lộ dưới hoàn cảnh kinh tế trước mắt, tất cả lấy phát triển kinh tế làm con đường trung tâm không lung lay, kiên trì đi trên con đường kinh tế, trong quá trình phát triển kinh tế xuất hiện một số vấn đề nhỏ khuyết điểm nhỏ, phải nhìn thẳng vào, nhưng cũng không được phóng đại lên, phải phân tách khảo chứng mà đối đãi. Đúng vào lúc Hoài Dương chống tham nhũng hừng hực khí thế, thì ngôn luận của mấy thành phố trên chẳng khác nào là làm trái lại với tỉnh ủy. Chẳng khác nào Diệp Thiên Nam dùng một loại phương thức khác, không tiếng động mà tuyên chiến với Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh, là rõ ràng thông báo với hai người, ông ta Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương, không chỉ có phân lượng ở tỉnh ủy, mà với các thành phố phía dưới khác, cũng có sự ủng hộ của nhiều người. Bí thư thành ủy tuy rằng do bí thư tỉnh ủy quản hạt, nhưng bí thư thành ủy không nghe lời nếu chiếm một nửa, bí thư tỉnh ủy cũng xem như là rất thất bại. Uy quyền của bí thư tỉnh ủy thể hiện ở đâu? Không chỉ trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy, không chỉ là trong ban tổ chức cán bộ, mà đối với những thành phố bên dưới cũng lý giải và chứng thực tinh thần chỉ thị và ý nghĩ của ông ta. Dù sao, mỗi thành phố cấp 3 là hòn đá tảng của một tỉnh, giống như Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện,
quyền uy càng lớn thì vị trí càng cao. Sau khi ban hành chỉ thị, lệnh chính phủ không ra khỏi Trung Nam Hải, các tỉnh có lệnh không thi hành, quyền lực không chỉ là giảm mạnh, mà căn bản không có được sự chứng thực. Quyền lực sẽ không phải là quyền lực, chỉ là lời nói suông. Có thể nói, hành động này của Diệp Thiên Nam là một đả kích lớn với uy vọng của Trịnh Thịnh, đồng thời cũng thể hiện sự bất mãn mạnh mẽ với sự ngày càng nghiêm trọng trong việc chống tham nhũng của Hoài Dương. Cùng lúc đó, ý kiến có liên quan đến việc Diệp Thiên Nam sắp thăng nhiệm chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến, một lần nữa lại xôn xao, hình như đã trở thành một kết cục đã định, khiến vầng sáng trên người Diệp Thiên Nam càng lớn hơn, cộng thêm giữa ông ta và Phó Tiên Phong có xu thế càng ngày càng gần, khiến địa vị của ông ta ở Tinh ủy tỉnh tương lại có được sự tăng mạnh. Bên trên, vẫn không được xem là chỗ khiến Hạ Tưởng lo lắng nhất, bởi vì đối với thủ pháp trả đòn của Diệp Thiên Nam, trong lòng hắn biết rõ, cũng hiểu được Diệp Thiên Nam chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế, đối với cơn bão chống tham nhũng ở Hoài Dương, đối với kế hoạch mà hắn luôn ngầm tiến hành, không có một chút ảnh hưởng nào. Lần này trấn thủ 3 ngày ở Hoài Dương, thu hoạch được khá là phong phú, tiến thêm một bước chứng thực được Diệp Địa Bắc, Hồ Quân Do trong quá trình nhận xây dựng cầu Hoài Dương, nhúng tay vào hạng mục công trình, mò tiền bất chính, tuy nhiên chứng cứ chủ yếu nhằm vào Hồ Quân Do, không thể là một đòn chí mạng đối với Diệp Địa Bắc. Diệp Địa Bắc và Diệp Thiên Nam giống nhau, giảo hoạt đa đoan, thủ pháp hành sự lão luyện, hơn nữa mọi việc đều không để lại dấu vết, bây giờ muốn dùng một gậy đánh ngã y đồng thời liên lụy đến Diệp Thiên Nam, thì độ lửa vẫn chưa đủ. Muốn thành công ngăn cản Diệp Thiên Nam nhậm chức chủ tịch tỉnh Yến, không chỉ phải triển khai hoạt động từ trên xuống dưới, quan trọng còn phải bố cục từ trên xuống dưới ở tỉnh Tương, dù sao, cái gốc của Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương, thì tốt nhất phải khiến ông ta bật gốc ở tỉnh Tương. Hơi lạc quan một chút mà phỏng đoán, đồng minh bốn người tỉnh Tương, bây giờ Lâm Hoa Kiến đã xuống ngựa, Hồ Định đã lắc lư, hơn nữa có nhược điểm trong tay hắn, Diệp Thiên Nam còn muốn cuộn sóng nổi gió ở tỉnh Tương, có lẽ uy lực thừa vẫn còn, nhưng muốn gây sức ép tạo thành gió to sóng lớn, thì phải gắng gượng làm rồi. 3 ngày qua, vẫn luôn không gọi được điện thoại cho Liên Nhược Hàm, Cổ Ngọc, Phó Tiên Tiên thậm chí là Nghiêm Tiểu Thì, hoặc là tắt máy, hoặc là không nghe điện thoại, khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Phụ nữ, cũng không biết rốt cuộc là chơi trò gì. Đều nói ba người phụ nữ một sân khấu, bây giờ đã là 6 phụ nữ rồi, 2 sân khấu nếu cùng nhau hát, một bên khua chiêng, một bên đánh trống, liệu có quá loạn không? Huống chi trong nhà còn có một Tào Thù Lê thích náo nhiệt, Ủy ban Nhân dân thành phố còn có một Mai Hiểu Lâm thờ ơ lạnh nhạt. Nói đến Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng cũng có chút kỳ quái. Gần đây trạng thái của Mai Hiểu Lâm không đúng lắm, liên lạc với hắn ít thì không nói làm gì, lần trước hắn có chuyện tìm cô, gọi điện thoại tới còn bảo thư ký nhận. Hình như từ sau khi Nam Cung chính thức xây dựng đương nhiên là Liên Nhược Hãm luôn tình nguyện mà cho rằng, Hạ Tưởng chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của Nam Cung phụ nữ tương giang đã trở nên cổ quái rất nhiều. Kỳ lạ thì kỳ lạ, chỉ cần đừng mang thêm phiền phức cho hắn là được. Hạ Tưởng đã sợ các cô rồi. Thậm chí hắn còn nghe nói Lý Thấm đã làm xong một kế hoạch chặt chẽ và khiến người ta sợ hãi, nhằm vào sản nghiệp tung ra thị trường dưới danh nghĩa lực lượng phản đối, chế định một loạt phương án bắn tỉa, khi cần thiết, một khi khởi động, có thể khiến nhiều người phá sản đến mức khuynh gia bại sản, thậm chí phải đi đến nơi cầm cố cả quần. Thật sự là tiền làm điên con người, Hạ Tưởng cũng không còn lời gì với Hạ Tưởng. Trong số các cô, người mà hắn an tâm nhất là Vệ Tân tính tình lạnh nhạt. Lại yếu đuối, phỏng chừng sẽ không là chuyện khác người. Không yên tâm nhất là Phó Tiên Tiên có tính cách tiểu ma nữ, có thể nhận có thể cho, lúc phóng đãng có thể làm người ta giật mình. Khi kiềm chế, cũng như thục nữ đoan trang. Tuy nhiên biến số lớn nhất là Liên Nhược Hạm, nhớ lại năm đó, sự phóng đãng và tùy hứng của Liên Nhược Hạm, mấy người Phó Tiên Tiên, Nghiêm Tiểu thì cộng thêm Cổ Ngọc cũng không so sánh kịp, nếu chẳng may Liên Nhược Hạm muốn quấy rối thì cũng là những phiền phức không nhỏ. Thật là khiến người ta không bớt lo, sự việc quá nhiều, còn phải quan tâm đến một đám phụ nữ, Hạ Tưởng xoa xoa thái dương, sự việc phải nhanh chóng có một đầu mối cho thỏa đáng, nếu không cũng khiến người ta phải lo lắng. Ngoài cửa sổ xe, lúc này trời đã tối mịt, Hạ Tưởng nhìn đồng hồ, khoảng chừng còn một tiếng đồng hồ nữa là tới Tương Giang, sau khi về, còn phải sửa lại một chút tập hợp công tác ở Hoài Dương, đưa lên hội nghị công việc bí thư thảo luận. Sau đó còn có đề danh ứng cử viên vào ghế trông của hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương, khả năng cũng phải đệ trình lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết chiến cuối cùng. Còn nữa, nhất định phải đi Nam Cung một chuyến,
gặp mặt mấy người Liên Nhược Hạp, cần phải để cho các cô ấy ổn định một chút, đừng náo loạn thêm nữa, bây giờ đã có thể rồi, thấy hợp lý thì dừng lại là tốt nhất. Còn một điểm, nghe nói hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị đang trong dự tính, ít ngày nữa sẽ lên chương trình, sự việc liên quan đến chuyện Cổ Thu thật nhập cuộc, cuối cùng phải mở ra cục diện thực sự. Sau khi chỉ có một ván của Cổ Thu thật được quyết định, ông ta tiến vào thủ đô, sẽ chống ghế bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu, ván cờ phía sau mới có thể đi tốt, có liên quan đến Tào Vĩnh Quốc làm chủ vùng Đông Bắc Trung Quốc, có liên quan đến Diệp Thiên Nam tiến lên phía Bắc tỉnh Yến, mới có thể tiến vào trận chiến quan trọng nhất. Tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, phía trước xuất hiện ánh lửa. Xảy ra chuyện gì? Bây giờ đang trên đường cao tốc, Hạ Tưởng vẫn chưa mở miệng hỏi, lái xe đã bật đèn xinh nhan, táp vào lề giảm tốc độ. Chủ nhiệm Hạ, phía trước xảy ra tai nạn, xe bốc cháy rồi. Hạ Tưởng vừa nghe, lập tức phân phó. Khẩn trương dừng xe, hỗ trợ cứu hỏa. Xe vừa dừng lại, Hạ Tưởng cũng không đợi thư ký đến mở cửa xe, đẩy cửa bước xuống. Trước mắt là một tình cảnh rất thê thảm, hai xe va vào nhau, bừa bãi khắp nơi, một chiếc xe trong đó lửa cháy bùng bùng, hình như trong xe còn có người đang lăn mình, tình thế, nghìn cân treo sợi tóc. Hạ Tưởng cầm lấy bình chữa cháy đi dập lửa, thế nhưng thế lửa quá lớn, chỉ có một bình chữa cháy uy lực có hạn, hắn một hàng ba xe, lúc này đều lấy bình chữa cháy ra để dập lửa, cũng không ngăn được ngọn lửa hừng hực. Hạ Tưởng lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng bất lực xoay chuyển trời đất. Mắt thấy người trong xe không còn nhúc nhích, hắn xoay người nhìn, phía sau lại có ba chiếc xe đến, là xe mới, không có biển số xe, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền giơ tay ngăn lại, đề nghị cùng cứu hỏa. Không ngờ chiếc xe không giảm tốc độ, ngược lại còn lao thẳng về phía hắn, một chút cũng không có ý dừng xe, Hạ Tưởng giận dữ, nhảy sang một bên, đang lúc muốn khiển trách đối phương có hành vi không chỉ thấy chết không cứu, mà suýt nữa còn tông vào người khác. Thì thấy phía sau lại có một chiếc xe cứ nhắm vào hắn mà lao. Thời khắc nguy hiểm, Tằng Trác hô to một tiếng. Chủ nhiệm Hạ, mau tránh ra. Cảnh vệ của Hạ Tưởng cũng lao ra, nhưng chậm một bước động tác của Hạ Tưởng còn nhanh hơn họ, rất nhanh nhảy ra phía sau xe của mình. Lúc này hắn vẫn chưa ý thức được đối phương cố ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bởi vì chặn xe trên đường cao tốc, vốn rất nguy hiểm. Nhưng khi hắn tránh ra sau xe, thì chiếc xe thứ ba giống như mất khống chế. Đột nhiên lao vào xe của hắn, cú va chạm rất mạnh khiến chiếc xe đột nhiên lao về phía trước, Hạ Tưởng tránh không kịp, bị đụng trúng. Chương 1391, ai muốn làm lớn chuyện? Ba chiếc xe ô tô mới không có biển số, hai chiếc lao thẳng vào Hạ Tưởng nhưng không thành, chiếc thứ ba mượn thế đâm vào xe chuyên dụng của Hạ Tưởng, cuối cùng cũng thành công mà đánh ngã Hạ Tưởng. Cũng may, cảnh vệ đúng lúc đỡ Hạ Tưởng. Mới khiến Hạ Tưởng tránh được thảm kịch không bị rơi xuống rãnh thoát nước bên đường. Trong đêm tối, nhìn không rõ Hạ Tưởng bị thương nặng cỡ nào, chỉ nghe thấy giọng nói trầm, kiên định mà ra lệnh. Nhanh bắt cả người lẫn xe lại. Cảnh vệ cũng bừng tỉnh lại, biết không phải là một vụ tai nạn xe ngẫu nhiên, có thể là có người cố ý làm thế, vội vàng ra lệnh bắt những chiếc xe kia lại. Hai chiếc xe trước đã cao chạy xa bay, chiếc xe sau đã bị hỏng nặng. Trên xe chỉ có một lái xe đã ngất xỉu, rất dễ bị cảnh sát khống chế. Là chiếc xe mới, hơn nữa là chiếc xe tốt với giá 500.000 tệ, dưới cú va chạm hoàn toàn bị phá hỏng, có thể thấy đối phương ra tay rất ác, là cách muốn bố trí cho Hạ Tưởng chết ngay tại chỗ. Hơn nữa đối phương xem xét thời thế, bình tĩnh ứng đối, hai chiếc xe trước không thành công, một chiếc cuối cùng không chút do dự lấy chết liều mình, ra tay rất mạnh, ý chí và kiên định, người bình thường không thể so sánh được. Nếu Hạ Tưởng chỉ chậm một chút nữa thôi, thì có khả năng gặp phải bất trắc. Đợi khi cảnh vệ phát hiện chiếc xe chuyên dụng của Hạ Tưởng bị ép lên hàng rào sắt bên đường, khiến cho hàng rào chắn bằng kim loại rắn chắc bị cong thành hình vòng cung độ dài khoảng hơn 1 mét, thì không khỏi tự chủ và đã hít một hơi khí lạnh, nếu Hạ Tưởng bị ép vào giữa xe và hàng rào chắn, thì không chết cũng thành tàn phế. Cảnh vệ nổi cơn thịnh nộ, Tằng Trác cũng tức giận vô cùng, bây giờ tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều. Không phải là vụ tai nạn xe bình thường, mà là một vụ có ý định mưu sát do con người tạo ra. Đối phương thật đáng căm hận, chủ nhiệm đang quên thân mình để cứu hỏa, đối phương không chỉ thấy chết không cứu, còn có ý muốn đâm chết chủ nhiệm Hạ, thật là tán tận lương tâm. Cảnh vệ giận dữ, tóm lấy tên lái xe gây chuyện muốn đánh cho một trận nhớ đời, tuy nhiên đối phương đã hôn mê. Trước tiên cứu người là quan trọng. Hạ Tưởng giọng yếu ớt phân phó một câu,
cuối cùng chống đỡ không nổi, cơ thể mềm nhũn, cũng ngất lịm đi. Tăng Trác mới chú ý đến sắc mặt Hạ Tưởng trắng bệch, trên miệng còn thấy vết máu, lập tức máu dồn ngược lên trên, vô cùng căm phẫn mà la lớn. Chủ nhiệm Hạ, một hàng ba xe, giữ lại một xe cứu người, một xe bảo vệ hiện trường, còn một xe hộ tống Hạ Tưởng, nhanh như chớp đưa về Tương Giang. Tương Giang trong đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Tương Giang, trụ sở tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy. Tuy rằng đã tan tầm, văn phòng của Trịnh Thịnh vẫn đang đèn đuốc sáng trưng, Trịnh Thịnh với vẻ mặt mỉm cười đang nghe báo cáo công tác của Mai Hiểu Lâm. Bình thường thị trưởng báo cáo công tác với bí thư tỉnh ủy, cần phải báo cáo với văn phòng tỉnh ủy trước, sau đó qua sự sắp xếp của trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tiếp đến được sự phối hợp của thư ký đồng phàm của Trịnh Thịnh, cuối cùng mới có thể quyết định, trình tự rất rườm rà, bình thường chưa đến 10 ngày hay nửa tháng, thì không thể gặp được bí thư tỉnh ủy. Mai Hiểu Lâm cho dù là thị trưởng Tương Giang, nếu không phải giữa cô và Trịnh Thịnh có quan hệ mật thiết, thì cũng không dễ như thế. Mai Hiểu Lâm là một trong những thị trưởng của tỉnh Tương, muốn gặp bí thư tỉnh ủy dường như là người duy nhất muốn gặp bất cứ lưu ác nào cũng được. Gần đây công việc của thành phố Tương Giang hơi nhiều, một số vấn đề còn lại của khóa trước, khiến Mai Hiểu Lâm rất đau đầu, quần chúng nhân dân không ngừng phản ánh lên cơ quan cấp trên và yêu cầu giải quyết vấn đề, cáo trạng cũng nhiều, rất phiền toái, khiến cô mệt mỏi ứng phó. Cũng là nguyên nhân gần đây cô không làm thế nào để liên lạc được với Hạ Tưởng. Đương nhiên, nguyên nhân khó có thể mở miệng cũng có tâm lý ghen tuông quá cao của cô, những người phụ nữ của Hạ Tưởng sống ở Nam Cung, cô làm sao không biết chứ? Chỉ có thể làm bộ làm như không thấy thôi, nếu không còn có thể như thế nào? Cô là thị trưởng thành phố Tương Giang, luôn không thể bỏ đi cái tôn của thị trưởng, đến Nam Cung đi dạo, ngắm cảnh, để biểu hiện một chút tồn tại. Thân là cán bộ, cho dù là phụ nữ, dù có ghen, cũng phải giữ trong lòng. Tuy nhiên cô lúc nào cũng chú ý nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng bên cạnh có nhiều phụ nữ đẹp, nhưng một chút cũng không dính dáng vào, không chỉ không dính vào, mà còn rất chăm chỉ cẩn trọng công tác, khiến cô rất khâm phục. Mai Hiểu Lâm liền nghĩ, cô cũng đã đủ mệt đủ phiền toái đủ đau đầu rồi, cô không muốn lại mang cho mình thêm rắc rối, để cô thật tốt mà qua được cửa ải khó khăn này rồi hãy nói. Hạ Tưởng làm cái gì, mưu đồ cái gì? Mai Hiểu Lâm không dám nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhiều cũng hiểu một chút. Hy vọng có thể làm hậu thuẫn kiên định mà không ai biết đến ở phía sau hắn, khi hắn cần có thể đứng ra, tin rằng hắn cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm này của cô. Nghĩ như vậy, trong lòng cô cảm thấy cởi mở hơn nhiều. Kỳ thật cũng không muốn muộn thế này còn báo cáo công tác với Trịnh Thịnh, chủ yếu là nghe nói tối nay Hạ Tưởng trở về, cô nghĩ nếu may mắn, hẳn là có thể gặp hắn. Thật sự có vài lời muốn nói với hắn, con gái lại nhớ hắn, hy vọng hắn bớt thời gian đi thăm cô bé, trong thời gian hắn đến Tương Giang, số lần hắn gặp con gái nhiều hơn những năm trước. Khi đã sắp báo cáo xong công tác rồi, tại sao vẫn chưa có tin tức hắn trở về? Mai Hiểu Lâm tinh thần có chút lo lắng, cô đoán, sau khi Hạ Tưởng trở về, có lẽ đầu tiên sẽ báo cáo với Trịnh Thịnh, mà Trịnh Thịnh hôm nay cố ý tan ca muộn, cũng là vì đợi Hạ Tưởng. Dựa theo thời gian suy tính, thì bây giờ phải tới rồi, mong là trên đường không xảy ra chuyện gì mới tốt. Mai Hiểu Lâm không khỏi suy nghĩ lung tung, còn vô ý thức làm ra một hành động thất lễ giơ tay nhìn đồng hồ. Khi báo cáo công tác với lãnh đạo, chỉ có lãnh đạo mới có tư cách giơ tay nhìn đồng hồ, bởi vì quyền chủ động nằm trong tay lãnh đạo. Cũng may, Trịnh Thịnh và Mai Hiểu Lâm cũng là chỗ quen thuộc, nếu không động tác vô ý vừa rồi của Mai Hiểu Lâm, sẽ khiến cô mất đi ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Có phải còn đang đợi Hạ Tưởng? Trịnh Thịnh như cười như không nói một câu. Không. Mai Hiểu Lâm luôn luôn trấn tĩnh, bỗng nhiên có chút lúng túng, lại cảm thấy có chút thất thố, vội cười che giấu. Nếu có thể gặp cũng tốt, đúng lúc tiến triển của vụ án Lâm Tiểu Viễn, cần phải kết nối với anh ấy một chút. Chắc chuẩn bị về tới nơi rồi. Trịnh Thịnh nhìn đồng hồ. Có lẽ bị tắc đường, nếu không để tôi gọi hỏi xem sao. Bí thư tỉnh ủy bình thường không có lòng dạ thảnh thơi gọi điện hỏi cấp dưới khi nào tới, Trịnh Thịnh giữ thể diện cho Hạ Tưởng, cũng giữ thể diện cho Mai Hiểu Lâm. Cứ để tôi gọi là được rồi. Mai Hiểu Lâm cũng biết quy củ trên quan trường, lấy điện thoại ra vừa định gọi, thì điện thoại trên bàn của Trịnh Thịnh bỗng nhiên reo lên. Trịnh Thịnh còn mỉm cười nói một câu. Chắc là Hạ Tưởng. Ông ta nhấc điện thoại lên, vô cùng thoải mái mà nói. Xin chào.
theo sau, sắc mặt ông ta trong nháy mắt lạnh băng, một lúc lâu sau, ông ta bỗng nhiên cúp điện thoại, giận tím mặt. Láo xược, liều lĩnh, khốn khiếp. Trịnh Thịnh dưới cơn thịnh nộ, trước mặt Mai Hiểu Lâm, mất đi thân phận của bí thư tỉnh ủy mà mắng lời thô tục. Tin tức Hạ Tưởng bị tai nạn xe, do Tằng Trác dùng điện thoại di động gọi trực tiếp vào máy ở văn phòng của Trịnh Thịnh, không qua tay bất kỳ ai, trực tiếp báo cáo cho Trịnh Thịnh. Giữa Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng, luôn là quan hệ hợp tác hữu hạn, nói trắng ra, chính là sự lợi dụng đồng minh lẫn nhau tạm thời, hơn nữa nói thật, thành kiến của Trịnh Thịnh với Hạ Tưởng từ đầu tới cuối vẫn còn, luôn cho rằng Hạ Tưởng được Tổng Bí Thư và Cổ Thu thật coi trọng, bản thân ông ta không đủ để gánh vác sự mong chờ tha thiết của Tổng Bí Thư. Nhưng sau khi công sự hơn nửa năm, Trịnh Thịnh ngày càng phát hiện, ông ta quả thực yêu thích con người trẻ tuổi này. Quả thật, Hạ Tưởng có sự thành thục và điềm tĩnh vượt qua tuổi của mình, càng có trí tuệ và cách nhìn chính trị hơn người, theo lý thuyết, hẳn là nham hiểm giả dối, là người lọc lõi trên quan trường gian tà xảo quyệt, nhưng trong phương diện nhằm chống tham nhũng ở Thần Đông và Hoài Dương, đối chọi gay gắt với Diệp Thiên Nam, Trịnh Thịnh biết, Hạ Tưởng không phải dựa vào điểm xuất phát làm cán bộ tiên phong cho ông ta, cũng không muốn giành được sự tín nhiệm của ông ta đồng thời mong chờ ông ta coi trọng. Mà là, dựa vào sự nhiệt thành vì dân chờ lệnh, một trái tim ngay thẳng nghiêm trị sự tham ô sa đọa. Trịnh Thịnh đã có một chút sự khâm phục. Mà sự tham nhũng ở Hoài Dương Hạ Tưởng có một lối tắt khác, thành công mà phản chế thủ đoạn của Diệp Thiên Nam, khiến Diệp Thiên Nam thành người câm ăn quả đắng, có khổ mà không nói được. Trong lòng Trịnh Thịnh cũng có sự sảng khoái không nói nên lời, hình như muốn vỗ tay tán dương, lần đầu tiên trong cuộc đời vì Hạ Tưởng xảy ra bất ngờ mà thu phục Lưu Vĩ Hồng nhân cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu mà tán dương không ngừng. Thật sự là một trí tuệ chính trị làm người ta ca ngợi, làm người ta khó có thể tin được. Đang lúc Trịnh Thịnh tràn đầy niềm hy vọng chờ đợi gặp mặt Hạ Tưởng, cùng bàn kế hoạch lớn tiếp theo, lại nhận được tin Hạ Tưởng bị tai nạn xe, lại còn là tai nạn xe do người tạo ra. Cơn lửa giận trong lòng Trịnh Thịnh bỗng nhiên cháy bùng. Bao năm nay, ông cố gắng tạo được sự bình tĩnh và trầm ổn, e sợ sự thất thố, e sợ mất điểm trước mắt người khác. Hôm nay ông ta lại nổi cơn thịnh nộ, sau khi mắng ra một câu thô tục, lại cầm điện thoại bàn lên, rất mạnh mà ném xuống đất, để chút hận trong lòng. Phản mất rồi. Mai Hiểu Lâm còn chưa biết xảy ra chuyện lớn gì, dương mắt đờ đẫn nhìn. Bí thư Trịnh, sao thế? Hạ Tưởng bị tai nạn xe, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh. Bước đầu điều tra rõ, là do người cố ý làm. Sao? Mai Hiểu Lâm rất nhanh đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng và đau khổ. Sao lại có thể, ai hạ gây tội ái này vậy? Còn chưa biết. Trịnh Thịnh dưới cơn thịnh nộ, vẻ mặt thậm chí còn có chút dữ tợn. Còn có thể là ai? Thật quá đáng mà, tôi phải đi Bắc Kinh một chuyến, quả thực là coi trời bằng vung mà. Tỉnh ủy tỉnh Tương, một lát sau, văn phòng của các nhân vật quan trọng, tiếng chuông điện thoại reo lên, trụ sở tỉnh ủy vốn đã im lặng, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, đều loạn hết lên, xe đến xe đi, người qua người lại, văn phòng của mười mấy ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương, tất cả đều đèn đuốc sáng trưng. Họp khẩn cấp hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nhanh chóng được tổ chức. Sau khi Phó Tiên Phong nghe tin, kinh hãi, lập tức gọi điện đến Bắc Kinh, sau khi nói xong mấy phút. Sắc mặt biến đổi không ngừng. Diệp Thiên Nam sau khi nghe tin, sắc mặt như thường, cũng gọi điện về phía thủ đô, dập điện thoại, sắc mặt nghiêm túc không ít, tuy nhiên khóe miệng lại nhếch lên nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Hội nghị thường vụ vừa tổ chức, Trịnh Thịnh ngồi ở giữa, vẻ mặt trầm xuống, trong ánh mắt tất cả đều là sự lạnh lùng và phẫn nộ. Hồ Định vừa vào cửa, liền liếc nhìn với Dương Hằng Dịch, trong mắt toàn sự hoảng sợ và kinh hãi. Nhưng còn Diệp Thiên Nam ngồi ở vị trí nhân vật số 3, một chút cũng không dị thường, giống như không có gì liên quan đến mình vậy. Trịnh Thịnh thấy bộ dạng của Diệp Thiên Nam, cơn lửa giận trong mắt lại càng bùng cháy. Thấy mọi người đến đông đủ, Trịnh Thịnh vừa định mở miệng nói, đột nhiên, điện thoại di động của ông ta vang lên, vừa nhìn dãy số gọi đến đầu óc ông ta không khỏi kêu ong ong, tin tức truyền quá nhanh. Vội cung kính nhận điện thoại. Xin chào Tổng Bí Thư. Tôi đang mở hội nghị thường vụ. Lời nói này ý là nhắc nhở Tổng Bí Thư nói chuyện chừng mực. Không ngờ giọng nói của Tổng Bí Thư rất lớn, một chút cũng không có ý che giấu sự bất mãn. Trịnh Thịnh, cái chức Bí Thư tỉnh ủy đồng chí định làm như thế nào đây, quá không xứng với nó mà, giao cho anh một người anh cũng không chú ý được. Lập tức về Bắc Kinh một chuyến đi.
Ở đây tất cả mọi người đều nghe thấy một cách rất rõ ràng và đều hết sức kinh hãi đến nghẹn lời. Chương 1392, là đêm. Tổng bí thư coi trọng Hạ Tưởng, người ngoài biết không nhiều, tuy Hạ Tưởng từng trải qua nửa năm ở Trung ương đoàn, nhưng người trong quan trường vẫn xem hắn là thuộc hệ thế lực gia tộc. Vừa rồi Trịnh Thịnh đã rõ ràng nhắc nhở Tổng bí thư là đang mở hội nghị thường vụ, Tổng bí thư một chút cũng không che giấu ý bảo vệ Hạ Tưởng, thậm chí không ngại trước mặt mọi người phê bình Trịnh Thịnh. Phê bình Trịnh Thịnh thì không có gì, Trịnh Thịnh là trực hệ của Tổng bí thư, dù mắng có nặng bao nhiêu cũng là trân trọng, chính là thái độ rung cây dọa khỉ quá rõ, bởi vì cái ý Tổng bí thư yêu quý Hạ Tưởng, trân trọng Hạ Tưởng lộ ra nguyên vẹn, là cố ý cho mỗi người ở đây nghe thấy. Phó Tiên Phong biến đổi sắc mặt rất nhiều. Diệp Thiên Nam giật mình kinh hãi, đồng thời vẻ mặt xám trắng. Hầu như tất cả mọi người đều mang vẻ mặt sửng sốt, toàn hội nghị thường vụ lặng ngắt như tờ, là một sự yên lặng trước nay chưa từng có. Sự yên lặng đáng sợ, đến cả tiếng kêu của chiếc đồng hồ Thạch Anh treo trên tường cũng nghe rõ. Điện thoại của Tổng bí thư đã tắt, Trịnh Thịnh cất điện thoại, ánh mắt uy nghiêm nhìn tất cả mọi người một lượt, có ý mà như vô ý dừng lại trên mặt Diệp Thiên Nam vài giây, ánh mắt vô cùng đầy thâm ý. Diệp Thiên Nam mồ hôi lạnh tuy đã thấm ướt lưng, nhưng ông ta vẫn trấn tĩnh tự nhiên, cố gắng giữ tinh thần và phong độ, càng vào thời khắc quan trọng càng không được luống cuống. Sau khi Trịnh Thịnh nhìn khắp một vòng, trực tiếp nói với Đồng Phàm. Lập tức thu xếp đi Bắc Kinh. Sau đó đơn giản mà vung tay lên. Tan họp. Một hội nghị thường vụ chưa bắt đầu đã kết thúc, là hội nghị thường vụ thất bại nhất trong lịch sử tỉnh Tương. Tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều biết ai là bàn tay gây tội ác, nhưng không ai nói ra, cũng không có ai nhìn thêm về phía Diệp Thiên Nam. Đến cả Dương Hằng Dịch và Hồ Định cũng không nói một câu với Diệp Thiên Nam, xoay người rời đi, vẻ mặt ảm đạm. Chỉ có Phó Tiên Phong đến trước mặt Diệp Thiên Nam, thở dài một tiếng. Sự việc phải nắm giữ lấy mức độ mới tốt, nếu không, sẽ phá hỏng quy tắc. Diệp Thiên Nam lại thản nhiên như không mà cười. Là ai hạ độc thủ chứ? Thực sự là quá đáng mà. Phó Tiên Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Nam, bởi vì y nghe ra Diệp Thiên Nam hình như ám thị không có can dự vào việc này, lẽ nào không phải Diệp Thiên Nam? Nhưng không phải ông ta thì có thể là ai? Không chỉ Phó Tiên Phong cho rằng Diệp Thiên Nam đã làm, mà cả Trịnh Thịnh, Hồ Định, Dương Hằng Nghị cũng nghĩ rằng là bút tích của Diệp Thiên Nam, kỳ thật đã oan uổng cho Diệp Thiên Nam, thực sự là không phải do Diệp Thiên Nam gây nên. Còn chưa về tới văn phòng, điện thoại của Diệp Thiên Na cũng vang lên, từ bên kia đường dây truyền tới một giọng nói quen thuộc. Thiên Nam, lập tức đến Bắc Kinh một chuyến. Không nói lý do, không nói sự tình, chỉ một câu mệnh lệnh, sau đó liền cúp điện thoại. Diệp Thiên Nam cảm thấy mồ hôi lạnh phía sau lưng bị gió thổi qua, áo đều dính lấy người, vô cùng khó chịu, nhưng lúc này ông ta không có tâm lý quan tâm đến quần áo, bởi vì sự việc thực sự đã mất khống chế. Hơn nữa sự tình của Hạ Tưởng, cũng quả thật không phải ông ta làm. Về phần là ai, trong lòng ông ta biết rõ, tuy trong nháy mắt cũng oán giận qua sự lỗ mãng của ông ta, nhưng khi nghe tin Hạ Tưởng bây giờ vẫn đang hôn mê, có khả năng có thể bị trọng thương, nói trong lòng không vui thì là giả, Hạ Tưởng nếu chết, thế giới này sẽ thanh tịnh, mọi sự đại cát. Trên chính trị, cảnh tàn sát khốc liệt là phổ biến, giết người đoạt mệnh cũng thường thấy, đừng nói một cán bộ cấp phó tỉnh như Hạ Tưởng. Đến cả cấp bậc lãnh đạo quốc gia, cũng phát sinh chuyện ám sát, có một số chuyện đến cả nhắc đến cũng không thể, là tơ hồng. Đến cấp bậc của Diệp Thiên Nam, rất nhiều nội tình cũng đều rõ ràng, cho dù không biết quá trình cụ thể, cũng biết trong số quan lớn bị chết vì bệnh, có nhiều người không phải chết vì bệnh thật. Cảnh giới cao nhất của việc tiêu diệt một đối thủ chính trị, chính là tiêu diệt trên thân xác, đương nhiên, cái giá phải trả rất đắt, nguy hiểm và hậu quả cũng có thể khiến người ta không chống đỡ nổi. Nhưng có người dưới cơn thịnh nộ vẫn áp dụng thủ đoạn cực đoan là tiêu diệt đối thủ. Diệp Thiên Nam không làm, ông ta cho dù sẽ tìm người đánh Hạ Tưởng để trút giận, thậm chí là hãm hại Hạ Tưởng, nhưng sẽ không sai người của ông ta mưu sát Hạ Tưởng. Ông ta không phải là không có gan, mà là khinh thường cách làm như vậy, nguyên tắc và lý niệm của ông ta cũng khiến ông ta duy trì được một điểm mấu chốt và luật lệ. Giết chết Hạ Tưởng dĩ nhiên có thể vui sướng một thời, nhưng thế lực đằng sau Hạ Tưởng tuyệt đối sẽ cho y đau khổ một đời. Nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến y vô cùng thoải mái, Hạ Tưởng xảy ra chuyện lớn, nhưng lại không liên quan đến y, có thể tận mắt nhìn thấy đối thủ ngã xuống,
mà bản thân không phải gánh bất kỳ trách nhiệm gì, có lẽ là một chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này. Kỳ thật nếu để Diệp Thiên Nam tổng kết, ông ta càng nguyện ý thay đổi câu nói bên trên cảnh giới cao nhất của việc tiêu diệt đối thủ chính trị chính là mượn đao giết người, hơn nữa, trên cán dao còn không lưu lại dấu vân tay của mình. Xe ô tô của Hạ Tưởng cũng không đi vào nội thành, vừa hết cao tốc, đã không biết tung tích. Hạ Tưởng cũng không nhập ở bệnh viện Tương Giang, bởi vì, bệnh viện cũng có thể không an toàn. Đối phương nếu dám lộ liễu mà theo dõi đồng thời đâm xe trên cao tốc, nhất định sẽ có chuẩn bị ở sau. Bởi vì lần này đối phương ra tay, giống như điên cuồng, nếu biết được hắn vẫn bình yên vô sự, nói không chừng vẫn còn bố cục ở Tương Giang, một tấm lưới lớn đang chờ hắn chui vào. Đúng vậy, Hạ Tưởng sớm đã tỉnh lại, hắn sở dĩ tung tin hôn mê bất tỉnh có thể bị trọng thương, là bởi vì hắn nhận thức được nguy cơ trước nay chứ từng có. Chính là trực giác mách bảo hắn, so với bọn xã hội đen trước đây uy hiếp thân thể hoàn toàn khác, lần ra tay này, nghiêm mật, bình tĩnh đồng thời kế hoạch chu đáo, một đòn sấm sét trên đường cao tốc, có sai sót trong đó, bởi vì nếu không phải hắn xuống xe cứu người, e là bây giờ đã gặp nạn. Đối phương có ba xe mới. Cái muốn chính là không sai sót nhầm lẫn mà lấy mạng hắn, dễ nhận thấy là hành động tỉ mỉ có tổ chức có mưu tính trước. Vốn ngay từ đầu Hạ Tưởng cũng cho rằng là bút tích của Diệp Thiên Nam, về sau bình tĩnh suy nghĩ lại, thì không có khả năng lớn, Diệp Thiên Nam chứ phát rổ đến nông nỗi ấy, hơn nữa giữa hắn và ông ta, còn chưa cần thiết phải hai bên giao chiến. Hơn nữa với tính tình của Diệp Thiên Nam, cũng sẽ không như thế. Sau đó cảnh vệ kiểm tra về lái xe bị hôn mê. Chứng thực sự suy đoán của Hạ Tưởng, đối phương là quân nhân. Hạ Tưởng liền bình tĩnh lại mà phân tích thế cục, làm ra một quyết định, một mặt vừa thông báo cho tỉnh ủy, mặt khác, lập tức thông báo cho Trương Hiểu. Xe vừa xuống cao tốc, hắn liền lặng lẽ xuống xe, cùng thư ký trốn vào một nơi đợi Trương Hiểu đến. Quả không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, có người cho rằng hắn vẫn còn trong xe, xe vừa vào nội thành liền có người đi theo, tuy rất bí mật. Nhưng vẫn khiến cảnh vệ nhận ra có người bám đuôi. Đối phương nếu hạ độc thủ, sợ là không chết không chịu dừng. Hạ Tưởng ngồi trong một quán trà không bắt mắt ở bên đường, vừa uống trà, vừa nói với Tằng Trác. Bệnh viện là nơi chăm sóc người bị thương, nhưng cũng là nơi không an toàn nhất, đã chết rất nhiều người không đáng chết. Tằng Trác tới bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, thấy chủ nhiệm Hạ sớm đã bình tĩnh lại như ban đầu, trong lòng hết sức khâm phục, cũng thầm thấy may mắn. May mắn chủ nhiệm Hạ phản ứng nhanh, nếu không hôm nay thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Tuy nhiên nghĩ đến sự mệt nhọc của Hạ Tưởng, còn bị xe đẩy nhẹ, bị thương, hôn mê mất mười mấy phút, trong lòng thấy vô cùng khó chịu, lãnh đạo có chuyện, cấp dưới không làm tròn bổn phận, anh ta vô cùng căm hận người đã hành hung. Người chết trong bệnh viện cũng nhiều rồi, ai cũng không muốn chết, nhưng ai đáng chết ai không đáng chết, làm thế nào để phân cho rõ. Tằng Trác không hiểu chủ nhiệm Hạ từ sau khi xảy ra chuyện, tại sao lại nói chuyện phiếm về bệnh viện. Đúng vậy, là bởi vì không thể nói rõ, cho nên mới không thể nằm viện ở Tương Giang. Hạ Tưởng cũng chỉ điểm qua, rất nhiều cơ mật Tằng Trác không đủ cấp bậc để biết, bệnh viện trong nước cũng là một chiến trường quan trọng trong sự đọ sức của chính trị. Tằng Trác bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nghĩ ra điều gì đó. Ồ, đúng rồi, một thời gian trước người đột nhiên chết vì bệnh. Nói nhiều rồi đấy. Hạ Tưởng đúng lúc ngăn sự lỡ lời của Tằng Trác. Từ bây giờ trở đi, anh và người ngoài cắt đứt liên lạc, điện thoại của ai cũng không được nhận, cho đến khi sự việc được giải quyết rồi hãy nói. Thực sự nghiêm trọng như vậy ư? Sự việc không phải đã qua rồi. Ý niệm trong đầu Tằng Trác vừa xuất hiện, điện thoại của Hạ Tưởng reo lên. Hạ Tưởng thuận tay bấm nghe điện thoại, chỉ nói mấy câu, liền nhíu lông mày. Tôi biết rồi. Buông điện thoại xuống, hắn mới nói với Tằng Trác. Xe của chúng ta vừa rồi trong lúc bị tắc đường, có người phát hiện tôi không có trong đó. Tằng Trác sợ tới mức không nói ra được, thật cả gan làm loạn mà, dám trong nội thành chặn xe của đường đường chủ nhiệm ủy ban kỷ luật sao. Tuy nhiên nghĩ lại lời chủ nhiệm Hạ đã nói, và liên tưởng đến thân phận đặc biệt của đối phương, thì chỉ còn lại sự sợ hãi. Không bao lâu sau, Trương Hiểu cuối cùng cũng đến. Trong giây phút nhìn thấy Trương Hiểu, Hạ Tưởng xem như cũng thở phào một cái, nguy hiểm, cuối cùng cũng tạm thời được giải trừ, cảm giác đường sống trong chỗ chết, thật sự không tồi. Tuy nhiên, có người muốn bố trí hắn vào chỗ chết, hắn không trả đòn, thì hắn không phải là tiểu lang quân thành thực và đáng tin cậy, càng không phải là sát thủ mặt ngọc Hạ Tưởng.
Trương Hiểu vừa thấy Hạ Tưởng bình yên vô sự, vẻ mặt lo lắng cuối cùng cũng có một chút thoải mái. Đi, đi Bắc Kinh, càng nhanh càng tốt. Tăng Trác nhất thời căng thẳng lỡ lời, nói thêm một câu. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Có người cảm thấy hậu đài vững chắc, ai cũng không để ý, năm đó có người còn dám. Với Tổng Bí Thư, Trương Hiểu cũng nhất thời tức giận, suýt nữa nói lộ hết ra, vội tức giận chừng mắt liếc nhìn Tăng Trác một cái. Ông nên giữ lại cũng được, cẩn thận kẻo chết rồi cáo trạng cũng không có chỗ mà đi đâu. Tăng Trác sợ tới mức rụt cổ lại, cũng không dám nói thêm gì. Là đêm, dưới sự hộ tống của mười mấy quân nhân, Hạ Tưởng một hàng đi về phía Bắc, thẳng đến Bắc Kinh mà đi. Là đêm, ở Bắc Kinh, lão cổ bị điện thoại đánh thức, ông cầm lấy điện thoại rồi tức giận mắng một câu, nhưng sau khi nghe tình hình đối phương báo cáo, đầu tiên rất mạnh mà đập bàn, sau đó yêu cầu tất cả các thiếu tướng, trung tướng ở Bắc Kinh, lập tức đến gặp ông. Theo sau, lão cổ trầm tư một lúc, mấy chục năm nay lần đầu tiên vào thời gian nửa đêm, ông gọi điện thoại đến nhà ông cụ Ngô. Ông cụ Ngô nghe xong điện thoại, rất lâu không nói gì, sau đó nhìn ra một hướng nào đó ở Bắc Kinh, nói một câu. Hạ thì hạ rồi, không cần phải chút giận lên hậu sinh vãn bối, dù có chút giận cũng phải nhìn rõ là ai. Nhà họ Ngô trong quân đội, cũng không phải không có ai. Là đêm, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Tương Trịnh Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Diệp Thiên Nam, đi về Bắc Kinh trong cơn giận dữ. Là đêm, các bệnh viện lớn ở Tương Giang đều có người gọi điện thoại tới hỏi, kiểm tra bệnh tình của chủ nhiệm Hạ, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Là đêm, Phó Tiên Phong một đêm không ngủ, gọi điện về Bắc Kinh, nói vừa tròn nửa tiếng đồng hồ. Là đêm, Mai Hiểu Lâm thức trắng, gọi điện thoại cho Mai Thái Bình, nói tròn một tiếng. Là đêm, khi Tổng Bí Thư đang cùng Cổ Thu Thật khẩn cấp trao đổi tình hình, Cổ Thu Thật nhận được điện thoại của Hạ Tưởng. Chương 1393, Đường Sinh Tử. Trần Phong từ khi đảm nhiệm thị trưởng thành phố Yến vẫn giữ thói quen đi ngủ sớm. Về sau khi gã đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Yến cho đến thị trưởng thành phố Sơn Thành, mãi đến bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, thói quen đi ngủ sớm vẫn không thay đổi. Bởi vậy, buổi tối sau khi đồng hồ điểm 9 giờ, dứt khoát tắt máy đi ngủ, trừ phi có sự cố quan trọng hoặc trung ương gọi điện thoại, còn những người khác gọi nhất định không nghe máy. Lúc Trần Phong là thị trưởng thành phố Yến, thói quen của gã đã được rất nhiều người biết. Bình thường cũng không có người dám nửa đêm quấy rầy gã. Bởi vì, Trần Phong tính tình tuy là hiền lành, hay thích nói đùa, nhưng lúc bực bội người bình thường cũng chịu không nổi. Trần Phong tới tỉnh sở đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, không đến một tuần, thói quen thích ngủ sớm của gã liền trở thành một trong những việc mà mọi người trong trụ sở tỉnh ủy nhất định phải chú ý ghi nhớ. Bởi vì có một lần thị trưởng xui xẻo nửa đêm mang biếu quà. Y tự cho là lễ trọng, lại có vẻ mặt tươi cười, khẳng định có thể nhận được ưu tiên. Dù sao đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, bí thư Trần dù không nhìn mặt y, cũng phải nhận lễ trọng của y. Hơn nữa, y là thông qua người quen giới thiệu. Ai dè vị thị trưởng xui xẻo đó sau khi gõ cửa, bà xã Trần Phong rất khách khí nói ông Trần đã đi ngủ, thị trưởng nọ cũng không chịu đi, muốn ngồi xuống chờ Trần Phong tỉnh dậy, y có lời muốn bày tỏ. Kết quả Trần Phong thức dậy thật. Đột nhiên giận dữ, đưa tất cả lễ vật y mang tới đem ném hết ra ngoài. Còn chưa hết, ngày hôm sau Trần Phong liền mở cuộc họp, công khai chỉ đích danh phê bình vị thị trưởng đã tặng quà đút lót cho gã. Hơn nữa còn quấy rối gã nghỉ ngơi. Không hiểu tình nghĩa lễ phép, kết quả thị trưởng xui xẻo phải kiểm điểm sâu sắc với tỉnh ủy. Từ đó về sau tiền đồ chính trị rất tối tăm. Cũng là bắt đầu từ đó về sau, uy danh của Trần Phong ở tỉnh sở chấn động. Thói quen ngủ sớm của gã không người nào dám vi phạm. Đêm nay, Trần Phong cũng đi ngủ sớm như thường ngày. Đang ngủ ngon, điện thoại vang lên, hơn nữa tiếng chuông rất ngoan cố, đổ chuông không ngừng, đúng kiểu không nhận sẽ không thôi. Trần Phong liền nổi cáu, hôm nay vừa đúng lúc bà xã không có nhà, gã phải tự mình nhận điện thoại. Đứng dậy cầm lấy điện thoại, liền, alo, một tiếng nặng nề. Tốt nhất là có chuyện quan trọng. Nếu không thì phiền toái đấy. Tôi đã gây phiền hà rồi, bí thư Trần. Giọng Hạ Tưởng uể oải. Muốn xin anh cứu mạng. Trần Phong vừa nghe thấy tiếng Hạ Tưởng, lửa giận ngập tràn lập tức biến mất tăm. Cũng lạ, cho dù nếu hiện tại là Mai Thái Bình gây phiền nhiễu cho gã, gã chưa chắc đã không nổi nóng. Riêng Hạ Tưởng không làm cho gã có chút tức giận nào, thật sự không hiểu nổi.
Nghe giọng Hạ Tưởng nửa đùa nửa thật, Trần Phong nghĩ là Hạ Tưởng không có việc gì quan trọng, liền quở trách. Toàn là làm loạn, quá nửa đêm rồi còn càn quấy cái gì? Đúng là quấy rối, Bí thư Trần, thật muốn lấy mạng. Hạ Tưởng tuy rằng khi nói chuyện cùng Trần Phong thường hay dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra hiện tại hắn vô cùng nguy hiểm, mặc dù có Trương Hiểu đích thân bảo vệ, chạy trên đường cao tốc đi về hướng Bắc, hiện tại đã tới địa giới tỉnh sở. Nhưng Trương Hiểu vừa mới nhận được thông báo, nói là quân khu tỉnh sở bị điều động bất thường. Tư lệnh và chính ủy quân khu tỉnh sở, tất cả đều là thuộc hàng ngũ của bè phái khác. Đúng là muốn điều động lực lượng chặn giết hắn giữa đường, cũng không phải không có khả năng. Thậm chí Trương Hiểu cũng sẽ bị xử lý. Trong quân đội, bình thường cũng thường có một viên tướng cao cấp không biết tại sao mà biến mất. Một Trương Hiểu chết thật sự là không làm ra sự kiện gì ghê gớm. Tin tức truyền thông cũng có thể không có vài lời đưa tin. Cho dù có, cũng chỉ là mấy chục chữ báo tang mà thôi. Đối phương chính là muốn nhất thiết phải giữ hắn lại trước khi đến Bắc Kinh. Có lẽ cũng đã hạ quyết tâm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Chính là không cho hắn còn mạng để vào Bắc Kinh. Bởi vì đối phương cũng hiểu rõ nếu hắn vào đến Bắc Kinh thì như rồng về với biển rộng, không ai có thể lại làm gì được hắn. Hiện tại Hạ Tưởng không dám đi bằng đường hàng không. Đối phương không phải một người, là một đám thế lực, con đường đến các sân bay lớn, nói không chừng nguy cơ trùng điệp, phục binh đầy đường. Chỉ có thể đi đường bộ, hắn lúc đó rất bình tĩnh mà quyết định. Không thể chữa bệnh ở Tương Giang, nếu không hiện tại nói không chừng đã mất mạng trong bệnh viện ở Tương Giang, cuối cùng kết luận tử vong cũng chỉ có thể là bệnh nghiêm trọng không chữa trị được. Thực sự là thủ đoạn ác độc, giống như năm đó ở trên biển, chẳng qua hắn quá may mắn. Mới chỉ là một gã chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh nhỏ bé, đã khiến cho quân đội liên tiếp truy sát. Tuy nhiên thành thật mà nói, trong lòng tiểu lang quân Hạ Tưởng vẫn là hết sức bực bội. Mùi vị bị người ta truy sát đến mức chạy trốn thực sự khó chịu. Lửa giận trong lòng hắn càng tích tụ nhiều thêm. Nhưng lửa giận càng lên cao, ngược lại càng làm cho hắn cực kỳ bình tĩnh, còn càng bình tĩnh hơn để ứng phó. Trương Hiểu cũng là hoàn toàn tin tưởng Hạ Tưởng. Đã đem quyền chỉ huy hoàn toàn giao vào tay Hạ Tưởng. Trương Hiểu là tư lệnh viên của quân khu tỉnh Tương là thật. Nhưng vừa đến tỉnh sở, gã liền trở thành không là cái gì. Thậm chí có thể bị một tên lính nhỏ một súng bắn chết. Đừng nói quân khu tỉnh sở, cho dù ở quân khu tỉnh Tương, gã thậm chí có thể nhận định, nếu có người hạ lệnh liều mạng, chỉ cần không phải là lính của gã thì cũng dám bắn lén gã. Đọ sức trong quân đội không giống như ở địa phương. Ở địa phương còn có tin tức truyền thông giám sát, mọi chuyện đều dưới tầm mắt của công chúng. Quân đội là mọi nơi giữ bí mật nghiêm ngặt, mọi chuyện đều phát sinh ở sau lưng. Chuyện người CSE Sakti.so với ở địa phương nhiều hơn. Trương Hiểu nhớ rất rõ, mấy năm trước một lần hải quân bất ngờ. Tướng lĩnh cao cấp bị bệnh chết và chết không rõ nguyên nhân nhiều đến mấy chục người. Kết quả thì sao, chẳng phải cũng bị che đậy rồi vùi lấp mất dưới dòng thời gian, không ai biết được. Cho nên, gã hoàn toàn không nghi ngờ việc quân khu tỉnh sở sẽ điều động lực lượng đưa gã và Hạ Tưởng rơi vào con đường chết. Chỉ dựa vào gã và hơn 10 tên lính bên mình, rất dễ bị đối phương bao vây. Cũng tại gã không suy xét đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Hối hận mình đã không mang nhiều lính hơn một chút. Ai có thể nghĩ đến đối phương bất ngờ hạ độc thủ, không muốn giữ lại mạng sống cho Hạ Tưởng. Trương Hiểu chỉ biết, không phải Trần Pháp Toàn nổi điên. Mà là sự tồn tại của Hạ Tưởng thực sự thành trở ngại trong mắt người khác. Liên quan tới không chỉ có đấu tranh cấp cao quân đội, còn có tranh đoạt quyền lợi ở địa phương. Hạ Tưởng cho dù là may mắn hay là bất hạnh, thì hắn cũng đã trở thành một cái đinh trong mắt nhiều người. Trong mắt kẻ khác, Hạ Tưởng so với Cổ Thu Thật lại càng có sức uy hiếp hơn. Bởi vì Cổ Thu Thật cho tới nay vẫn chưa có những mối quan hệ qua lại với phía quân đội, mà Cổ Thu Thật đã là bí thư tỉnh ủy. Còn Hạ Tưởng hiện tại mới là cấp phó tỉnh, lại cùng cấp cao quân đội qua lại mật thiết. Ngay lập tức khiến cho đối phương rất cảnh giác. Bởi vì, nếu đạt được sự ủng hộ to lớn của quân đội, tốc độ thăng chức của Hạ Tưởng sẽ rất kinh người. Mà quân đội là lực ảnh hưởng và địa bàn cuối cùng của một số người. Hạ Tưởng xuất hiện đã chạm tới điểm mấu chốt của đối phương. Trương Hiểu lo lắng đến tiêu tụy. Nhưng ngược lại Hạ Tưởng đặc biệt trấn tĩnh khiến gã cũng ngầm khâm phục. Dù sao chủ nhiệm Hạ cũng không phải quân nhân, có thể đối mặt trước sự sống chết, chẳng những thong dong ứng phó, mà còn có thể cười được, thực không phải nhân vật bình thường. Đổi lại là một cán bộ khác,
sợ là đã sớm sợ đến mức mất bình tĩnh. Hơn nữa, càng làm cho Trương Hiểu không thể không phục chính là, chủ nhiệm Hạ chẳng trách lại trở thành mục tiêu của đối phương, mạng lưới quan hệ của hắn cũng quá thâm hậu. Tới tỉnh sở rồi, không ngờ trực tiếp kinh động đến bí thư tỉnh ủy. Nếu như thực sự có bí thư tỉnh ủy ra mặt bảo toàn, cơ hội an toàn đi qua tỉnh sở sẽ lớn hơn. Nhưng thể diện của Hạ Tưởng đáng giá để đường đường bí thư tỉnh ủy tự mình ra mặt sao? Trương Hiểu trong lòng thiếu tự tin, bởi vì đối phương khẳng định không dám xuống tay đối với một bí thư tỉnh ủy. Tuy nhiên trong tình huống lúc này, bí thư Trần khẳng định trong lòng biết là ai muốn lấy mạng Hạ Tưởng. Nếu y phải ra mặt, chẳng khác nào đắc tội chết với đối phương. Hạ Tưởng, đáng giá để bí thư Trần mạo hiểm mà ra tay sao? Bởi vậy sau khi Hạ Tưởng gọi điện thoại, Trương Hiểu ở bên cạnh lo lắng. So với Hạ Tưởng còn hồi hộp căng thẳng hơn nhiều, thái độ của Trần Phong gần như có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Bởi vì gã vừa mới lại nhận được tin tức, quân khu tỉnh sở đã hoàn thành việc bố trí phong tỏa con đường chính đi lại giữa tỉnh Tương và Bắc Kinh. Nguy trong một sớm một chiều. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn là, Trương Hiểu đã chú ý tới phía sau có người bám theo. Căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán của gã, đã có lính trinh sát cùng tham gia. Hơn nữa còn tập trung về phía bọn họ. Hiện tại chỉ chờ một thời cơ thích hợp. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Chấm, biểu cảm trên mặt Trần Phong, đầu tiên là yêu thương, sau đó ngưng trọng, sau đó lại là vặn vẹo, thậm chí là nghiến răng ken két. Lửa giận ngút trời khiến gã mất đi lý trí. Đứng lên một chút, hoàn toàn quên mất trong tay đang cầm điện thoại, vừa đi về phía trước, dầm một tiếng làm chiếc điện thoại kéo lê trên mặt đất. Còn văn kiện và chén trà trên bàn đều bị quăng xuống đất. Quá trớn, quá đáng. Nếu có người ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt Trần Phong lúc này, khẳng định sẽ kinh ngạc. Bởi vì Trần Phong luôn luôn thể hiện thái độ rất mẫu mực. Chưa từng có lúc nào thất thố. Cho dù gã là tươi cười hay là giận dữ, đều có thể thể hiện rất tự nhiên. Nhưng hiện tại toàn bộ gương mặt đều trong phẫn nộ, thật sự khiến người ta phát sợ. Sau khi đi vòng quanh vài vòng, Trần Phong lại tỉnh táo lại, chỉ suy nghĩ hơn 10 giây liền hạ quyết tâm. Các cậu có thể yên ổn đến cửa khẩu cao tốc Giang Thành không? Có thể. Hạ Tưởng tin tưởng, đối phương nếu cả gan làm loạn, đoán chừng cũng không dám xuống tay với bọn họ trên đường cao tốc. Bởi vì có một số việc vẫn cần giấu giếm một chút. Còn một vấn đề quan trọng nữa, tốc độ xe trên đường cao tốc quá nhanh, dễ kéo theo hỗn loạn hơn nữa. Tốt, tôi đến cửa khẩu đường cao tốc tiếp ứng các cậu. Tôi muốn xem thử có phải có người dám giữa ban ngày ba mặt có dũng khí cầm súng bắn bí thư tỉnh ủy này hay không. Trần Phong ăn nói mạnh mẽ, không đợi Hạ Tưởng nói thêm câu gì, lập tức cúp máy. Trương Hiểu ở một bên nghe rõ ràng, trong lòng xúc động vô cùng. Chủ nhiệm Hạ thực sự quá giỏi, thực làm cho người ta hăng hái sục sôi. Một cú điện thoại điều động được một bí thư tỉnh ủy đến bảo vệ hộ tống. Đối phương có to gan lớn mật cũng không dám hỗn với một bí thư tỉnh ủy. Hẳn là phải, tạm thời an toàn. Cuộc điện thoại giữa Hạ Tưởng và Trần Phong vừa mới hết, đúng lúc Mai Thái Bình lại gọi điện tới. Mai Thái Bình không nói câu khách sáo nào, rất rõ ràng rất dứt khoát. Tôi đã sắp xếp tất cả tốt rồi. Toàn bộ hành trình hộ tống anh ra khỏi khu vực tỉnh sở. Bí thư tỉnh ủy đích thân tới đón, chủ tịch tỉnh cùng đi trong toàn bộ hành trình. Thể diện của Hạ Tưởng thực sự là quá lớn. Trương Hiểu rốt cục thở phào một cái, bỗng chốc cảm thấy yên tâm hơn nhiều, có cảm giác trong chỗ chết tìm được đường sống, ít nhất trong khu vực tỉnh sở khẳng định sẽ an toàn. Hiện tại cách Thiên Lượng còn có vài giờ đồng hồ, cách Giang Thành còn có nửa giờ. Chắc là có thể thuận lợi hoàn toàn. Trương Hiểu hơi thả lòng người, lướt nhìn qua đột nhiên lại phát hiện một chiếc xe đi qua. Biển số xe không thấy rõ, nhưng bên trong xe một bóng dáng quen thuộc khiến gã kinh hãi Trần Pháp Toàn đích thân hành động. Chương 1394, đời người, đơn độc. Trần Pháp Toàn quả thực đích thân ra tay. Chẳng qua Trần Pháp Toàn đang vội đến tỉnh sở để gặp mặt những người trong quân khu tỉnh sở, nên khi vượt xe, quả nhiên không phát hiện ra người bình yên ngồi ngay ngắn trong xe bên cạnh chính là Hạ Tưởng. Nếu cho y biết y và Hạ Tưởng qua sát bên người, chắc chắn sẽ hối hận không thôi. Cũng không trách y, nhóm của Hạ Tưởng vừa lên đường cao tốc liền thay đổi từ biển số xe quân sự thực hiện nhiệm vụ đặc thù thành mang biển số địa phương. Xe đã có mấy biển số dự bị,
đồng thời làm xáo trộn đoàn xe, xen lẫn với dòng xe cộ bình thường. Mặc dù có lẽ chỉ có thể giấu được nhất thời, nhưng là có thể gây phiền toái cho đối phương. Sách lược của Hạ Tưởng đúng là hiệu quả, Trần Pháp Toàn chỉ lo vội vàng chạy đi, chỉ nghĩ đến việc sẽ giữ Hạ Tưởng lại ở tỉnh sở, mà không mảy may nghi ngờ ngay mới đây, ngay vài giây trước, giữa y và Hạ Tưởng cách nhau chỉ vài mét. Chỉ tiếc, đường cao tốc và đường dân sinh đều giống nhau, đều là đường một chiều. Quân khu tỉnh sở đã động viên toàn bộ mọi hướng, Trần Pháp Toàn đi lần này, để chính miệng mình truyền đạt chỉ thị bí mật. Cần phải chặn giết chết Hạ Tưởng ở tỉnh sở, không cho hắn có cơ hội vào Bắc Kinh. Thực sự là một phe tiểu hồ ly gian xảo. Trần Pháp Toàn biết được Hạ Tưởng không quay về trụ sở tỉnh ủy, cũng không ở bệnh viện, mà lúc không biết tung tích, trong lòng y thực sự hết sức lo lắng không cách nào hình dung, thậm chí còn có chút cảm giác dở khóc dở cười. Trần Pháp Toàn cả đời lăn lộn đánh đấm trong quân đội, có nhân vật nào y chưa hề gặp qua, loại cáo giả tiểu hồ ly nào chưa từng qua lại. Cả đời thật đúng là lần đầu tiên gặp phải người gian xảo đa đoan mà còn lợi hại kiểu chợt đông chợt tây giống như Hạ Tưởng. Lợi hại, quả thật lợi hại, y cứ việc căm hận Hạ Tưởng, cứ việc nghĩ một phát bắn chết Hạ Tưởng, nhưng không thể không khâm phục Hạ Tưởng vài phần. Rõ là giống như một yêu quái, không ngờ liên tục bố trí ra một loạt phản ứng bình tĩnh và chu đáo, khiến cho kế hoạch tỉ mỉ của y thất bại. Trần Pháp Toàn có lý do tin tưởng, cho dù là Diệp Thiên Nam cũng không chắc được như Hạ Tưởng, có thể trong thời gian ngắn lại lập ra được kế hoạch trốn chạy toàn vẹn như thế. Nghĩ đến Diệp Thiên Nam, khóe miệng Trần Pháp Toàn không khỏi ngầm hiện lên một tia cười lạnh. Trong việc Hạ Tưởng bị quân đội chặn giết, Diệp Thiên Nam tuy là từ đầu đến cuối dường như không lộ diện, vẫn là thái độ không đếm xỉa đến. Nhưng Diệp Thiên Nam ở phía sau màn thúc đẩy tác động cũng rất lớn. Mặc dù che giấu rất khá nhưng y đã sớm nhìn ra rõ ràng. Diệp Thiên Nam tự cho là thông minh, nghĩ có thể làm được cho sự việc không liên quan đến mình. Có thể làm ra áo tiên không có vết chỉ khâu, là y tự mình nâng cao cho là bản thân thông minh, nghĩ rằng y có thể giấu giếm được mọi người. Trần Pháp Toàn rất rõ ràng, nếu như không có Diệp Thiên Nam ở Bắc Kinh vận động, chỉ bằng việc y gây ra sóng gió ở Tồn Hải, Hạ Tưởng cũng không thể có tai ương ngày hôm nay. Có người cũng sẽ không phẫn nộ với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tham gia vào công việc quân đội cũng không hoàn toàn là nguyên nhân cơ bản khiến hắn gặp họa ngày hôm nay. Nguyên nhân cơ bản là một số người ngay từ đầu cũng không cho rằng Tổng Bí Thư một mực ra sức đưa Hạ Tưởng bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Nhưng trong chuyện tàu chở dầu lậu, Hạ Tưởng đã thể hiện ra quan hệ mật thiết với quân đội. Cùng với những trợ lực mạnh mẽ của hắn, hắn lại là người có gia thế đặc biệt, cùng với ưu thế tuổi trẻ không gì sánh được, Hạ Tưởng chính là một người được Tổng Bí Thư và thế lực gia tộc sủng ái. Trở thành tiêu chí của một người thuộc thế hệ thứ bảy mà hai thế lực lớn một lòng bồi dưỡng. Có sự trọng dụng của Tổng Bí Thư, lại có thế lực gia tộc ra sức ủng hộ, tiền đồ của Hạ Tưởng nhất định rất sáng sủa. Nếu chỉ đơn thuần hắn là người kế thừa thuộc thế hệ thứ bảy đang được âm thầm bồi dưỡng thì cũng được, người kế thừa thì không sợ, miễn là kế thừa chỉ là cấp đảng là được. Tuy nói ai cũng biết đảng là chỉ đạo, nhưng quy định là chết, người mới là sống, nếu thời điểm tiếp nhận chức vụ, không kiêm nhiệm chủ tịch quân ủy, quyền lực sẽ bị suy giảm nhiều. Lịch sử, cho tới bây giờ đều dùng những ví dụ chân thật sống động làm bài học cho người đời sau. Bài học kinh nghiệm đạt được mãi mãi khắc sâu, thậm chí còn tàn khốc. Hạ Tưởng khiến cho một vài người cảnh giác và lo sợ, suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn và quân đội càng ngày càng quan hệ gần gũi, mạng lưới quan hệ vững chắc. Sự kiện Lĩnh Nam, ba lần buôn lậu, ba lần tạm giữ, một chút nể mặt cũng không cho. Hoàn toàn không đếm xỉa có người có vai vế, cuối cùng chọc cho một người tức giận. Hơn nữa Diệp Thiên Nam qua kênh bí mật, làm cho có người tin rằng quân khu Dương Thành sở dĩ dám to gan lớn mật như thế, chính là bởi vì có Hạ Tưởng ở sau lưng xúi dục, bởi vì Hạ Tưởng hứa chi lợi nhuận cao. Sắp tới lúc Quan Viễn Khúc tiếp nhận chức vụ, nhưng lực ảnh hưởng của gã cũng không bằng Hạ Tưởng. Cổ Thu Thật là người kế nghiệp, nhưng Cổ Thu Thật còn chưa tiến vào cánh cửa quan hệ cùng quân đội. Cho nên hai người ở trên đây trong mắt một vài người, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành trung tâm. Trong tay không binh lính, nói chuyện sẽ phải nói khẽ, đó chính là lý lẽ. Nhưng Hạ Tưởng thân là người kế nghiệp chung của thế lực gia tộc và Tổng Bí Thư. Cho dù chưa bước vào chính bộ cũng đã thường xuyên cùng quân đội tiếp xúc và xác lập mối quan hệ tốt đẹp. Giả dụ lấy thời gian, lại cho hắn vài chục năm, vậy thì quá tuyệt vời. Chờ lúc hắn lên chức. Ngay trong quân đội có sức ảnh hưởng nhất Hồ Bá Ứng.
đời thứ bảy khi chưa nhậm chức đã là nhân vật trung tâm, chẳng lẽ không phải khiến hai thế lực ổn thỏa nắm chính quyền? Đợi đến khi Hạ Tưởng thực sự lên chức, chẳng phải muốn vẫy tay một cái, đã quét sạch toàn bộ thế lực còn lại, chỉ để lại hai thế lực. Hạ Tưởng, với thân phận của một gã chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh chỉ cấp phó bộ, trực tiếp vượt qua lực ảnh hưởng của Cổ Thu Thật và Quan Viễn Khúc. Hạ Tưởng trở thành một cái đinh trong mắt một vài người mà muốn đưa hắn vào chỗ chết. Người ở phía sau màn đẩy Hạ Tưởng vào con đường chết, Trần Pháp Toàn cũng không phải không có công. Con tàu buôn lậu lần thứ ba bị giữ, Trần Pháp Toàn rất mạo hiểm hạ lệnh nổ súng. Chính là muốn đánh cuộc một lần, muốn chính là mượn cơ hội lên chức. Bởi vì y hiểu rõ, với tuổi của y, muốn thăng tiến lên thiếu tướng, sợ là chỉ có con đường bí quá hóa liều để đi. Hiện tại là thời bình, muốn lập chiến công gần như không có khả năng. Mà y lại tự nhận không có nhiều mưu kế để khiến cấp cao có thể chú ý đến. Bởi vậy, đầu tàu gương mẫu đi đến trước đài phất cờ hò reo, khẳng định có thể đạt được không ít sự tán thưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như chẳng may tình hình không khống chế được, bị chết mấy chục tên lính, y cùng lắm bất động tại chỗ. Cũng không phải chịu sự xử phạt quá lớn, khẳng định sẽ có người bảo vệ y. Hơn nữa, y cũng là vì ích lợi của toàn phe phái. Lần thứ ba tàu chở dầu bị giam giữ, đồng thời nảy sinh xung đột nổ súng, lại tổng hợp tin tức kinh động khắp nơi. Cho dù là kênh của Diệp Thiên Nam lên báo chỉ thẳng Hạ Tưởng, hay là gã đem tất cả bàn tay hậu đài đổ lên đầu Hạ Tưởng. Hơn nữa trên người Hạ Tưởng đã chói lóa hào quang khiến cho có người thấy ngứa mắt, sự kiện nổ súng, cuối cùng liền trở thành mồi lửa cho phát súng đầu tiên. Cũng vì Hạ Tưởng đã gõ chuông trước. Đương nhiên Trần Pháp Toàn rất rõ, toàn bộ sự kiện nếu thành công, công trạng sẽ tính cho y. Y về sau sẽ được điều về Bắc Kinh, trở thành chính thống. Nếu thất bại, hậu quả khó có thể tưởng tượng được, hậu quả có nghiêm trọng thì cũng còn có thể nghiêm trọng đến thế nào. Dù sao việc y buôn lậu dầu mỏ sớm muộn gì cũng sẽ bị Hạ Tưởng cùng quân đội đem ra để nói chuyện. Ba lần buôn lậu dầu mỏ đều chỉ hướng y còn có trái cây gì ngon mà ăn. Dù sao cũng không còn đường thoái lui, chỉ bằng đánh cuộc một phen. Trần Pháp Toàn biết Trương Hiểu đích thân điều động cùng Hạ Tưởng đi qua tỉnh sở. Lúc đi đường bộ vào Bắc Kinh, trong lòng y mừng như điên, thật là một cơ hội quá tốt. Y lúc đó đem tình hình làm báo cáo lên trên. Cấp trên không nói câu nào. Im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý. Trần Pháp Toàn hiểu được cơ hội lớn nhất đời y đã đến rồi, liền ngay lập tức quyết định, đích thân ra tay đi đến tỉnh sở, cùng gặp mặt với những nhân vật mấu chốt trong quân khu tỉnh sở. Trước khi xuất phát, vẫn đặc biệt gọi điện cho Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam không nhận điện thoại, Trần Pháp Toàn chỉ biết con cáo giả Diệp Thiên Nam chỉ mong sao tiểu hồ ly Hạ Tưởng sớm đi đời. Nhưng gã cả đời cẩn trọng, sẽ không để một chút sơ hở. Cho nên trong chuyện này, khẳng định là trốn càng xa càng tốt. Nhưng sau đó lại nghĩ, Diệp Thiên Nam lúc này bị gọi về Bắc Kinh rốt cuộc là có người đối với gã ân cần dạy bảo, hay là gã cố ý để tránh nghi ngờ, để biểu hiện rõ gã trong sự việc của Hạ Tưởng không có mưu mô gì. Thông minh, rốt cuộc vẫn là trí thức so với người đấu võ vẫn thông minh hơn. Trần Pháp Toàn nghĩ có chút coi thường, sau đó nghĩ lại cũng thấy không phải. Không khỏi dùng mình một cái, quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Tỉnh sở sắp trở thành nơi quyết chiến. Trong tay Trần Pháp Toàn có cán bộ tham mưu cao cấp, lập ra kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. Suy nghĩ con đường Hạ Tưởng và mấy người bỏ trốn, tin quân khu tỉnh sở cũng dày công bố trí, tuyệt đối không làm ra sai sót nào. Đối với quân khu tỉnh sở, Trần Pháp Toàn hoàn toàn yên tâm. Không như quân khu tỉnh tương còn có một phe phái khác kiềm hãm. Quân khu tỉnh sở tất cả đều là phe phái của mình. Điều động binh lực, sắp xếp vây bắt thật dễ dàng sai khiến. Ô tô trên đường cao tốc chạy liên tiếp, cách cửa khẩu đường cao tốc Giang Thành càng ngày càng gần. Trần Pháp Toàn lại cùng quân khu tỉnh sở nói chuyện điện thoại. Nhận được trả lời là gần cửa khẩu đường cao tốc đã bố trí bủa vây kín khắp nơi, Hạ Tưởng và Trương Hiểu có chạy đằng trời. Trên đoạn đường cao tốc có một đoạn đường khá vắng vẻ. Vừa vặn quân khu tỉnh sở đã phái người phá hủy con đường đó, bố trí chướng ngại vật trên đường. Hơn nữa, làm hỏng đèn đường, chờ mấy người Hạ Tưởng là một đoạn đường tối đen như mực, gập ghềnh và không có đường lùi. Một cái lưới lớn đã bày ra, chỉ chờ chim xa lưới. Đến lúc đó xe của đám người Hạ Tưởng vừa đến, trước tiên sẽ bị một đống đá xuất hiện giữa đường ngăn trở lối đi.
Sau đó bọn họ còn chưa kịp phản ứng liền lại sẽ có xe thi công không cẩn thận chở mình làm lật xe chở bọn họ, xe lật rồi đụng vào một hố nước bên đường, nước trong hố văng lên tung tóe. Trần Pháp Toàn sớm xuống khỏi đường cao tốc, vừa mới xuống tới thì nhận được tin tức nói là đám người Hạ Tưởng đi theo sau. Gã mới ý thức được vừa rồi chỉ mải lo nghĩ sự việc, khẳng định trên đường cao tốc đã gặp thoáng qua Hạ Tưởng. Được rồi, khỏi phải nếu như, bước trước mắt quan trọng hơn. Trần Pháp Toàn trước tiên cùng với người phía quân khu tỉnh sở âm thầm toan tính, sau đó gã tìm một chỗ an toàn không bị người phát hiện, chuẩn bị trốn ở góc phòng nhìn xem vở kịch hay. Không có sự việc nào càng vui hơn so với trơ mắt nhìn đối thủ giãy giụa trúng kế mà chết. Trần Pháp Toàn còn cố ý đốt một điếu thuốc, trong lòng vui vô cùng. Chờ hơn 10 phút, đầu tiên hình như là một chiếc xe mang biển địa phương bình thường ra khỏi cửa khẩu. Trần Pháp Toàn xem trong kính viễn vọng liền nhận ra, đúng là một trong những xe đi theo Trương Hiểu. Sau đó không lâu lại liên tiếp hai chiếc xe lần lượt ra khỏi trạm. Lại qua khoảng chừng 10 phút, lại một chiếc ô tô ra khỏi trạm. Trần Pháp Toàn ánh mắt lập tức giật giật, Hạ Tưởng và Trương Hiểu ngồi chung một xe, rốt cuộc đã xuất hiện. Chương 1395, tiền đồ tương sáng. Trần Pháp Toàn kiềm chế xúc động và hưng phấn trong lòng, quay người lặng yên dùng tay ra hiệu. Chỗ tối, có người đáp lại ám hiệu, ý là mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Mắt thấy xe Hạ Tưởng chậm rãi đi ra cửa trạm, rẽ hướng phải. Không ngoài dự đoán liền bắt đầu bố trí cạm bẫy trên con đường chết. Tim Trần Pháp Toàn đập nhanh hơn, ánh mắt mở lớn, lòng bàn tay toát mồ hôi, phút hồi hộp kích động nhất đã tới rồi. Người của quân khu tỉnh sở tiếp ứng cho Trần Pháp Toàn là một tên trung tá tên là Nhậm Hữu An. Sau khi gã nhận được chỉ thị bí mật, trước tiên sắp xếp tất cả tốt đẹp. Gã chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh, về phần nhân vật đi trong xe là ai, vì sao bị xử lý, gã một mực không hỏi. Biết nhiều ngược lại càng mau chết. Nhậm Hữu An thấy chiếc xe đi vào con đường chết, liền nói nhỏ vào bộ đàm thông báo mệnh lệnh. Số 1 chuẩn bị, các đơn vị mọi người vào vị trí của mình. Nghe mệnh lệnh của tôi. Số 1 đã vào vị trí. Số 2 vào chỗ. Số 3 vào chỗ. Cách xe mục tiêu khoảng 300 mét. Cách xe mục tiêu khoảng 200 mét. Chiếc xe của Hạ Tưởng dường như không nhận thấy nguy hiểm thật lớn đang tới gần một chút nào. Bóng ma chết chóc đã bao phủ trên bầu trời, cũng giống như bầu trời tối đen, lúc nào cũng có thể đập xuống. Lúc này đúng là thời khắc tối tăm trước khi trời rạng sáng. Điểm mù trong mắt người và thị giác đã hết sức mệt mỏi, rất dễ xảy ra tai nạn lái xe lúc đêm tối. Cách chiếc xe mục tiêu khoảng 150 mét. Nhậm Hữu An đang chuẩn bị bình tĩnh ngầm ra lệnh, Trần Pháp Toàn đang chuẩn bị tươi cười thắng lợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đèn đường hỏng lại cùng nhau thắp sáng, một đoàn xe trùng trùng điệp điệp nhanh như chớp lao đến. Phía trước có cảnh sát vũ trang mở đường, phía sau có cảnh sát hộ tống. Một hàng hơn 10 chiếc xe, bao vây xe Hạ Tưởng chính giữa. Cũng làm ngăn cách toàn bộ lực lượng mà Nhậm Hữu An âm thầm bố trí. Trần Pháp Toàn sửng sốt vội hỏi Nhậm Hữu An. Chuyện gì xảy ra thế này? Là người của anh sắp xếp? Không phải, cảnh sát có vũ trang không phải cùng một hệ thống. Tôi cũng không chỉ huy được cảnh sát vũ trang. Nhậm Hữu An cũng vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ còn có người muốn lấy mạng Hạ Tưởng? Trần Pháp Toàn so với Nhậm Hữu An phản ứng nhanh hơn, lập tức biết người đến là người bảo vệ Hạ Tưởng, liền vội vã. Không, bọn họ là tới bảo vệ Hạ Tưởng. Làm sao bây giờ, Hữu An, chỉ thiếu chút nữa thôi, có thể cưỡng chế được không? Không thể. Nhậm Hữu An kiên quyết chậm chậm lắc đầu, gượng cười một chút. Có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Cấp trên hạ lệnh liều mạng phải làm. Trần Pháp Toàn hận hiện tại không thể một súng bắn chết Hạ Tưởng. Theo như trong kính viễn vọng thậm chí có thể thấy Hạ Tưởng bình tĩnh đắc ý cười. Không ngờ hắn ở ngay trước mắt lại tránh được một kiếp. Gã gần như muốn nổi trận lôi đình, cơ hội quá tốt như vậy mà bỏ qua thật đáng tiếc. Có lệnh liều mạng tôi cũng không dám hạ thủ với bí thư tỉnh ủy. Nhậm Hữu An vẻ mặt bất đắc dĩ, lấy tay chỉ một ngón vào một người vừa mới từ trên xe xuống. Ủy viên Trung ương, bí thư tỉnh ủy tỉnh sở, bí thư đảng ủy Trần Phong. Trần Pháp Toàn không thể không nổi điên, càng không phải không biết là bí thư tỉnh ủy lại xếp hạng như thế nào trong danh sách chính trị trong nước. Hơn nữa Trần Phong tuổi không phải quá cao, sau 2 năm, thậm chí còn có thể có khả năng vào bộ chính trị.
có lẽ Trần Phong đối với quân đội không có quyền chỉ huy. Ở trong quân đội cũng không có sức ảnh hưởng, nhưng y là một trong 30 vị tướng biên giới lớn ở trong nước. Vào danh sách của Trung ương, dứt khoát là một trong những nhân vật có thực quyền. Đừng nói bảo vệ của Trần Phong khó có thể phá bỏ, lại còn có Trần Phong trực tiếp dẫn dắt trên 100 tên cảnh sát có vũ trang xuất hiện. Bày ra chính là nếu chẳng may có biến cố sẽ không tiếc một trận đánh. Trần Pháp Toàn còn chưa phát rồ đến mức dám xuống tay với một bí thư tỉnh ủy. Cho dù y dám cũng không có nắm nửa phần chắc thắng. Lại thất bại như thế này, Trần Pháp Toàn thất vọng đấm một cái vào thân cây. Oán hận nói. Hạ tưởng đúng là, con mẹ nó mạng lớn. Nhậm Hữu An không nói lời nào, trên mặt giống như đăm chiêu. Lúc này gã mới biết được người trên xe là ai, có bối cảnh có sức ảnh hưởng kinh người như thế lớn như thế nào. Nhưng mà hối hận cũng vô dụng, thân là người lính, sau khi vào quân đội, chỉ có một con đường đi đen tối. Trần Pháp Toàn nhớn nhác, mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Tưởng ngồi trên xe Trần Phong. Sau đó có vô số cảnh sát vũ trang và cảnh sát tiền hô hậu ủng. Thiên ngang mà đi, mà lực lượng trốn gần đó từ đầu chí cuối chưa dám động một tí nào. Chẳng lẽ tùy ý để Hạ Tưởng cao chạy xa bay như vậy? Không, không được. Trần Phong có thể đưa Hạ Tưởng một đoạn đường, nhưng không thể cùng đi với Hạ Tưởng hết chặng đường ra tỉnh sở. Từ chỗ giao giữa Giang Thành đến tỉnh sở và tỉnh dự, còn có quãng đường mấy trăm cây em. Còn có thể sắp đặt vô số cạm bẫy chết cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, cậu đừng mong sống ót qua ngày này. Trần Pháp Toàn lập tức gọi một cuộc điện thoại, cùng quân khu tỉnh Tương, quân khu Dương Thành nói chuyện. Sau đó lại cùng Nhậm Hữu An nói vài câu, tiếp đó hai người lên xe, nhanh chóng hướng tới chỗ bí mật, tiếp tục thảo luận hành động bước tiếp theo. Lúc xuống đường cao tốc, trước đó Hạ Tưởng đã gọi một cuộc điện thoại cho Cổ Thu Thật. Nếu như hắn đoán không sai, Cổ Thu Thật hẳn là đang cùng Tổng Bí Thư trao đổi sách lược ứng phó. Quả nhiên như Hạ Tưởng dự đoán, vì vậy, sau khi Hạ Tưởng chỉ giải thích đơn giản tình hình cho Cổ Thu Thật, Tổng Bí Thư liền đích thân dặn dò đôi câu với Hạ Tưởng. Phát động tất cả lực lượng, bảo vệ bản thân an toàn, cậu không cần lo lắng, sẽ không để cho cậu phải đối mặt với khó khăn một mình. Nói rất ngắn gọn nhưng giọng điệu Tổng Bí Thư rất kiên quyết, biểu lộ ý bảo vệ hắn trước sau như một. Lúc gần đi hết đường cao tốc, Hạ Tưởng biết chắc chắn đối phương đã đào hố để hắn đến nhảy vào. Nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại mà nhảy. Không nhảy cũng không có cách nào khác dụ rắn ra khỏi hang trước mặt Trần Phong. Kết quả Trần Phong đến tiếp ứng với khí thế kinh người như vậy, điều động hơn 100 tên cảnh sát vũ trang làm cho đối phương không dám lộ diện. Cũng khiến Hạ Tưởng hơi lấy làm tiếc, bởi vì hắn vẫn chưa nhìn thấy yếu điểm của đối phương. Hơn nữa hắn trong lòng đổi lại càng hiểu rõ hơn, sợ là đối phương vẫn sẽ không chịu để yên. Bởi vì trên đường lên, tỉnh sở, sẽ đi qua tỉnh dự, mà quân khu tỉnh dự, cũng có một nửa lực lượng của phe đối phương. Ngồi trong xe của Trần Phong, Hạ Tưởng trong lòng bình tâm nhiều. Kỳ thực tình hình phát triển đến hiện tại, hắn ngược lại càng có ý nghĩ ở mức càng sâu. Có người truy đuổi dọc đường, thực ra cũng là chuyện tốt. Hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để thấy rõ lực lượng đối phương giấu ở hậu đài rốt cuộc có hùng mạnh, rốt cuộc trong quân đội có bao nhiêu người cứ muốn truy sát hắn. Trần Phong vẻ mặt căm tức nói. Hạ Tưởng, tôi đã sắp xếp tốt rồi. Hiện tại đưa cậu ra sân bay, ngồi chuyên cơ bay thẳng đến Bắc Kinh. Đảm bảo một mạch thông suốt. Đến Bắc Kinh rồi, không còn có người nào dám bắt cậu. Hạ Tưởng biết rằng lúc này bảo vệ của Trần Phong là xuất phát từ thật tâm, không phải là diễn trò. Hắn và Trần Phong kết giao đã nhiều năm, hiểu rõ phong cách thích khoa trương của Trần Phong. Có khi nhập vai diễn quá sâu, cũng không ai biết vui buồn giận dữ của gã là thật hay giả. Nhưng hiện tại, Trần Phong không có ý diễn một chút nào. Cũng quả thật Trần Phong hiện tại không có cách nào hình dung tâm tình trong lòng hắn. Mặc dù Trần Phong cũng biết, Hạ Tưởng có thể nóng vội một chút, không nên tiếp xúc với lực lượng quân đội quá sớm. Từ trước tới nay binh quyền là điều cấm kỵ trong những điều cấm kỵ. Bí thư tỉnh ủy thân là bí thư đảng ủy đứng đầu quân khu cũng không dám khoa tay múa chân công việc quân khu, nếu không sẽ bị vượt giới hạn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hạ Tưởng cũng không làm ra việc gì quá đáng. Chẳng qua là kết giao với một vài người bạn trong quân đội, đã làm cho người khác hạ đại sát thủ. Trần Phong và Hạ Tưởng biết nhau nhiều năm, Hạ Tưởng là do gã nhìn thấy trưởng thành từng chút một, có thể có thành tựu ngày hôm nay đúng là vô đối.
Hơn nữa gã cũng tin Hạ Tưởng cuối cùng có một ngày sẽ trưởng thành một cây đại thụ chọc trời. Chỉ có điều hiện tại có người muốn nhổ cây đại thụ này tận gốc, liền xúc phạm tới yếu điểm của gã. Trong cảm nhận của gã, thậm chí nhìn trong nước, trong quan trường, Hạ Tưởng là người gã tín nhiệm nhất, ngoài ra không có một ai khác nữa. Chỉ có lúc đối mặt với Hạ Tưởng, gã mới có thể không có tâm lý gánh nặng gì. Không cần phải diễn trò, không cần phải giả bộ thản nhiên. Đối với Hạ Tưởng, Trần Phong trước sau đều có tình cảm giống như người thân. Đã sớm vượt qua quan hệ hợp tác đồng minh bình thường trong quan trường. Gã mãi mãi sẽ không quên lúc ở thành phố Yến, vì hóa giải mâu thuẫn của gã và Cao Thành Tùng, Hạ Tưởng đã âm thầm vì gã mà làm rất nhiều chuyện, tác động đến vận mệnh tiền đồ của gã. Nếu như không có Hạ Tưởng lúc đó đứng phía sau vận động, gã cũng không có ngày hôm nay. Có lẽ đã bị Cao Thành Tùng đánh rất vào bụi rậm. Người trong quan trường đều hiểu rất rõ, một khi thất thế, cũng đừng nghĩ sẽ lại đông sơn tái khởi. Cho dù Cao Thành Tùng về sau bị sỉ nhục trong lịch sử nhà binh, nhưng việc y phạm sai lầm không ai thay y đền bù được. Cho nên, ở trong lòng mình, Trần Phong đối với Hạ Tưởng luôn luôn mang một chút tình cảm biết ơn, vĩnh viễn trong lòng khó quên. Đã có người muốn đẩy Hạ Tưởng vào chỗ chết, Trần Phong sau khi được chính thức lên chức chính bộ rất ít tức giận, nhưng rốt cục cũng không thể dằn nén phẫn nộ được nữa. Sau khi gã nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, không ngừng sắp xếp tốt mọi việc, đem quyền lực bí thư tỉnh ủy phát huy đến cực độ. Chuyên cơ, điều động cảnh sát vũ trang, để văn phòng tỉnh ủy nghe ngóng phối hợp quan hệ khắp nơi. Bảo tất cả bộ ngành đợi lệnh, một khi có chuyện, phải nhất thiết trong thời gian ngắn nhất tập trung làm nhiệm vụ. Quyền lực ý chí trong giờ này khắc này chứng tỏ sức mạnh thật to lớn, kinh khủng. Theo nhận định của Trần Phong, lúc này, Hạ Tưởng ngồi máy bay đến Bắc Kinh là cách an toàn nhất và nhanh nhất, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Hạ Tưởng lại từ chối ý tốt của Trần Phong, trên mặt cũng không biểu hiện sự hoảng hốt lo sợ như Trần Phong tưởng tượng. Cũng không phải tức giận, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có một chút mùi vị âm mưu. Bí thư Trần, nghe tôi nói. Tôi từ tỉnh sở đến tỉnh dự, lại một mạch vượt qua toàn bộ tỉnh dự lên phía Bắc. Qua tỉnh Yến sẽ tới Bắc Kinh, là con đường tốt nhất. Trần Phong vốn là kinh ngạc sững sờ. Sau đó lại suy nghĩ gì đó, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Cậu ấy à, rất không biết nghe lời. Lấy thân thử hiểm nguy, quá mạo hiểm. Cảm ơn bí thư Trần quan tâm. Hạ Tưởng vẻ mặt thần bí mỉm cười. Đường lên phía Bắc, dọc đường rất nguy hiểm. Có rất nhiều hạng người đang hóa trang đứng đợi ở đó, có thể khiến cho mỗi người hiện nguyên bộ mặt thật của mình, rất hay, rất ý nghĩa. Nhưng cũng rất nguy hiểm, nếu chẳng may có cái gì bất trắc, Hạ Tưởng, thì thật không đáng. Trần Phong trịnh trọng vỗ vai Hạ Tưởng. Cậu nhất định phải suy xét thật kỹ, tôi không miễn cưỡng quyết định của cậu. Tôi chỉ nói một câu, quý trọng bản thân mình là quý trọng rất nhiều người kỳ vọng đối với cậu. Cũng bao gồm cả tôi. Trần Phong cảm động. Hạ Tưởng cũng rất xúc động. Bí thư Trần xin yên tâm, tôi thực chất có mạo hiểm, nhưng tôi cũng là người rất sợ chết, sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Chấm, sau đó, dưới sự hộ tống toàn bộ hành trình của Mai Thái Bình, nhóm của Hạ Tưởng trong buổi chiều cùng ngày đã tới chỗ giao giữa tỉnh sở và tỉnh dự. Chương 1396, lão nhân gia ra tay rồi. Tỉnh dự tuy rằng là láng giềng gần tỉnh Yến, nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, gần như là một tỉnh hoàn toàn xa lạ. Bởi vì bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh cho đến những nhân vật lãnh đạo trong quân khu tỉnh, hắn không biết một người nào. Con đường tỉnh dự, nói một cách không khoa trương, càng có thể là cung đường nguy hiểm. Mai Thái Bình nắm chặt tay Hạ Tưởng. Ra khỏi tỉnh sở, tôi không thể bảo vệ nổi cho cậu nữa, cậu thực sự quyết định chưa? Đối với quyết định của Hạ Tưởng, Mai Thái Bình tuy rằng rất hiểu, nhưng cũng không đồng ý. Y cũng hiểu rõ trong lòng Hạ Tưởng có bực bội, là muốn mượn cơ hội để đánh lạc hướng một số người. Nhưng dù sao cũng rất nguy hiểm, Y và bí thư cùng chủ tịch tỉnh tỉnh dự đều không quan hệ thân thiết gì, hoàn toàn không thể nhờ vả được. Trần Phong cũng vậy. Mai Thái Bình rất lo lắng cho hành trình của Hạ Tưởng. Đã quyết định rồi, nếu một mạch đi qua tỉnh sở rồi, bây giờ cũng cách tỉnh Yến không xa nữa. Coi như tự bơi một lần. Hạ Tưởng vẻ mặt thoải mái. Hoàn toàn không quan tâm đến nguy hiểm trước mắt. Dường như cũng giống với một lần đi du lịch. Đời người chính là một cuộc du lịch, mục đích của mọi người đều giống nhau, chỉ khác nhau chính là phong cảnh dọc đường đi. Cách làm của Hạ Tưởng, nói là mạo hiểm cũng được,
nói là thâm nhập địch cũng được. Hoặc là để cho một vài người có một chút bài học kinh nghiệm đời người cũng được. Tóm lại, Mai Thái Bình cũng không hoàn toàn tác thành, thậm chí cảm thấy Hạ Tưởng hơi tự tin quá mức. Nhưng y cũng không tiếp tục khuyên giải Hạ Tưởng cái gì nữa. Bởi vì Hạ Tưởng hiện tại đã trưởng thành rồi, hắn quyết định sự việc, người khác rất khó có thể khuyên hắn quay lại. Không biết thế nào, nhìn đoàn xe Hạ Tưởng và bọn Trương Hiểu đi xa, Mai Thái Bình bỗng nhiên lại nghĩ tới Mai Hiểu Lâm. Trong việc đối đãi với Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng vô cùng cố chấp, dường như mãi mãi cũng không có khả năng quay đầu lại. Mặc kệ, lúc Mai Thái Bình xoay người rời đi, cũng thầm nói một câu. Hạ Tưởng, đi đường bình an. Phút chốc xe của Hạ Tưởng đã ra biên giới tỉnh sở, liền hỏi Trương Hiểu một câu. Quyết định rồi. Trương Hiểu mỉm cười, học câu nói của Hạ Tưởng. Đã quyết định. Hạ Tưởng cười ha hả, dùng sức vỗ vỗ vào vai Trương Hiểu. Được, chuyến đi này không tệ, có được một bằng hữu chân chính. Ánh mắt Trương Hiểu kiên quyết. Lúc vào tỉnh sở, tôi đã quyết định rồi, chủ nhiệm Hạ đi hướng đông tôi sẽ không đi hướng tây. Tuy rằng hành trình ở tỉnh dự có thể càng nguy hiểm hơn. Bởi vì đối với thế lực quân khu tỉnh dự phân bố rải rác, Trương Hiểu ít nhiều cũng hiểu rõ, lực lượng một phái khác chiếm ưu thế. Nói cách khác, nếu Trần Pháp Toàn đi vào tỉnh dự trước bọn họ một bước, nếu ung dung sắp đặt, bọn họ thực sự có thể chôn thân ở tỉnh dự. Nhưng Hạ Tưởng cố tình đi đường bộ lên phía Bắc, đương nhiên có suy tính của hắn. Sau khi quyết định cùng Hạ Tưởng đồng hành, Trương Hiểu vốn không cân nhắc hối hận trên thực tế. Việc đã đến nước này cũng không còn đường thoái lui nhưng chủ nhiệm Hạ suy xét vấn đề động cơ hơi có phần làm cho gã khó mà lý giải. Cố tình đi đường bộ để Trần Pháp Toàn lại bố trí để ra tay, chẳng lẽ còn có thể cậy vào cái gì hay sao? Nhưng cũng hơi quá nguy hiểm. Tuy rằng phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó, nhưng Trương Hiểu thực sự nhìn không ra là Hạ Tưởng dựa vào cái gì. Viện cầu vào cái gì? Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, gã tự giễu mà răn đe chính mình. Nếu gã có thể có bản lĩnh và mạng lưới quan hệ như Hạ Tưởng, cũng sẽ không chỉ là thiếu tướng như hiện tại. Giữa người với người vẫn là không thể so sánh được. Gã biết rõ, so sánh với tiền đồ rộng lớn bao la của Hạ Tưởng, gã có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Hạ Tưởng suy nghĩ sâu xa, đương nhiên không thể nói toạc móng heo ra. Đừng nói không thể nói cho Trương Hiểu, ngay cả Trần Phong và Mai Thái Bình, hắn cũng không hề nói nửa lời. Nói gì thì nói. Trần Phong và Mai Thái Bình chắc chắn là đoán được một phần. Đoán được nhiều hay ít là do trí tuệ của bọn họ, còn gã sẽ giữ im lặng đến cùng. Hạ Tưởng không phải người lỗ mãng, cũng không phải liều lĩnh. Bởi vì hắn tin tưởng mặc dù có người muốn hắn chết, nhưng càng có người muốn hắn sống. Ví dụ như Tổng Bí Thư, ví dụ như mấy lão nhân gia bí hiểm. Nhà họ Mai, nhà họ Khâu và nhà họ Phó chắc chắn cũng có thế lực quân đội. Nhưng lực ảnh hưởng lớn cỡ nào, khó mà nói. Mai Thái Bình không hề nhắc tới sức mạnh phe phái trong quân khu tỉnh dự, cũng không vì hắn mà ra mặt hỏi han với quân khu tỉnh dự. Không phải Mai Thái Bình không chịu vì hắn mà ra mặt, mà là sức ảnh hưởng của nhà họ Mai trong quân đội thực sự không nhiều. Có lẽ nói một cách chắc chắn, chỉ ít ở quân khu tỉnh dự, lời nói không có trọng lượng. Hạ Tưởng nhìn mặt trời dần dần xuống núi, lại nhìn con đường quốc lộ hướng lên phía bắc kéo dài. Lại có sự kiên định trước nay chưa từng có rất nhiều sự việc, đã tới lúc nên lộ rõ chân tướng rồi. Ra khỏi đường cao tốc, đi đường quốc lộ. Hạ Tưởng nhẹ nhàng nói một câu. Trương Hiểu gần như không chút chần chừ, đã truyền đạt mệnh lệnh. Đằng trước là sấm sét, hay là vách núi cao ngất, gã đều không sợ. Gã tuy là không biết Hạ Tưởng rốt cuộc có diệu kế gì, nhưng tin tưởng Hạ Tưởng sẽ không mang sinh mạng của chính mình ra đùa giỡn. Nếu như ngày xưa, gã hẳn là xem như theo cũng là người dũng sĩ rồi. Trương Hiểu vừa nghĩ sắp tới một trận đánh ác liệt, không khỏi đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, nhiệt huyết sục sôi. Hạ Tưởng lại vẫn là đặc biệt bình tĩnh, chờ đoàn xe ra ngoài cửa khẩu đường cao tốc, lúc đó vừa vặn mặt trời chiều nhảy bước cuối cùng, biến mất phía chân trời đằng tây. Đêm tối buông xuống, nếu như không nằm ngoài dự liệu của hắn, đây sẽ là đêm cuối cùng trước khi đến Bắc Kinh rồi. Một đêm vạch trần rất nhiều bí mật, thăm dò yếu điểm khắp nơi và cũng là một đêm quyết một trận sinh tử. Trần Pháp Toàn nếu như không đến tỉnh dự, thì sẽ mất vui. Hạ Tưởng thậm chí nghĩ một cách ác ý như vậy, khóe miệng còn có một nụ cười đầy nghiền ngẫm. Trần Pháp Toàn không thể không đến tỉnh dự, bởi vì gã biết được Hạ Tưởng không đáp máy bay ở tỉnh sở để bay đến Bắc Kinh,
vẫn lựa chọn đường bộ đi qua tỉnh Dự để đi về phía Bắc, liền cảm thấy lúc trước còn cho là Hạ Tưởng thông minh, thật sự là đã quá nâng cao Hạ Tưởng. Hành động thật là ngu xuẩn, thật là tự cho là mạng lớn quá. Tưởng là đi đến tỉnh Dự thì bình an sao? Ha ha, ở tỉnh Sở còn có bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh bảo vệ hắn, ở tỉnh Dự, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đều không biết hắn là ai. Hơn nữa ở quân khu tỉnh Dự người thuộc phe của y cũng chiếm đa số. Hạ Tưởng nếu không vùi thây ở tỉnh Dự thì đạo trời không dung. Trần Pháp Toàn cũng từng khó hiểu về quyết định của Hạ Tưởng là ngu si cỡ nào. Y cũng không nghĩ ra Hạ Tưởng cuối cùng vì sao muốn đi đường bộ để lên phía Bắc. Nhưng không nghĩ ra cũng không sao, chỉ cần có thể lấy được mạng của Hạ Tưởng là được. Trần Pháp Toàn liền chạy nhanh một mạch, chạy trước bọn Hạ Tưởng mấy tiếng đồng hồ chạy tới thành phố Trung Nguyên của tỉnh Dự. Hội ý với một số nhân vật số một thuộc phe của mình, sau khi thảo luận một lúc, đối phương mặc dù cũng hơi do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của y. Theo yêu cầu của y bố trí nhân lực vật lực, đồng thời nhanh chóng điều động lực lượng quân sự, ở tuyến đường chính bố trí phòng ngự, đồng thời nghiên cứu tỉ mỉ kế hoạch, trên những con đường Hạ Tưởng nhất định phải đi qua, tính được khoảng thời gian, bố trí hoàn hảo. Nhất thiết phải một lần chắc chắn chúng. Không bao giờ có thể để Hạ Tưởng sống sót rời khỏi tỉnh Dự. Nếu không đã bố trí vô số lực lượng từ tỉnh Tương đến tỉnh Sở, lại đến tỉnh Dự, còn có thể để cho Hạ Tưởng trốn thoát, há không phải là trò cười sao? Mà Trần Pháp Toàn gã ngay cả một chút việc nhỏ đó làm cũng không xong, còn có thể diện gì mà quay về quân khu tỉnh Tương. Quân khu tỉnh Yến tuy là cũng có người của phe mình, nhưng không ra hồn. Hơn nữa tỉnh Yến lại là căn cứ địa của Hạ Tưởng. Chỉ cần vào đến trong tỉnh Yến, Hạ Tưởng sẽ thấy trời cao lồng lộng biển rộng mênh mông. Nếu Hạ Tưởng bình yên vô sự quay về Bắc Kinh, chắc chắn ác mộng của y sẽ bắt đầu. Trần Pháp Toàn được ăn cả ngã về không, quyết định liều mạng. Y đích thân dẫn dắt một nhóm quân đội, sau khi tập trung ở chỗ Hạ Tưởng, nhanh chóng hoàn thành sắp xếp của mình. Lần này cũng chẳng muốn lại bố trí cạm bẫy gì nữa, trực tiếp chọn một chỗ hẻo lánh, cho người mai phục hai bên đường. Chờ đoàn xe của Hạ Tưởng đến lập tức động thủ. Trần Pháp Toàn nóng lòng lắm, bởi vì ở tỉnh Sở, bí thư tỉnh ủy đón chào, chủ tịch tỉnh đưa tiễn. Thế trận to như vậy khiến y ý thức được nếu mà thả hổ về rừng, Hạ Tưởng mà ra tay đánh trả, nhất định khiến y rất khó chịu. Mất chức quan là nhẹ, ra tòa án quân sự cũng có thể. Càng tệ hại hơn, nói không chừng còn có thể bị ngồi tù cả đời. Sau này chứng minh, Trần Pháp Toàn chỉ đoán đúng chưa đến một nửa. Lúc nhóm của Hạ Tưởng chạy tới phía trung tỉnh Dự đã là nửa đêm. Trên đường quốc lộ xe cộ vào lúc này đã rất ít. Chính giữa hè, hoa màu hai bên đường như một bức tường thành che phủ tuyệt hảo, là cánh đồng xanh tươi mênh mông bát ngát. Trong lòng Trương Hiểu vẫn không yên tâm được, từ đầu chí cuối rất đề cao cảnh giác, nghĩ thầm chủ nhiệm Hạ thật biết thử lòng người. Hắn thuận miệng nói một câu đi quốc lộ, kết quả thì hay rồi, hiện tại mức độ nguy hiểm so với trên đường cao tốc còn hơn chục lần. Chẳng những tốc độ nhanh không được, mà còn bất cứ lúc nào cũng có khả năng từ hai bên đường lao ra vô số người. Sau đó, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Trương Hiểu dặn dò các xe từ trước đến sau, nhất thiết phải đề cao cảnh giác. Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị nghênh chiến. Không sai, y nói thẳng ra là nghênh chiến, chính là e sợ có chút sơ suất. Phía trước cách đó không xa, là một khúc cua quẹo phải. Chỗ rẽ hai bên trái phải có cánh đồng. Phía ngoài cánh đồng là một người rơm rất cao. Gió đêm thổi qua xào sạc rung động, ngày thường nghe cũng là âm thanh bình thường, nhưng bây giờ trong tai Trương Hiểu lại giống như tiếng bùa đòi mạng khiến cho người ta kinh hãi. Sâu trong chỗ tối đen, e là có một đôi mắt hung ác đang chăm chú nhìn xe cộ tới lui, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một đòn sấm sét. Trương Hiểu đoán đúng, ngay tại bên trong chỗ đồng ruộng ngay khúc cua đó, Trần Pháp Toàn đang nôn nóng mà hưng phấn chờ đợi thời khắc sau cùng. Y hiểu, Hạ Tưởng rốt cục vẫn là khó thoát khỏi kiếp nạn này. Trời sáng, y liền lập tức về Bắc Kinh, mang theo một tin tức làm cho rất nhiều người vui mừng. Chiếc xe của Hạ Tưởng đã tới gần, Trần Pháp Toàn tâm lý căng thẳng đến đổ mồ hôi. Mồ hôi ướt đẫm, quay đầu lại với người đồng hành cùng y là Trung tá quân khu tỉnh Dự Đường Viễn Chi nói. Chuẩn bị hành động. Đường Viễn Chi chỉ khẽ gật đầu, lại lặp lại một lần. Tư lệnh Trần. Khẳng định muốn hành động diệt trừ Hạ Tưởng và Trương Hiểu. Trần Pháp Toàn phấn khởi và lòng tràn đầy mong đợi,
không chú ý tới sự cố tình nhấn mạnh trong câu nói của Đường Viễn Chi, gật đầu xác nhận mệnh lệnh. Xác nhận diệt trừ Hạ Tưởng và Trương Hiểu. Nói vừa xong, Trần Pháp Toàn bỗng nhiên ý thức có chỗ không đúng. Bởi vì y chợt phát hiện ánh mắt Đường Viễn Chi tràn đầy lạnh lùng và ý giết chóc. Giết chóc cũng là bình thường, bởi vì muốn giết người. Nhưng đối tượng mà gã muốn giết không đúng, dường như là chĩa mũi nhọn vào y.sao lại thế này. Trần Pháp Toàn đột nhiên cảm giác thấy một mối nguy hiểm thật lớn, muốn rút súng cũng đã chậm. Súng của Đường Viễn Chi đã lên đạn, chĩa vào thái dương của y. Bùm, một tiếng súng vang lên, đầu Trần Pháp Toàn như bị cắt làm đôi, ngã phịch một tiếng trên mặt đất, mất mạng tại chỗ. Đường Viễn Chi quát một tiếng. Tuân lời sếp, đem xử bắn Trần Pháp Toàn ngay tại chỗ. Sự tình xảy ra bất chợt, binh lính Trần Pháp Toàn mang đến còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đang muốn phản kháng thì sau một loạt tiếng súng líu nhíu, lại ngã xuống mà chết. Chấm, nhà họ Ngô ra tay, vừa ra tay thì thi thể nằm la liệt khắp đồng. Chương 1397, cuộc chiến giữa hai ông cụ. Tiếng súng trong màn đêm yên tĩnh dường như rất dọa người, rất xa xăm. Thực ra đang ở vùng thôn quê hoang vu, căn bản không có nhiều người nghe thấy. Một tiếng súng cướp đi sinh mạng rất nhiều người, thậm chí không thể làm thức giấc mộng đẹp của mấy làng mạc cách xa vài cây em. Cùng lắm làm kinh động mấy con chim bay lên mà thôi. Trần Pháp Toàn cho đến chết cũng không hiểu, Đường Viễn Chi vì sao muốn giết y, Đường Viễn Chi rốt cuộc là người của ai. Nhưng y chết cũng rất ý nghĩa, tuy là xác bị vứt ở thôn quê, tuy là bị bắn chết, tuy là ngã xuống úp mặt vào bãi phân trâu, tuy là bị chết rất thảm, nhưng y dù sao cũng đã khiến rất nhiều người cực kỳ phẫn nộ. Y lấy cái chết của mình trải ra cho Hạ Tưởng con đường quan lộ thênh thang. Trần Pháp Toàn, an giấc ngàn thu nhé. Đấu tranh chính trị là như vậy. Có bao nhiêu dã tâm, thì có bấy nhiêu ngu xuẩn. Phải trả giá lớn như thế nào? Nếu như để Trần Pháp Toàn biết, y chết không phải là chấm dứt, mà mới chỉ là thời điểm bắt đầu, khuôn mặt dữ tợn của y có lẽ sẽ ít nhiều giãn ra một chút. Sau khi ở trong xe nghe được tiếng súng như tiếng pháo, Hạ Tưởng lộ ra ý cười. Hắn chỉ biết, có một ông cụ đã ra tay rồi. Về phần ông cụ đấy là ai, hắn vẫn chưa biết được. So sánh với sự điềm tĩnh của Hạ Tưởng, tiếng súng vang lên một cái liền có tiếng phanh cùng nhau vang lên. Tất cả các xe đều vang lên chói tai tiếng lốp ma sát với đường. Trong màn đêm tĩnh lặng, truyền xa hơn cả tiếng súng. Trương Hiểu đã rút súng ra, đang chuẩn bị xuống xe chỉ huy chiến đấu, lại bị Hạ Tưởng giơ tay ngăn lại. Tiếng súng vang trong cánh đồng, không ai xuất hiện, thì chứng tỏ bắn lén sau lưng người khác thành công. Hạ Tưởng chẳng những không hoảng sợ, vẻ mặt còn cười. Hắn chỉ biết, có một ông cụ không muốn hắn chết. Hắn càng biết tỉnh dự chính là một cửa cuối cùng. Từ lúc gặp chuyện không may đến hiện tại đã qua một ngày đêm, các ông cụ cho dù có hành động chậm chạp, cũng có thể sắp xếp ổn thỏa rồi. Quả nhiên đúng như lời Hạ Tưởng, tiếng súng vang ra, trong ruộng xanh lại yên lặng bình thường như vào chỗ chết. Không ai lộ mặt, không có tiếng súng vang nữa, càng không ai ra mặt chào hỏi hay trao đổi gì cả. Hạ Tưởng liền vỗ vỗ vai Trương Hiểu. Đi thôi, đoán chừng cũng không ai tặng trà thuốc đâu. Lúc này là lúc nào, chủ nhiệm Hạ còn có tinh thần để nói giỡn, quả thực là, Trương Hiểu vừa rồi sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Gã là tư lệnh hàng không, nhưng gã là tư lệnh trong thời bình, chưa thực sự trải qua chiến tranh. Cảnh tượng vừa rồi thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, cũng giống như chiến tranh trong phạm vi cục bộ rồi. Tuy nhiên lại vừa nghĩ, Hạ Tưởng rất bình tĩnh. Dường như đã sớm nắm chắc tin thắng lợi trong tầm tay. Hắn làm sao lại có thể chỉ huy được người của quân khu tỉnh dự? Đến lúc này Trương Hiểu cũng đoán được mọi thứ. Quân khu tỉnh dự có người thức người mù, người phái tới phục kích, có người lâm trận lại trở giáo, đánh úp chết người của bọn họ ngay tại chỗ. Tiếng súng vừa rồi rất tập trung, sợ là chết không ít hơn mười mấy người, giỏi thật, cấp cao quân khu tỉnh dự muốn chấn động rồi. Bởi vì phái ra thực thi nhiệm vụ nhất định là người tin tưởng nhất, không ngờ là một trái bom hẹn giờ. Nói không chừng sẽ dẫn tới chấn động giữa các cán bộ cấp cao trong quân khu tỉnh dự. Trong nháy mắt, Trương Hiểu nghĩ ra rất nhiều, lại nhìn Hạ Tưởng khép hờ hai mắt dường như đã ngủ, không khỏi không kìm được cười. Nghĩ lại cũng đúng, hắn cũng là gần như một ngày hai đêm không hề chợp mắt. Đoàn xe một lần nữa khởi hành đi thẳng hướng tỉnh Yến. Lúc này cách tỉnh Yến không đến 200 km.
Trước khi hừng đông nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể về đến quê nhà Đan Thành của Hạ Tường. Thực sự có phải toàn bộ nguy hiểm đã vượt qua, có thể một mạch hát vang thẳng tiến Bắc Kinh. Hạ Tường dường như đã ngủ, nhưng thực sự lại không hề cảm thấy thoải mái với cánh cửa cuối cùng, là quân khu tỉnh Yến. Đêm xuống lạnh, cũng may sương không rơi nhiều. Ngồi trong sân hóng mát, nhìn bầu trời đầy sao lấm chấm, nghe côn trùng bên tai kêu cũng có thể coi như là một lần thư nhàn hiếm có. Lúc này sắc trời hơi sáng lên một chút, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá cây, bỗng chốc nhảy đến trên đôi mắt híp lại của ông cụ Ngô. Ông cụ mở to hai mắt một chút, nhìn vẻ ủ rũ của ông già đối diện, lắc đầu cười. Ông bỏ quân cờ trong tay xuống, tự đắc mà cười. Ông thua rồi. Ván cờ đã tàn, trà đã lạnh, hai ông già nhìn nhau không quen mắt. Bao nhiêu năm không ngồi cùng nhau, lúc này không ngờ ngồi cùng uống một ấm trà, ngồi đối diện nhau suốt một đêm. So là so ai khỏe mạnh hơn, so là so ai có thể thức khuya hơn, so là so.ai so với ai quan tâm và yêu thương thằng bé kia hơn. Cái thằng để cho người ta bất an không ngớt, lại nhất thiết để tâm bảo vệ. Làm hại hai ông già trước kia thường xuyên đập bàn sau lại thường xuyên thổi thổ phỉ, không ngờ đều kiên trì chịu đựng ở sinh tử. Nhẫn nhịn được châm biếm của đối phương, ngồi cùng một chỗ, cùng dùng chung một bình trà, thực sự ngồi suốt một đêm. Cho dù là ông cụ Ngô hay là lão cổ, đều suy nghĩ giống nhau. Nhìn thấy Hạ Tưởng nhất định phải dùng gậy đánh hắn vài cái cho hả giận. Ai bảo hắn chung quy làm cho người ta không bớt lo, chung quy làm cho người ta không yên lòng. Lão cổ đẩy quân cờ cầm trong tay. Thua thì thua, tính cho ông thắng cờ. Nhưng ông cũng có nhắm mắt một lúc, vẫn là không có tinh thần tốt như tôi. Tôi đâu có nhắm mắt. Ông cụ Ngô ấm ức uống một ngụm trà, lại phun ra. Lão cổ kia, ông cũng quá tức giận, trà cũng lạnh rồi. Tiếp khách không chu đáo, thật quá đáng. Lão cổ vẻ mặt tức giận. Trà lạnh và tấm lòng có gì liên quan? Lão Ngô kia, ông đừng có một chút sự tình thì nâng cao quan điểm. Tôi có thể nói cho ông, tôi tiếp cờ ông suốt một đêm đã là rất nể mặt ông rồi. Là tôi cùng ông chơi cờ được không? Ông cụ Ngô một bước cũng không nhường. Tôi là khách, ông là chủ, phải phân rõ tình hình. Nhân viên cảnh vệ ở xa xa nghe được hai ông cụ lại tranh cãi, muốn cười nhưng không dám cười, đành phải chịu đựng. Chỉ là mắt mở trừng trừng nhìn hai ông lão ngồi đối diện suốt một đêm. Tuy là về đêm không có không khí lạnh, thân là cảnh vệ, vẫn lo lắng cho cơ thể hai cụ. Đều là vì người kia bất kể là cảnh vệ của lão cổ hay là cảnh vệ của ông cụ Ngô, tất cả đều gọi Hạ Tưởng là người ta. Bởi vì bọn họ chưa từng thấy hai ông lão lại quan tâm trân trọng quá như vậy đối với một người tuổi còn trẻ như vậy. Nếu là người khác, bọn họ còn dám khuyên một câu với ông lão, nhưng là vì người kia, thì thôi đi, đỡ phải bị mắng. Hai ông lão cả đêm ai cũng không nói đến tên Hạ Tưởng, ai cũng không nói đến một câu chính sự, chỉ là chơi cờ, uống trà, tranh cãi. Thực ra ai trong lòng cũng đều hiểu rõ, các ông cụ đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng. Nhóm cảnh vệ mặc dù có chút ghen tị và oán giận Hạ Tưởng, nhưng trong lòng vẫn hy vọng Hạ Tưởng bình an vô sự, sớm ngày về Bắc Kinh. Ngộ nhỡ người kia có chút bất trắc gì đó, ông cụ sẽ bừng bừng giận dữ, sự việc có lẽ muốn chết rất nhiều người. Nếu chẳng may ông cụ vì vậy mà thân thể có gì không ổn thì chính là việc lớn. Trời, sắp sáng rồi, cũng nên có tin tức rồi. Nhóm cảnh vệ trong lòng cũng thầm căng thẳng. Trà lại lần nữa được hâm nóng, lão cổ tự rót một chén, ông cụ Ngô cười cười, giơ tay tự cầm lấy bình trà, cũng rót một chén. Buông chén trà xuống, lão cổ rốt cuộc vẫn mất kiên nhẫn, lấy tay chỉ bàn cờ. Rõ ràng có thể đưa pháo lên, vừa an toàn lại mau. Ông cố tình muốn nhảy ngựa, muốn đi từng bước một qua sông, không phải bỏ gần tìm xa sao. Thật lòng một chút, có phải hay không? Ông cụ Ngô lắc đầu cười. Để pháo bay qua sông, mau thì nhanh, nhưng một mình pháo qua sông, vẫn cần xe và mã trợ giúp mới có thể chiếu tướng. Ngựa của tôi cũng là vì đem lực lượng đổ lên thành của ông, một lần hành động là phá thành. Vừa nãy pháo của ông không lên đi, suýt tí nữa bị tôi ăn mất. Nếu như ăn pháo của ông không phải tính nhầm rồi sao? Pháo của tôi có xe bảo vệ, còn có ngựa bảo vệ, ông dám ăn. Nếu dám ăn thì ông sẽ tổn thất nhiều hơn so với tôi. Nếu chẳng may đầu tôi nóng lên, không để ý đến hậu quả ăn pháo của ông làm sao bây giờ? Đều lớn tuổi rồi, làm sao còn có lúc nóng nảy được?
chơi cờ có thể coi trọng tới việc lật đổ, có một số việc không phải trò chơi tập làm người lớn, không có đường rút lui để có thể đi lại một lần. Hai ông lão một bên tiếp tục mượn cờ dụ người, một bên cũng bình tĩnh tự nhiên uống trà. Nhưng đều có tâm trạng bất an mà nhìn bầu trời phía đông sắp sáng rõ. Trên bàn có hai chiếc điện thoại di động hiếm thấy với địa vị và trình độ của hai ông cụ, nhớ không rõ có bao nhiêu lâu không cần điện thoại di động nữa rồi. Điện thoại di động với bọn họ mà nói là cái gì đó làm hạ thấp thân phận. Mã có chậm, cũng nên qua sông rồi. Lão cổ cuối cùng so với ông cụ Ngô trong lòng cũng kém bình tĩnh hơn một chút, lại mở miệng nói. Vừa mới nói xong, điện thoại di động trên bàn bỗng nhiên vang lên một điệu nhạc êm tai. Lão cổ trước tiên cầm lấy điện thoại di động, chưa ấn nút nghe mà đã liên tiếp, alo alo, mấy tiếng liền. Ông cụ Ngô còn đang cố tình bình tĩnh, chậm rãi mà cầm điện thoại di động lên, cười nhạo lão cổ một câu. Lão cổ, là điện thoại của tôi kêu. Tuy là động tác thư thái nhàn nhã, giọng điệu bâng quơ, nhưng tay cầm chén trà của ông rung nhẹ nhẹ. Thân mình cũng có một chút căng thẳng, vẫn là để lộ ra tâm trạng thật của ông. Chờ cuộc điện thoại này đã lâu lắm rồi. Ông cụ Ngô nhấn nút nghe, rất thản nhiên nói. Ai sáng sớm đã gọi điện thoại tới thế, ầm ĩ tôi không thể ngủ được. Giọng Hạ Tưởng truyền tới nhẹ nhàng. Ông cụ, chào buổi sáng. Ông già rồi đi ngủ sớm một chút, phải để ý đến thân thể mình. Nếu ông có việc gì đau đầu nhức óc, thì đúng là lỗi của con rất lớn. Ông cụ Ngô bị Hạ Tưởng đi guốc trong bụng, cười mắng. Dối trá, con làm sao biết ông không ngủ? Con đoán. Hạ Tưởng cười ha hả. Con cũng nhờ ông chuyển lời cho lão cổ, để ông ấy cũng yên tâm mà ngủ ngon, con sẽ mang tới cho ông ấy một ít thổ sản. Con làm sao biết ta và lão cổ ngồi cùng một chỗ? Ông cụ Ngô bị Hạ Tưởng chọc tức đến giờ khóc giờ cười, vẻ mặt vừa buồn cười vừa tức giận. Ông muốn cầm gậy mà đánh vào đầu con. Vẫn là con đoán. Hạ Tưởng tiếp tục xỏ lá. Xin hai vị lão gia yên tâm, con tức khắc tới tỉnh Yến. Còn nữa, con không có điện thoại của lão cổ cho nên con sẽ không gọi điện cho ông cụ đâu. Điện thoại của Hạ Tưởng ngắt. Ông cụ Ngô cầm điện thoại, sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên cười ha ha. Lão cổ, chúng ta đều để cho tên láo cá đùa giỡn một phen rồi. Lão cổ dường như không có nghe được lời nói của ông cụ Ngô, cầm di động lầm bầm một mình. Mất công cầm điện thoại đợi vớ vẩn, người kia không có số điện thoại của ta, hồ đồ rồi, hồ đồ rồi. Còn so ông xem nó gọi cho ai trước nữa chứ? Đưa tay ném chiếc điện thoại qua một bên. Tới tỉnh Yến rồi, lão cổ dường như mới tỉnh ngộ lại. Nói như vậy, người của ta động thủ rồi. Hình như chưa hết ý mà lại hỏi một câu. Hai lão già chúng ta như thế nào mà bị thằng con đùa giỡn? Chương 1398, hai khả năng cuối cùng. Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, chiếu xuống mặt đất cả ngàn vạn tia nắng. Ánh mặt trời buổi sáng rất sạch sẽ, thuần túy, chiếu rọi vào mặt của hai ông lão từng nếm trải cuộc đời, khiến cho hai ông lão cả đêm không ngủ đột nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn, mái tóc bạc phơ có một màu vàng lóng lánh, vô cùng sinh động. Hai ông lão ngồi cả đêm, lo lắng cả đêm và uống trà lạnh cả đêm, hạ màn được tàn cục trong một đêm. Lúc trời sáng, đã hai tiếng sau khi Hạ Tưởng thoát khỏi nguy hiểm, hắn mới gọi điện thoại với giọng điệu thoải mái và thái độ bình tĩnh cứ như đang đi dạo trong sân. Hơn nữa hắn biết rõ ông cụ Ngô và lão cổ đang trong tình trạng lo lắng cho hắn và trông tin hắn cả ngày, vậy mà còn kéo đến bây giờ mới gọi điện báo bình an. Ông cụ nghĩ lại, Hạ Tưởng có thể đi bằng máy bay nhưng lại cố tình không đi, muốn gây ồn ào náo loạn, khiến cho ông cụ phải ngang nhiên ra tay cứu giúp trong thời khắc quan trọng. Ông cụ cuối cùng cũng hiểu rõ, thằng nhóc có ý muốn chơi xỏ, chính là muốn chơi xỏ ông ấy và lão cổ. Đúng là một tên nhóc con khiến cho người ta vừa tức vừa hận lại không làm gì được hắn. Vẫn không hiểu được ý đồ của thằng nhóc này. Ông cụ Ngô tức giận đặt ly trà xuống, nước trà bắn ra tung tóe. Ông cụ nửa oán trách nửa nói đùa. Nếu sớm biết hắn cố ý muốn thăm dò sức chịu đựng và con át chủ bài của tôi thì tôi cứ để cho hắn tự sinh tự diệt cho xong. Lão cổ phản ứng chậm nửa nhịp so với ông cụ Ngô, lúc này cũng hiểu ra liền bật cười. Tốt. Chơi xỏ rất hay, quá vô lại, quá mặt dày, tôi rất thích. Hai ông lão cùng nhau bật cười, tiếng cười xuyên thấu cả ánh mặt trời buổi sáng, giống như những nốt nhạc đang nhảy nhót rọi xuống sân nhà lão cổ, khiến cho buổi sáng hôm nay vô cùng tươi mát.
Tất cả vệ sĩ của mọi người đều trầm tĩnh lại nhìn nhau cười, xem như đã không uổng phí cả một đêm gian khổ, ông lão thoải mái cười, tiếng cười còn hay hơn cả tiếng ca tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Sau khi ông cụ Ngô nhận được điện thoại của Hạ Tưởng thì mới nghĩ thông suốt, trong lòng không khỏi trách mắng Hạ Tưởng xảo quyệt đa đoan, lần này ngay cả ông ta cũng hoàn toàn bị hắn gạt, thằng nhóc này càng ngày càng không được rồi, nghĩ lại thì không thể nhịn cười được, thằng tiểu tử này nhớ ơn ngắn, nhớ thù thì dai, đã cho ông ta thấy được lòng dạ hẹp hòi. Nghĩ lại cũng đúng, năm đó ông ta ra tay cũng rất ngang tàng, thiếu chút nữa đã khiến Hạ Tưởng phải chết hiểu trong khi còn là mầm non trong quan trường. Sau này tuy vẫn luôn âm thầm bù đắp lại rất nhiều, trên thực tế ông ta cũng không chính thức đề cập với Hạ Tưởng về những xung đột của năm đó, một câu cũng không. Cho dù chỉ là thuận miệng nhắc đến cũng là biểu hiện xấu hổ, bắt ông ấy nhận lỗi với một hậu bối, ông ta cảm thấy thật mất mặt. Trong mấy năm qua tên nhóc này đã trưởng thành rất nhanh, đã trở thành một gốc cây đại thụ, ngay cả ông ta cũng cần phải coi trọng. Chuyện không vui của năm đó đã sớm tan thành mây khói rồi. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta về Hạ Tưởng thì hắn không phải là kẻ thù dai. Sự việc hôm nay là từ một sự thật không thể chối cãi, đã cho ông ta biết Hạ Tưởng không thù dai nhưng hắn lại nhỏ nhen, biết chơi xỏ. Còn có điểm quan trọng là trình độ chơi xỏ lại rất cao, khiến cho ông ta phải ngậm bồ hòn. Hạ Tưởng cố ý đi đường quốc lộ, cố ý lấy bản thân làm mồi, cố ý dụ đối phương ra tay, cố ý ép ông cụ ra tay cứu giúp, sau đó... Quân át chủ bài của nhà họ Ngô đã được Hạ Tưởng thấy được một góc. Hạ Tưởng đã hiểu được 8-9 phần về việc phân bố thế lực trong đảng chính của nhà họ Ngô, và cũng biết rõ những sản nghiệp trong tối ngoài sáng của nhà họ Ngô, chỉ duy nhất vẫn chưa nắm được quân át chủ bài của nhà họ Ngô, chẳng có tí manh mối gì về lực lượng của nhà họ Ngô trong quân đội, cũng may nhân cơ hội lần này khiến cho nhà họ Ngô mập mờ để lộ ra điều mà bấy lâu nay luôn che giấu. Còn có một điều là Hạ Tưởng không chỉ muốn xem quân át chủ bài của ông cụ, đồng thời còn mượn cớ để thấy được sức chịu đựng của ông cụ. Thực ra Hạ Tưởng muốn đi lên phía Bắc, căn bản là có tính toán kỹ càng, hắn chỉ là muốn xem vở diễn của người khác. Người khác đều nghĩ hắn là nhân vật chính, thực ra hắn mới là tổng đạo diễn, vừa là người diễn lại vừa là khán giả. Trên đường bụi bay mịt mù, mọi người cứ xôn xao ồn ào, chỉ có Hạ Tưởng ngồi trong xe âm thầm đánh giá. Vẻ mặt mỉm cười vừa ngắm phong cảnh trên đường vừa đánh giá sức mạnh cao thấp giữa các nhân vật so chiêu với nhau, nói không chừng hắn còn đang cười thầm những người bị hắn trêu đùa. Thật đúng là một thằng nhóc tinh quái khiến cho người khác không biết phải làm sao. Ông cụ Ngô vừa cười vừa lắc đầu, vừa yêu mến vừa xúc động, cuộc đời của ông ta hầu như chưa bao giờ thất bại, hôm nay lại bại dưới tay Hạ Tưởng, tất nhiên cũng có thủ đoạn xấu xa của Hạ Tưởng ỷ mình là người nhỏ tuổi. Và cũng là vì hắn đã nắm bắt được suy nghĩ của ông cụ và lão cổ, nên đã chi phối được cả hai ông già. Sau này phải chỉnh đốn lại hắn mới được. Lão cổ lại không nghĩ gì nhiều, sau khi đã sơ sơ hiểu được ý nghĩ của Hạ Tưởng, liền cười vang, đột nhiên đặt ly trà xuống, hào khí nói. Nào, chơi một ván nữa, lần này tôi nhất định phải thắng ông. Muốn thắng tôi, không dễ vậy đâu. Ông cụ Ngô cũng lấy lại tinh thần. Thức trắng cả đêm nhưng cũng không có ý muốn đi ngủ. Được, tôi sẽ chơi với ông một ván nữa, để ông thua tâm phục khẩu phục. Ván cờ tướng của hai ông cụ vẫn còn tiếp tục, hành trình đi về phía Bắc của Hạ Tưởng đã gần đến hồi kết. Có thể nói ông cụ Ngô giờ đã thành tinh, đã đoán đúng được một nửa suy nghĩ của Hạ Tưởng nhưng không phải là toàn bộ. Quả thật, Hạ Tưởng cũng có ý ép hai ông cụ ra tay, bởi vì hắn có chút ỉ lại, biết hai ông lão không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa hắn sẽ không đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng, thành phố đầu tiên của tỉnh Yến tiếp giáp với tỉnh dự là thành phố Đan Thành. Bí thư thành ủy thành phố Đan Thành hiện giờ là Chu Duệ Nhạc. 2 tháng trước, Trần Khiết Văn từ chức vì bệnh nặng, có phải bệnh thật hay không thì không biết, dù sao cũng rút lui đến cùng, không được đề cao đãi ngộ, cuối cùng cũng không bước vào được cánh cửa phó tỉnh, Chu Duệ Nhạc được Cao Tấn Chu đích thân đề bạt nên được thuận lợi tiếp nhận chức bí thư. Chu Duệ Nhạc nếu đã là bí thư thành ủy thì tất nhiên cũng sẽ kiêm luôn chức bí thư đứng đầu trong đảng ủy quân khu, đồng thời có quyền điều động cảnh sát vũ trang địa phương. Cho nên vừa vào tỉnh Yến, cho dù có người tiếp tục ngăn chặn Hạ Tưởng cũng tin là mình có thể bình yên vô sự. Đã chỉ đạo một vở tuồng cho ông cụ Ngô, lão cổ, cổ thu thật xem, và còn cho nhiều người khác xem, tin chắc rằng sẽ có nhiều người nghe phong phanh sẽ lập tức hành động, tình thế rối loạn thì sẽ có thể sáo bài lại một lần nữa.
có đủ lý do để tin rằng tình thế đang phát triển theo chiều hướng mà hắn suy diễn. Càng nghĩ sâu thêm và các ảnh hưởng sâu xa, Hạ Tưởng sẽ không tiết lộ cho ông cụ Ngô và lão cổ, càng không nói cho Trương Hiểu biết, không phải là không tin tưởng mà là có một số chuyện phải tự mình cất giữ trong lòng, như vậy mới có lợi cho các kế hoạch sau này. Tổng thể mà nói, tất cả cũng coi như thuận lợi, Hạ Tưởng dựa lưng vào ghế sau của xe Audi, hai tay đặt trên đầu, vươn vai, quay sang nói với Trương Hiểu. Trương Hiểu, anh vất vả rồi. Trương Hiểu chỉ cười trừ, sau đó lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Quân khu ở tỉnh Yến nhất định sẽ an toàn sao? Hạ Tưởng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng hẳn, vẫn là ruộng đồng rộng mênh mông bát ngát. Thực sự đồng bằng Hoa Bắc không có cảnh sắc gì để ngắm, không có đồi núi lại không có sông ngòi, chỉ có ruộng đồng, trùng lập một cách đơn điệu. Nghĩ lại trận chiến máu lửa tối qua, Trần Pháp Toàn có phải đã bị mất mạng hay không, Hạ Tưởng không màng nghĩ tới, càng không hỏi thêm câu nào. Hắn biết, cho dù Trần Pháp Toàn lớn mạng thoát được nạn kiếp đêm qua thì không lâu sau cũng bị biến mất lần nữa. Sự việc này có ảnh hưởng đến việc Cổ Thu Thật có được vào cấp cục hay không? Nhất định là có, hơn nữa còn là ảnh hưởng không nhỏ. Sự việc lần này ai là người được lợi lớn nhất? Hạ Tưởng cười thầm, đoán không chừng Trương Hiểu sẽ cho là hắn. Hắn thì biết hai ông cụ và tổng bí thư nhất định cũng sẽ nhân cơ hội bố trí kịp thời. Có một mở đầu tốt, đánh một đòn phản kích đẹp, tâm trạng của Hạ Tưởng rạng rỡ như mặt trời vừa ló dạng. Có một câu châm ngôn, con người có gan dạ bao nhiêu thì có bấy nhiêu sản nghiệp, thực ra hắn muốn sửa La Ị Thành, nhân tài có dã tâm lớn bao nhiêu thì càng ngu ngốc bấy nhiêu. Nói cho cùng, Trần Pháp Toàn cũng chỉ là một vật hy sinh đáng thương trong chính trị. Nhưng sự đời là thế. Muốn có báo đáp thì tất yếu cần phải trả giá trước, bỏ công sức ra chưa chắc là được báo đáp nhưng không nỗ lực thì nhất định sẽ không có báo đáp. Đối với một số người mà nói là như vậy, cái giá phải trả là cả sinh mạng nhưng đổi lại thậm chí ngay cả danh tiếng cũng không có. Say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, cảnh sắc bên ngoài tuy là đơn điệu nhưng những cột mốc bên đường đã chỉ rõ cho hắn biết tỉnh Yến đang ở trước mắt. Cách thành phố đầu tiên nằm ở phía nam của tỉnh Yến là thành phố Đan Thành không tới 100 km. Đón tiếp hắn là Chu Duệ Nhạc hay là một vị khách không mời mà tới? Hạ Tưởng không dám khẳng định chắc chắn, dù gì hắn cũng không phải là thần tiên đoán biết trước mọi chuyện. Quân khu của tỉnh Yến nhất định an toàn, chúng ta chưa chắc là sẽ an toàn. Câu trả lời của Hạ Tưởng rất lấp lửng, hắn thấy vẻ mặt Trương Hiểu tỏ ra nghi ngờ, lại cười và an ủi một câu. Cơn sóng gió lớn nhất chúng ta cũng đã vượt qua rồi, nếu có thêm sóng gió thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mấy chục binh sĩ của anh cũng không phải là hạng bất tài. Trương Hiểu cũng hiểu ý liền gật đầu, những việc trải qua ở tỉnh Sở và tỉnh Dự khiến cho y càng tăng thêm lòng tin vào Hạ Tưởng, tỉnh Yến lại là căn cứ địa của Hạ Tưởng, cho dù có chuyện gì thì y đường đường là một tư lệnh trong quân khu tỉnh Tương, chẳng lẽ lại không ứng phó được? Nếu không thể ứng phó thì thật vô dụng. Sau khi chiếc xe đi vào ranh giới của tỉnh Yến, xe chạy một mạch không có sự cố nào xảy ra. Sau đó dưới sự tiếp viện của Chu Duệ Nhạc, một giờ sau đã đến được Đan Thành một cách an toàn. Đi ngang qua Đan Thành, mấy người Hạ Tưởng đã không dừng lại, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chỉ khi đến được thành phố Yến thì mọi chuyện mới coi như êm đẹp. Ở thành phố Yến, trên là bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, dưới có bí thư thành ủy, thị trưởng, đều là người quen. Trong bốn người, bất luận là người nào lộ diện thì sẽ không có một ai dám manh động. Hiện tại Phạm Duệ Hằng còn ở vị trí cũ, Cao Tấn Chu vẫn là chủ tịch tỉnh, Hạ Tưởng tự nhận rằng tỉnh Yến trước giờ rất khiêm tốn, quân khu ở tỉnh Yến vì cách quân khu Bắc Kinh không xa nên được xem là một quân khu vô cùng yên bình và trầm lặng so với các quân khu của các tỉnh khác trong nước. Vừa ra khỏi Đan Thành, tiến vào đường cao tốc, một tiếng sau ra khỏi thành phố Ngưu, sắp đến thành phố Yến, trong khi ngay cả Hạ Tưởng nghĩ rằng mọi chuyện đều yên ổn thì phía sau cả đoàn xe quân đội tăng tốc tiến gần đoàn xe của Hạ Tưởng. Đoàn xe quân đội ít nhất cũng có mười mấy chiếc, hơn nữa trong đó còn có vài chiếc xe bọc thép quân dụng, không cần phải nói, bên trong nhất định toàn là binh lính vác sẵn súng đạn. Hơn nữa còn là biển số xe của quân khu tỉnh Dự. Trương Hiểu liền thay đổi sắc mặt. Sắc mặt Hạ Tưởng lập tức thay đổi, trong lòng hoảng sợ, đoàn xe phía sau chỉ có hai khả năng, một là đối phương lấy lý do cơ mật quân sự đưa họ về quân khu tỉnh Dự, còn khả năng thứ hai có thể là lão cổ đã ra tay. Chương 1399, Tương Giang nước sâu. Hành trình của Hạ Tưởng,
từ đầu đến cuối đã tác động đến vô số người. Tương Giang, từ cái đêm mà Hạ Tưởng rời khỏi đã có sóng gió cuồn cuộn, gió dục mây vần, nước ở sông Tương Giang đang nổi lên cuồn cuộn như gặp phải trận hồng thủy của 100 năm trước. Mấy ngày qua, dưới sự động viên và chỉ huy của Liên Nhược Hạp, 6 người phụ nữ liên tục tiến hành một loạt bố cục, mê hoặc Diệp Địa Bắc, lừa gạt Dương Diêu Nhi, toàn tính với Hổ Quân Do, làm khuấy động cả Tương Giang. Vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Hạ Tưởng, vì muốn thể hiện lòng đoàn kết và khả năng lãnh đạo của phụ nữ, Liên Nhược Hạm đã đổi hết số điện thoại của các cô gái, số điện thoại cũ tạm thời không dùng, hơn nữa còn quy định, ai cũng không được lén liên lạc với Hạ Tưởng, ai vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Nam Cung. Quy định của Liên Nhược Hạm được sự hưởng ứng nhất trí của các phụ nữ khác, hầu như tất cả bọn họ đều cho rằng nên trêu đùa Hạ Tưởng, phải khiến cho Hạ Tưởng lo lắng cho họ, nên để cho họ tự mình quyết định làm một việc đại sự. Thật đúng như vậy, cuối cùng họ đã làm một chuyện đại sự đến long trời lở đất. Tuy Vệ Tân cảm thấy có chút không ổn, hình như trò đùa có hơi quá, chủ yếu là cô ấy cho rằng không nên đùa quá tay với Hạ Tưởng, đàn ông phải có được danh dự của đàn ông, phụ nữ phải tuân theo bổn phận vốn có của phụ nữ, nhưng cô ấy không lay chuyển được Liên Nhược Hạm, cũng không có cách nào phản bác ý kiến của những người khác. Bình tĩnh mà xem xét, có một điều mà Vệ Tân không hiểu là, Liên Nhược Hạm muốn làm ầm ĩ, nói là giúp Hạ Tưởng cũng được hay làm dối thêm cũng được. Dù gì cô ấy cũng có khả năng kinh tế và có tư cách, còn sự nhiệt liệt quá mức của Phó Tiên Tiên có thể xem là sự biết ơn của cô ấy đối với Hạ Tưởng, Cổ Ngọc thì bình tĩnh phối hợp, có thể coi là sự trân trọng của cô ấy đối với Hạ Tưởng. Vậy Lý Thấm chủ động ra mặt, không tiếc nhan sắc dụ dỗ Diệp Địa Bắc cũng vì muốn trải đường cho Hạ Tưởng, dù gì cô ấy cũng là vợ của người khác rồi, còn ra sức trợ giúp Hạ Tưởng là có ý đồ gì. Vệ Tân thậm chí còn nghĩ, hình như trước giờ Hạ Tưởng không bao giờ chiếm vợ của người khác, hắn vẫn luôn tuân theo đạo đức cơ bản, giữ vững giới hạn của mình. Về lòng dạ của Nghiêm Tiểu thì Vệ Tân cũng suy đoán không ra, nhưng cô ấy cũng nhận ra, trong đám phụ nữ đó tình cảm của Nghiêm Tiểu thì đối với Hạ Tưởng rất cố chấp, và dai dẳng nhất. Tuy nói rằng Nghiêm Tiểu thì chưa chắc là người phụ nữ mà Hạ Tưởng yêu thương nhất, nhưng cô ấy cũng có lý do để tin rằng Nghiêm Tiểu thì là một trong số ít người sẽ đi theo Hạ Tưởng đến cùng. Dù như thế nào thì Vệ Tân vẫn luôn ưu tiên bảo vệ Hạ Tưởng, chỉ cần những người phụ nữ đó thực sự muốn tốt cho Hạ Tưởng, suy nghĩ cho kế hoạch lâu dài của Hạ Tưởng, tuy có hơi lộn xộn nhưng nắm bắt được phương hướng là được rồi, những vấn đề nhỏ khác sẽ không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa rốt cuộc cũng là phụ nữ, ba người phụ nữ sẽ tạo thành một màn kịch mà 6 người phụ nữ không làm náo loạn đến long trời lở đất thì cũng được rồi. Vệ Tân đảm nhiệm vai trò bảo vệ Hạ Tưởng. Âm thầm quan sát xem những người xung quanh có thật lòng đối xử tốt với Hạ Tưởng hay không, có lòng ích kỷ không, trong quá trình làm việc có lòng tham và bán rẻ Hạ Tưởng hay không. Việc này khiến cho cô ấy cảm thấy vừa may mắn lại vừa xót xa, may mắn là Hạ Tưởng là một tên xấu xa may mắn nhất trên đời, mỗi người phụ nữ đều hoàn toàn đối xử tốt với hắn. Xót xa là vì có nhiều phụ nữ vừa đẹp lại vừa có tài hoặc có quyền thế luôn một lòng đối với Hạ Tưởng, đem ra so sánh thì cô ấy chỉ như một ngọn cỏ. Không có hoa thơm, không có cây cao, làm sao có thể lọt vào tầm mắt của Hạ Tưởng, lại có tư cách gì tranh giành tình cảm với họ. Cũng may, sau cùng Vệ Tân cũng đã thông hiểu, những người phụ nữ khác đối với Hạ Tưởng mỗi người có một yêu cầu khác nhau, đòi ít đòi nhiều cũng không thản nhiên bằng cô ấy. Cô ấy một lòng muốn trở thành người phụ nữ trong bóng tối của Hạ Tưởng, mãi âm thầm chăm sóc hắn, mãi là một bến cảng để hắn dừng chân bất cứ lúc nào. Mấy ngày qua, họ dần dần bắt tay vào hành động. Dựa vào bản lĩnh của mỗi người, sự việc cũng có được không ít tiến triển. Mặc dù Vệ Tân không có ý dò la gì nhưng cũng nghe được rất nhiều điều, ví dụ như Lý Thấm đã thành công làm cho Diệp Địa Bắc tinh thần điên đảo, khiến cho y chìm sâu vào giấc mộng đẹp, mong có thể gặt hái được kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp và tình yêu. Cũng như Cổ Ngọc đã khôi phục lại tình bạn với người bạn cũ ở quân khu tỉnh Tương, lại cố tình đến quân khu thành phố Dương Thành, nghe nói là đi gặp lại bạn hợp tác làm ăn trước đây. Vệ Tân liền biết Cổ Ngọc khôi phục lại tình bạn thực ra là muốn trải đường cho Hạ Tưởng. Và cũng như Phó Tiên Tiên đang đối đầu gay gắt với Dương Diêu Nhi, Vệ Tân rất khinh miệt và căm ghét con người của Dương Diêu Nhi. Nếu nói chỉ biết ăn mà không biết đánh là bị bại não thì cái ý nghĩ ngu ngốc khi cho rằng phụ nữ có thể tán tỉnh đàn ông một cách không nguyên tắc thì đúng là đồ ngốc, bởi vì cấu tạo sinh lý khác nhau nên khi yêu nhau người phụ nữ luôn đứng ở phía bị động và chịu thiệt thòi. Cũng khiến cho cô ấy có thêm nhiều thiện cảm đối với Phó Tiên Tiên, bởi vì sau vài lần tiếp xúc cô ấy càng thấy thích tính cách của Phó Tiên Tiên,
dám làm dám nhận và cũng biết giữ giới hạn. Ai có thể ngờ bề ngoài nhìn tiểu ma nữ phó tiên tiên sành điệu phóng túng nhưng cho đến giờ vẫn là tấm thân trinh nữ, liền khiến cho vệ tân không chỉ kinh ngạc mà càng thấy khâm phục hơn. Nếu so với thói trăng hoa của Dương Diêu Nhi, phó tiên tiên cũng sành điệu và quái đáng không kém gì Dương Diêu Nhi, quả thực là một nữ thần quái đáng. Đương nhiên, cụ thể những việc làm của họ sẽ đem lại sự trợ giúp gì cho Hạ Tưởng, lại có lợi ích sâu sắc gì bên trong thì vệ tân không biết được. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ nhỏ nhoi, không hiểu nhiều về thủ đoạn kinh tế, càng không hiểu được sự khốc liệt trong chính trị. Cô ấy chỉ cần biết nguyên tắc cao nhất là tất cả mọi thứ đều phù hợp với lợi ích của Hạ Tưởng là được rồi. Đối với việc Liên Nhược Hạm vài lần nhắc tới việc bát nữ đại náo tương giang, cô ấy cũng thấy hơi khó hiểu. Tào Thù Lê là vợ chính thức, cũng có thể miễn cưỡng tính là một, cộng vào quá lắm là 7 người, tại sao lại cứ là 8 người, lại có liên quan gì với Mai Hiểu Lâm? Vệ Tân không biết rõ những chuyện rắc rối giữa Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm, nhưng dựa vào phán đoán của cô ấy, Hạ Tưởng không thích Mai Hiểu Lâm, cùng Mai Hiểu Lâm chỉ có quan hệ đồng nghiệp bình thường, cho nên đối với việc Liên Nhược Hạm cứ muốn đưa Mai Hiểu Lâm vào thì cô ấy lại càng không hiểu được. Mặc kệ có hiểu hay không, cũng mặc kệ việc Liên Nhược Hạm cứ nhắc đến bát nữ đại náo tương giang, bây giờ chỉ có 6 người ở đây, chung sống với nhau tuy không quá hòa hợp nhưng cũng xem như là không gây ra xào xáo, cũng đã chia ra hai phe nhưng cũng không tranh đua ghen ghét lẫn nhau. Cũng may, Vệ Tân thầm mừng thay Hạ Tưởng, chỉ cần không để cho kẻ xấu làm rối loạn, không để cho hắn phiền lòng là được rồi. Nếu hắn mà thấy phiền, thấy không vui thì cô ấy sẽ là người đầu tiên rời khỏi tương giang, không để cho hắn có một chút gì phiền chán cô ấy. Chẳng qua trong lúc ngẫu nhiên nghĩ đến Tào Thù Lê, Vệ Tân có chút áy náy nghĩ rằng một người phụ nữ hiền lành, đức hạnh biết bao, cô ấy chưa bao giờ xuất hiện ở Nam Cung, cũng có thể không muốn nhìn thấy họ, dù sao họ cũng không phải là danh chính ngôn thuận, tuy họ không đòi danh phận, chỉ vì tình yêu mà sinh tồn nhưng vẫn là vật chướng mắt của Tào Thù Lê. Một bên là thương tiếc cho Tào Thù Lê, một bên là lo lắng đã mấy ngày không liên lạc với Hạ Tưởng cũng không biết hắn như thế nào, tinh thần Vệ Tân có chút hoảng hốt. Bây giờ, ngoài cô ấy ra, mấy người khác thì ở trên lầu có người làm việc, có người lên mạng, có người thì gọi điện thoại, hiếm khi như hôm nay đều có mặt đông đủ, không có ai đi ra ngoài, chỉ có mình cô ấy ở dưới phòng khách, cảm thấy nhàm chán mà ngồi suy tư và xem tivi. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Vệ Tân ngẩn ra, không dám lập tức mở cửa, bởi vì biệt thự của Cổ Ngọc từ trước tới giờ không có người ngoài đến thăm, bây giờ tất cả phụ nữ đều ở đây, lại là buổi tối thì còn ai đến nữa. Cô ấy chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Tiếng gõ cửa cứ tiếp tục vang lên, Vệ Tân đột nhiên giật mình, cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện gì liền chạy đến mở cửa, vừa mở cửa liền thấy sửng sốt, hai người đứng ngay trước cửa là Tào Thù Lê và Mai Hiểu Lâm. Đúng là bát nữ đều đến đông đủ. Ý nghĩ đầu tiên của Vệ Tân rất bình thường, còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện lớn. Nét mặt Tào Thù Lê tỏ ra lo lắng, vừa gặp Vệ Tân liền hỏi. Nhược Hạm đâu rồi? Nét mặt của Mai Hiểu Lâm cũng rất khẩn trương. Cổ Ngọc ở đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Vệ Tân mới ý thức được có chuyện không hay. Hạ Tưởng xảy ra chuyện rồi. Giọng điệu của Tào Thù Lê mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng lộ ra một chút vẻ run sợ. Cái gì? Vệ Tân quá sợ hãi lùi ra sau mấy bước, suýt chút nữa té ngã. Giọng điệu của Tào Thù Lê vừa đủ nghe nhưng vừa nói xong những người phụ nữ từ lầu trên, lầu dưới đều ầm ầm chạy đến, trong chốc lát đã vây kín Tào Thù Lê. Hạ Tưởng làm sao rồi? Anh ấy bị thương rồi sao? Bị người khác hãm hại sao? Hạ Tưởng đang ở đâu? Năm mồm bảy miệng, trên mặt mọi người đều tỏ vẻ lo lắng, tất cả đều bộc phát từ tận đáy lòng. Tào Thù Lê cũng không biết là nên thấy hân hạnh vì nhân duyên của Hạ Tưởng quá tốt hay là bất đắc dĩ trước những người con gái đẹp vây quanh hắn, chỉ là bây giờ không phải là lúc tính toán khoản nợ tình của hắn, cô ấy không nói chuyện với người khác, chỉ trong đám người đó tìm Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm là người cuối cùng đi xuống, cô ấy đang xử lý một số việc cho nên xuống hơi trễ, đi xuống dưới lầu mới nghe được tin Hạ Tưởng gặp chuyện, kinh hãi đến không biết phải làm sao. Ai lại chọc anh ấy? Không hỏi là hắn đã chọc ai mà chỉ hỏi là ai chọc hắn, có thể thấy được sự bênh vực của Liên Nhược Hạm. Sau khi Mai Hiểu Lâm bước vào nhà chỉ tìm Cổ Ngọc, bởi vì cô ấy biết rõ được nguyên nhân sự việc. Hiện giờ Hạ Tưởng đang chạy suốt đêm để đến Bắc Kinh, anh ấy bị quân đội đuổi giết.
Mai Hiểu Lâm trong tình thế cấp bách đã không chú ý lời nói. Hả? Làm sao có thể? Không khí lập tức trở nên kinh sợ. Liên Nhược Hạm nổi giận đùng đùng, Cổ Ngọc khiếp sợ, Phó Tiên Tiên kinh hãi, Nghiêm Tiểu thì lại thay đổi sắc mặt, Vệ Tân thì lảo đảo, Lý Thấm thì với vẻ mặt tức giận. Trong số mấy người, chỉ có Liên Nhược Hạm và Cổ Ngọc là bình tĩnh nhất, Liên Nhược Hạm kéo Tào Thù Lê lại, Cổ Ngọc kéo Mai Hiểu Lâm, bốn người họ đi đến ghế sofa, Vệ Tân vội đi rót nước. Trong cuộc tường thuật nửa bình tĩnh nửa kinh hoàng của Mai Hiểu Lâm, mọi người đại khái cũng hiểu được chân tướng sự việc, trên mặt của mọi người đều tỏ vẻ phẫn nộ, mọi người nghiến chặt răng, cơn thịnh nộ của đội quân tóc dài hoàn toàn bùng cháy. Tính cách của họ không hoàn toàn giống nhau, có người tính cách kiên cường một chút, có người thì yếu đuối, nhưng lúc này thì tất cả đều một lòng không tiếc rẻ gì dùng tất cả thủ đoạn để bảo vệ sự an nguy cho Hạ Tường. Sau khi Liên Nhược Hạm bình tĩnh lại, đã lấy quyền uy lãnh đạo của bát nữ nói. Đừng tranh cãi nữa, bây giờ Hạ Tưởng đang đi lên phía Bắc, anh ấy nhất định đã sắp xếp sự an toàn trên đường đi, chúng ta chỉ cần giúp anh ấy một việc là bát nữ náo loạn tương giang. Cổ Ngọc bình thường có tính tình tẻ nhạt, nhưng bây giờ lại nắm chặt tay, nói từng câu từng chữ. Ý của chị Liên là phụ nữ chúng ta trốn trong chỗ tối thì phải đánh kẻ địch đến long trời lở đất, chúng ta phải trở thành hậu thuẫn vững chắc của Hạ Tưởng. Đề nghị của Cổ Ngọc được mọi người tán thành, từ đó bát nữ náo loạn tương giang chính thức mở màn. Chương 1400, gió lớn ở tỉnh Yến. Ngay lúc Hạ Tưởng đang trên hành trình nguy hiểm đi ngang qua tỉnh Sở, chỉ trong một ngày ở tương giang đã xảy ra rất nhiều chuyện mà không một ai biết. Nếu đã là chuyện lớn mà không một ai biết thì hiển nhiên không phải là chuyện lớn của dân chúng, mà là chuyện lớn của những người có máu mặt. Bởi vì có lúc những chuyện lớn của người có máu mặt mãi mãi chỉ được chôn xuống đáy sâu không bao giờ nổi lên mặt nước. Dựa vào kết quả thảo luận tối qua của bát nữ, mỗi người được phân công một nhiệm vụ. Liên Nhược Hạm đóng giữ ở Nam Cung, là tổng chỉ huy về những hành động của bát nữ náo loạn tương giang, Tào Thù Lê là vợ chính thức, là con gái rượu của chủ tịch tỉnh cũng không có ý kiến, Mai Hiểu Lâm là thị trưởng tương giang cũng không mảy may lên mặt. Cuối cùng trước thân phận và khả năng nổi trội của Liên Nhược Hạm ai ai cũng đều phục tùng theo, tất cả đều do Liên Nhược phân chia công việc cụ thể. Tào Thù Lê ở nhà đợi tin tức của Hạ Tưởng, phụ trách thông báo hành tung của Hạ Tưởng cho mọi người biết, là phó tổng chỉ huy. Mai Hiểu Lâm dựa vào thân phận là thị trưởng tương giang phụ trách việc ra tay chính diện, đả kích sản nghiệp của Diệp Địa Bắc và Dương Diêu Nhi ở tương giang, đồng thời chuẩn bị ra tay tập hợp lại tất cả các chứng cứ bất cứ lúc nào. Trực tiếp trình lên Cục Công an thành phố, dùng lực lượng của dân chủ chuyên chính tiến thêm một bước tiêu diệt. Cổ Ngọc phụ trách liên lạc với phía quân đội để có thể nắm bắt được độ mạnh yếu của quân đội khi ra tay từ trong nội bộ, sử dụng mọi khả năng làm tan rã thế lực đối địch với Hạ Tưởng từ trong nội bộ. Đồng thời tiến thêm một bước thâu tóm để khống chế Hồ Quân Do, từ trên người y tạo ra một lỗ hổng xem có thể đem việc buôn lậu dầu thô tạo thành sự kiện thời sự hay không. Nghiêm Tiểu thì phụ trách trợ giúp Cổ Ngọc. Phó Tiên Tiên chủ yếu phụ trách tiếp tục thâm nhập khai thác sâu vào vấn đề của Dương Diêu Nhi, Vệ Tân phối hợp tác chiến từ giữa, giúp đỡ Phó Tiên Tiên, nếu có thể thì khiến cho Dương Diêu Nhi trở thành mồi lửa để Diệp Thiên Nam tự dẫn lửa thiêu thân là được rồi. Nếu nói những sắp đặt trên khiến cho mọi người cảm thấy Liên Nhược Hạm luôn vững vàng, bình tĩnh chỉ huy một cách thỏa đáng thì việc cô ấy sắp đặt cho Lý Thấm sẽ khiến cho mọi người thấy được mặt ác nghiệt và tuyệt tình của Liên Nhược Hạm một cách trọn vẹn. Càng khiến cho người khác cảm nhận được sự bảo vệ của cô ấy đối với Hạ Tưởng đã đến mức liều lĩnh. Lý Thấm, trong vòng 3 ngày phải gom đủ 10 tỷ đô la Mỹ. Ai dám bắt nạt Hạ Tưởng, không tin là 10 tỷ đô la Mỹ của tôi lại không thể đập chết được 100 cái xí nghiệp, phải khiến cho một số người biết đau, khiến cho những cổ phiếu tham ô và các sản nghiệp mà họ đang nắm giữ bị mất giá, phá sản vỡ nợ. Tính ngang ngược và khí phách đã khiến mọi người kinh ngạc. Những đại tham quan trong nước cũng không khiêng nổi sự tấn công của 10 tỷ đô la Mỹ, thậm chí không khoa trương mà nói, nếu vận dụng thích đáng thì 10 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán có thể sẽ khuấy động lên một trận chém giết lẫn nhau, huống chi là Liên Nhược Hạm vì Hạ Tưởng bất kể thắng thua cho dù đem 10 tỷ đô la Mỹ ra bồi thường hết cũng không tiếc. Bất luận thắng thua chỉ cần kết quả, với số tiền 10 tỷ nếu nhận định chính xác vài công ty lên sàn chứng khoán thì uy lực sẽ không gì sánh bằng. Liên Nhược Hạm ném ra tiền tỷ khiến cho mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, đều cảm thấy không bằng, đều một lòng phải nỗ lực hết mình vì Hạ Tưởng, theo lời nói của Liên Nhược Hạm thì là. Các chị em, người đàn ông tốt như Hạ Tưởng bị người khác ức hiếp, mặc kệ người đó là ai,
mặc kệ trên tay họ có quyền hay có súng, họ có súng, chúng ta có súng, họ có quyền, chúng ta cũng có quyền, họ có tiền, chúng ta càng có nhiều tiền hơn, chúng ta phải dùng quyền lực và tiền bạc đè chết họ, phải thề sống chết bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Một đợt hành động oanh liệt náo loạn Tương Giang của Bát Nữ sắp làm dấy lên một trận cuồng phong bão táp ở Tương Giang. Nhìn thấy đoàn xe của quân đội ngày càng đến gần, Hạ Tưởng dần cảm thấy sợ. Từ buổi tối hôm trước khi rời khỏi Tương Giang, hắn đã không gọi điện cho Tào Thù Lê, một là vì sự an toàn, hai là hắn biết rõ nhất định sẽ có người báo tình hình cho Tào Thù Lê trong thời gian sớm nhất. Khi hướng Trịnh Thịnh báo cáo tình hình, Mai Hiểu Lâm cũng ở đó, Hạ Tưởng đương nhiên đã có tính toán từ trước. Sau đó trên đường đi hắn cũng không gọi điện cho ông cụ Ngô và lão cổ, không chỉ là cẩn thận mà cũng bởi vì màn kịch tiếp theo của hắn cần phải có sự im lặng phối hợp, cần phải biên đạo ăn ý. Nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, hắn là tổng đạo diễn nhưng hắn không phải là nhà sản xuất, hơn nữa mọi thứ trong và ngoài vở kịch đều không phải được khống chế hoàn toàn, luôn phát sinh tình huống không ngờ, cho nên nguy hiểm luôn tồn tại. Nói cho cùng, đời người là một hành trình mạo hiểm. Từ trước tới giờ không có cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Trong thời buổi luôn được ăn dầu bẩn, uống sữa bột độc hại, ăn gạo biến đổi gen mà không bị bệnh, không bị tai họa gì là may mắn lắm rồi. Đời người là hành trình mạo hiểm, huống hồ gì là trong chính trị. Chính trị là hành trình nguy hiểm lớn nhất, nói theo lý luận bình thường là đánh cược cả tiền đồ và cuộc sống, còn lớn hơn là đánh cược cả tính mạng. Người xưa còn có thể cáo lão hồi hương, cũng có thể bị giáng chức. Sau đó tiếp tục đi lên, phát triển đến ngày hôm nay, có lẽ là đã sĩ diện hơn, quy tắc ngầm trong quan trường chỉ có thể lên không thể xuống, cho dù là một tên ngốc, chỉ cần đến một cấp bậc nào đó, chỉ cần không phạm sai lầm trong chính trị thì có thể ở nguyên cấp bậc này để dưỡng già, không sợ bị giáng chức. Vì vậy cũng khiến cho quan trường thời hiện tại đấu tranh ngày càng quyết liệt, giống như đi ngược lại dòng nước, không tiến thì lui. Đối với một số người trong quan trường bất chấp thủ đoạn chỉ cầu thăng tiến thì cho dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình cũng phải cược một phen. Trần Pháp Toàn và Phó Tiên Phong cũng vậy, chẳng qua là Phó Tiên Phong có thế lực gia tộc khổng lồ chống đỡ, y có đường rút lui, tiếc là Trần Pháp Toàn lại không có, hơn nữa gã lại là quân nhân. Thực ra Hạ Tưởng cũng biết rõ, hắn chẳng phải cũng đang đánh cược sao. Cược ông cụ Ngô nhất định sẽ ra tay, cược lão cổ nhất định sẽ cứu hắn. Cược tổng bí thư cũng sẽ bố trí lực lượng, chẳng qua là người khác chủ động đánh cược, còn hắn là bị động, là bị ép. Nhưng bất luận là loại nào, dù gì thì hắn cũng đã đánh cược, cũng giống như tâm lý của tất cả mọi người, nếu đã đánh cược thì chắc chắn hy vọng mình sẽ thắng tất cả. Đối với việc ông cụ Ngô và lão cổ sẽ kịp thời ra tay thì Hạ Tưởng đã nắm chắc và có lòng tin, nhưng đối với tổng bí thư mà nói, hắn hiểu được một điều là, trừ khi hắn bình an vô sự đến được Bắc Kinh, nếu không thì Tổng Bí Thư sẽ không ra mặt điều động lực lượng quân đội để bảo vệ hắn. Hắn có thể hiểu được sự băn khoăn của Tổng Bí Thư, dù sao Tổng Bí Thư không chỉ là chủ tịch quân ủy mà còn là lãnh đạo đảng tối cao, khi ông ta cân nhắc vấn đề đều phải nghĩ toàn diện và chiếu cố đến lợi ích của mọi mặt. Cho nên, hắn đi thẳng lên phía Bắc chỉ kỳ vọng vào ba người, một là ông cụ Ngô, một là lão cổ, còn một nữa là bản thân mình. Xem ra nhìn vào khí thế và quy mô của đoàn xe quân đội phía sau so với vài chục binh sĩ ở phía mình thì chỉ có nước bó tay chịu trói thôi. Hạ Tưởng thầm thở dài, tổng đạo diễn cũng không thể nắm bắt được tất cả, nếu phía sau không phải là người của lão cổ và ông cụ Ngô, hắn chỉ còn chưa tới 4 km nữa là tới thành phố Yến, nếu bị bắt thì đúng là quá xui xẻo. Thành phố Yến đã mập mờ hiện ra trước mắt rồi. Đoàn xe đã tới gần, đầu tiên là một chiếc xe quân đội vượt qua. Tiếp theo lại thêm một chiếc, sau khi khoảng 4-5 chiếc xe vượt qua thì bắt đầu chặn đường, sau đó giảm tốc độ, rõ ràng là hành động muốn ép cho dừng xe lại. Trương Hiểu liếc nhìn Hạ Tưởng còn có thể cười được. Dừng xe đi, không dừng cũng phải dừng, chỉ bằng tự động dừng. Vì thế, một cảnh tượng hùng tráng xuất hiện trên đường cao tốc, mười mấy chiếc xe quân đội lớn nhỏ vây quanh những chiếc xe mang biển số bình thường. Mở đèn chớp nháy liên tục, chậm rãi dừng xe ngay chỗ cho phép đậu xe. Xe vừa dừng lại, Trương Hiểu liền rút súng ra nhưng bị Hạ Tưởng ngăn lại, Hạ Tưởng lắc đầu cười. Đừng vội, giữa ban ngày ban mặt họ cũng sẽ không làm bậy, cứ tùy cơ ứng biến. Hạ Tưởng và Trương Hiểu cũng không xuống xe vội mà ngồi yên trong xe, chờ được vài phút mới có một người xuất hiện ở trước xe, là một trung tá, còn trẻ mà lạnh lùng, đi đến bên Hạ Tưởng nghiêm túc nói. Kiểm tra đột xuất, mời xuống xe.
Hạ Tường không xuống xe, kéo kính xe xuống và nói. Cấp bậc của anh còn thấp hơn tôi, chào hỏi trước đi rồi mới đề nghị. Một câu nói khiến cho tên trung tá tái cả mặt, muốn nói gì đó rồi cuối cùng lại chuyển thành hành động, bộp một tiếng, nghiêm chào như kiểu trong quân đội. Mời thủ trưởng xuống xe phối hợp điều tra, xin cảm ơn. Nếu mở miệng đã gọi là thủ trưởng thì Hạ Tưởng liền biết đối phương biết rõ hắn là ai. Hạ Tưởng đi xuống xe, Trương Hiểu vẫn không di chuyển, chỉ cười lạnh lùng. Còn tôi, Trương Hiểu là thiếu tướng quân hàm, so với trung tá còn lớn hơn nhiều, trung tá cũng có thể chịu đựng, lại chào theo nghi thức quân đội. Chào thủ trưởng, Trương Hiểu mới chịu xuống xe. Nhưng tay phải vẫn không rời khỏi khẩu súng quân dụng ở bên hông. Báo cáo thủ trưởng, trong tỉnh dự đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy thì khi sự việc xảy ra đúng lúc đoàn xe của ngài đi ngang qua, nhận được chỉ thị của lãnh đạo cấp trên nên mời thủ trưởng quay về phối hợp điều tra. Lời nói rất khách sáo lại có giọng điệu chân thật đáng tin, hơn nữa dựa vào cục diện hiện tại mà phán đoán thì chắc chắn là có ý định tiên lễ hậu binh. Hạ Tưởng liền bật cười. Từ tỉnh dự đuổi theo một đoạn đường dài tới đây cũng rất vất vả, quân khu tỉnh dự thuộc về quân khu thành phố Yến cai quản, nhưng quân khu tỉnh Yến lại thuộc quyền cai quản của quân khu thủ đô, tỉnh dự các anh dám vượt giới hạn, vậy anh nói là chỉ thị của lãnh đạo cấp trên hẳn là đến từ quân ủy. Trung tá đã không ngờ Hạ Tưởng lại bình tĩnh đến khác thường, đồng thời đã nhằm trúng vào mấu chốt của vấn đề, y không biết nên trả lời như thế nào, vẫn chỉ giữ thái độ lễ phép lạnh tanh. Xin thủ trưởng đừng làm khó tôi. Tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh thôi. Tôi hiểu cho anh. Hạ Tưởng vẫn đang cười, cười một cách đầy thâm ý. Điều khiến cho Trương Hiểu khó hiểu là Hạ Tưởng dường như rất kiên nhẫn nói đạo lý với đối phương, chẳng lẽ bí thư Hạ không biết là gặp được tên lính chỉ biết chấp hành mệnh lệnh dù có lý cũng nói không rõ. Nhưng Hạ Tưởng dường như thật sự không hiểu, tiếp tục nói. Nhưng anh có nghĩ tới không, trong địa giới của tỉnh Yến, một binh lính của quân khu tỉnh dự như anh mà đến mời một bí thư đảng ủy công an ở Tương Giang, với một tư lệnh quân khu Tương Giang là một việc vô cùng nực cười và khó hiểu. Anh nghĩ rằng quân khu tỉnh dự có thể xúc phạm được sự uy nghiêm của quân khu tỉnh Yến sao? Anh thực sự nghĩ rằng một trung tá nhỏ bé như anh dám ở trước mặt cán bộ phó tỉnh và một thiếu tướng lấy lý do chấp hành mệnh lệnh mà làm càn sao? Trương Hiểu thậm chí còn thầm thở dài, bí thư Hạ làm sao vậy? Chẳng lẽ anh ta không biết nhiệm vụ của binh sĩ là phục tùng mệnh lệnh? Họ mặc kệ anh là phó chủ tịch tỉnh hay là chủ tịch tỉnh, chỉ cần cấp trên đưa ra mệnh lệnh thì họ sẽ bất chấp hậu quả chấp hành mệnh lệnh, đó chính là quyền lực uy hiếp lớn nhất của binh quyền. Không ngờ Hạ Tưởng lại nói một câu, lập tức làm chấn động cả những người có mặt ở đó. Được rồi, các người đã không còn đường lui nữa, đợi lên tòa án quân sự đi. Phía sau, một đoàn xe quân đội dày đặc tiến đến trong khí thế mạnh mẽ. Lão Cổ đã ra tay. Chương 1401, bản lĩnh và trò đùa của một ông lão. Thật ra trước khi xuống xe, Hạ Tưởng liền chú ý tới có khác thường, bởi vì ô tô trên đường cao tốc đang dần dần giảm bớt. Chờ sau khi bị đối phương ép dừng lại, Hạ Tưởng lại phát hiện, ngay cả trên đường cao tốc đối diện, cũng đã trống không còn một xe, lại nhìn bên đường của chính mình, cũng lại không một người đi qua. Hắn liền biết, đường đã bị phong tỏa rồi. Không phải phong tỏa một hướng đường, mà là cả hai phương hướng lên phía Bắc và xuống phía Nam, toàn bộ đều bị phong tỏa rồi. Hạ Tưởng liền biết, đã xảy ra chuyện, phong tỏa đường trong tình huống không phải do nguyên nhân thời tiết, trừ phi là lãnh đạo trung ương thị sát đường cao tốc, hoặc là quân đội chấp hành công vụ khẩn cấp. Nếu nói tiếng súng phát ra tại tỉnh dự, Hạ Tưởng không nghĩ đến là tác phẩm của Cụ Ngô hay là Lão Cổ. Sau khi rời khỏi hiện trường không lâu, hắn mới nhanh trí nghĩ tới chuyện năm đó hắn và Lão Cổ gặp nhau, là tại phòng bệnh cán bộ cao cấp ở thành phố Yến, lại liên tưởng tới quân khu tỉnh Yến quy về trực thuộc quân khu thủ đô, mà Lão Cổ trước kia thường xuyên qua lại giữa thành phố Yến và thủ đô. Đáp án liền miêu tả sinh động, quân khu tỉnh Yến là nơi mà Lão Cổ có thể hô mưa gọi gió. Như vậy nếu hắn đoán không sai, lúc trước ở tỉnh dự, chính là nhà họ Ngô ra tay sao? Cho nên khi đoàn xe quân sự phía sau đến gần, Hạ Tưởng đã chú ý đến tình trạng khác thường trên đường cao tốc, liền biết ông cụ kia đã ra tay. Sau khi xuống xe, hắn càng thêm kiên định với phán đoán của mình, rất khó thấy được cảnh tượng đường cao tốc vắng vẻ hiện ra trước mắt, càng làm hắn cảm nhận sâu sắc được ý chí to lớn của quyền lực. Một khi tâm huyết dâng trào, liền so chiêu với trung tá trẻ tuổi, tìm niềm vui, thả lỏng tâm tình một chút,
cũng tranh thủ một chút thời gian cho đoàn xe phía sau. Thực ra từ khu vực giao cắt của đối phương đến đây, đồng thời lại phân tích phương pháp trước dùng lễ sau dùng binh, đối với chiêu cuối cùng đối phương, cũng biết phần thắng không lớn, đã nghĩ được đường lui tốt rồi. Nếu dùng lễ để mời không được, có phải lại dùng binh để mời hay không, chỉ sợ cũng ở giữa hai cách. Nhưng bất luận là cách nào, đối phương dám can đảm vượt qua khu vực giáp danh mà tiến lên, vẫn là mạo phạm quyền uy của rất nhiều người. Quân khu tỉnh Yến tất nhiên căm tức không nói, nếu bị người ta tố cáo lên quân ủy chẳng hạn, quân khu thành phố Lỗ cũng sẽ bị phê bình. Hạ Tưởng trái lại lạc quan với người làm náo loạn sự việc. Lời Hạ Tưởng vừa thốt lên xong, mọi người, kể cả Trương Hiểu mới chú ý tới sự khác thường trên đường cao tốc, sau đó theo tầm mắt của Hạ Tưởng nhìn lại, đoàn xe quân đội phía sau mang theo khí thế cuồn cuộn đã tới gần trước mắt rồi. Trương Hiểu thầm kêu một tiếng hổ thẹn, thân là người trong quân đội, không ngờ độ mẫn cảm với hoàn cảnh bên ngoài lại thua Hạ Tưởng, thật thất bại. Trung tá sắc mặt đại biến, cố để Hạ Tưởng và Trương Hiểu không để ý tới, xoay người lên xe, không nghi ngờ gì là có ý muốn chạy trốn, thật là lưu manh. Chỉ có điều, đã chậm, vừa rồi sách lược kéo dài thời gian của Hạ Tưởng, thành công hiệu quả, một chiếc xe quân sự đi đầu đoàn xe phía sau, rú lên, nhanh chóng phóng tới, một động tác quăng đuôi dừng xe gấp đẹp đẽ, gắt gao chặn xe quân đội muốn chạy trốn của đối phương lại. Đoàn xe phía sau cũng lần lượt đuổi tới, lúc này Hạ Tưởng và Trương Hiểu đều thấy rõ ràng, giấy phép đoàn xe là quân khu tỉnh Yến và quân khu thủ đô phối hợp tạo đội hình. Cuối cùng, phía thủ đô đã có người tham gia. Đoàn xe chưa dừng hẳn, đã có vô số binh lính từ trên xe nhảy xuống, súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, vây quanh đoàn xe đối phương chặt như nêm cối. Vừa rồi trung tá còn muốn trước dùng lễ sau dùng binh, cũng bị dùng lễ đưa xuống xe, ông ta đang nói chuyện, điện thoại cũng bị cướp đi, ông ta đưa tay cướp lại, lại bị một báng súng đánh vào phía trên trán, lập tức chảy máu tươi. Ngay lập tức liền có nề nếp. Binh lính đối phương cũng không dám phản kháng, bó tay chịu trói. Tổng cộng hơn 2 tá binh lính bị bắt toàn bộ. Khác với phong cách xuống tay âm thầm của nhà họ Ngô chính là, lão cổ ra tay, nhanh gọn, quyết đoán, quang minh chính đại, thể hiện một thái độ không sợ trời, không sợ đất. Đối phương thuận theo còn được, nếu hơi có phản kháng, không phải tay đấm thì là chân đá. Đối phương còn không phục, lại càng không chút khách sáo, lập tức bắt ép. Đã đến địa phận tỉnh Yến, còn dám kiêu ngạo sao? Còn cho rằng là tỉnh dự các anh sao? Chính là, quân khu tỉnh dự đến quân khu tỉnh Yến, thật đúng là có thể đi ngang. Đánh gãy chân con cua của mày này. Đừng phí lời với bọn họ, nếu nghe lời, liền khách sáo chút. Không nghe lời, đánh con mẹ nó luôn. Làm quan phải văn minh, phải dựa vào mức độ mâu thuẫn bên trong của quần chúng nhân dân để xem xét vấn đề, sẽ không nói mà không suy nghĩ. Binh lính phía dưới nhiều như vậy. Đều là cảm thấy địa bàn bọn họ đã bị xâm chiếm, đối với binh lính đến từ quân khu tỉnh dự không giả vờ chút nào mà cho biết tay. Toàn bộ quá trình chỉ rằng có mười mấy phút liền trở về yên ả, những người liên quan của quân khu tỉnh dự bị khống chế toàn bộ, tuy rằng cũng xảy ra mấy khúc nhạc đệm nhỏ không thoải mái, ví dụ như một binh sĩ bị đánh rụng mấy cái răng, một binh sĩ bị đá xuống đường cao tốc, bị thương trầm trọng. Lại ví dụ có mấy người bị trói, thiếu chút nữa phát sinh việc nổ súng, còn may. Cuối cùng đều ở trong phạm vi khống chế được. Một cửa ải cuối cùng, qua cửa ải một cách có kinh hãi mà không có nguy hiểm, Hạ Tưởng đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không nói một lời, giống như xem một vở kịch câm phấn khích mà không tiếng động. Đội ngũ của lão cổ từ phía sau đuổi theo, lại phong tỏa hai hướng đường, cố ý khoan thai đến chậm một bước, Hạ Tưởng liền biết, hai ông cụ sau khi biết bị hắn đùa giỡn một lần, cũng có ý đùa lại hắn một trận hôm nay, dọa hắn một trận. Nói thật, vừa mới bắt đầu quả thật hơi dọa người, sau lại cẩn thận vừa nghĩ cũng liền bình thường trở lại, giữa ban ngày ban mặt, không thể so với hành quân trong đêm tối, lại càng không bằng ẩn náu trong ruộng đồng xanh tươi, hơn nữa lại là trong địa phận tỉnh Yến, đối phương lại bày ra điệu bộ trước dùng lễ sau dùng binh, Hạ Tưởng liền biết, một chiêu cuối cùng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bất đắc dĩ. Chỉ sợ đối phương cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là thử một lần, nhưng hiển nhiên. Chính là thử một lần, lão cổ cũng không muốn thả bọn họ trở về, bởi vì đội ngũ của lão cổ đuổi theo từ phía sau, dụng ý càng rõ ràng, chính là chỉ cần đối phương bước vào tỉnh Yến một bước, sẽ đánh bọc sườn từ phía sau, khiến đối phương có đến mà không có về. Bọ ngựa bắt ve,
chim vàng anh ở phía sau, không phải là một thành ngữ, mà là một cảnh tượng có thể trình diễn bất cứ lúc nào. Thậm chí nói không chừng đội ngũ của lão cổ đã sớm mai phục tại biên giới giữa hai tỉnh Yến và tỉnh Dự, đã sớm bày ra một mẻ lưới lớn, chỉ chờ thu lưới. Gừng, vẫn là càng già càng cay, nhà họ Ngô vừa ra tay, xác chết khắp nơi. Lão cổ vừa ra tay, như bắt con ba ba trong hũ. Tuy nhiên ông cụ cũng có ý, tính thời gian rất khớp, chuẩn bị ra tay đúng lúc hắn sợ tới mức kinh hồn bạt vía, thể hiện tốt uy lực thần binh trời giáng. Thật may, hắn là chiến sĩ đã qua thử thách lâu dài, chẳng những không sợ tới mức thất thố, còn trấn tĩnh như thường chờ cứu binh đến. Nói vậy ông cụ sẽ hơi thất vọng rồi. Hạ Tưởng gần như muốn cười. Vẫn chưa cười được, bây giờ vấn đề nan giải lớn bằng trời liền đặt ngay trước mắt, phụ trách chỉ huy hành động chính là một tên đại tá, gã lông mày rậm mặt chữ điền, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, đầu tiên là kính chào theo nghi thức quân đội, lại tự giới thiệu. Vạn Vĩ Phong báo danh thủ trưởng, tiếp nhận chỉ thị của thủ trưởng, những người này xử trí như thế nào, nghe theo thủ trưởng chỉ bảo. Sau đó, Vạn Vĩ Phong kính chào Trương Hiểu theo nghi thức quân đội, sau đó chờ mệnh lệnh của Hạ Tưởng. Trò đùa của ông cụ lớn quá, làm cho củ khoai lang lớn hôm nay chín nóng, sau đó lại ném cho hắn, hắn nhận hay là không nhận? Không nhận cũng không được, rõ ràng là một lần thử thách chính trị đối với hắn. Hàm ý chính là, không phải cậu đùa giỡn lão già này một lần đấy sao? Được, đến mà không tiếp thì bất lịch sự, ta giúp cậu giải quyết khó khăn. Nhưng công tác giải quyết hậu quả cho tốt, giao cho cậu toàn quyền xử trí, xem cậu làm thế nào. Hạ Tưởng thật đúng là lúng túng, tính mạng của bản thân và gia đình của mấy chục tên lính giao cho hắn, thật đúng là hóc búa. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, lão cổ làm như vậy, tất có dụng ý, liền lo nghĩ, quay người hỏi Trương Hiểu. Trong quân khu thành phố Lỗ, phía nào chiếm thượng phong? Giọng nói không lớn, chỉ có thể hai người nghe rõ. Trương Hiểu mỉm cười, sự trấn tĩnh và kín đáo của chủ nhiệm Hạ trên đường đi, để lại cho y ấn tượng quá sâu sắc, nếu nói trước kia hiểu biết của y đối với Hạ Tưởng chỉ ở mặt ngoài, còn hiện giờ là bái phục sát đất, bởi vì chủ nhiệm Hạ chẳng những trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, hơn nữa quả nhiên có trí tuệ chính trị của một con người ưu việt. Tuy rằng chủ nhiệm Hạ không phải quân nhân, cũng không phải hoàn toàn hiểu biết về đấu tranh chính trị trong quân đội, nhưng đấu tranh đều là tương thông, Trương Hiểu liền lập tức đoán được ý của Hạ Tưởng. Lực lượng của quân khu thành phố Lỗ phân thành hai nửa, trong đó có lực lượng của Tổng Bí Thư. Nghe xong lời của Trương Hiểu, Hạ Tưởng liền hiểu ý mỉm cười, không nói một lời lôi điện thoại ra, trực tiếp gọi điện cho Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Tề Khâu nhân lễ. Bác Khâu, xưng hô quyết định lập trường, bắt đầu chính là rất riêng tư, rất thân thiết, cũng là Hạ Tưởng rõ ràng, muốn đưa khó khăn cho Khâu nhân lễ, nên sẽ khách sáo nhiệt tình với ông ta vài phần. Cháu là Hạ Tưởng. Có một việc muốn báo cáo bác một chút. Khâu nhân lễ đương nhiên biết việc của Hạ Tưởng, cũng vẫn chú ý chặt chẽ tiến triển của tình thế, không ngờ Hạ Tưởng lại gọi điện thoại tới, lại là lấy cách nói cá nhân, ông ta liền nhảy dựng trong lòng, biết rằng sợ là không có chuyện tốt, liền thầm mắng Hạ Tưởng một câu nhóc tinh quái, làm sao lại lôi ông ta liên lụy vào trong đó. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nhà họ Khâu cũng không muốn liên lụy vào vòng xoáy chính trị quá lớn. Khâu nhân lễ liền bật cười ha hả, nhiệt tình hàn huyên vài câu, mới hỏi Hạ Tưởng có chuyện gì. Quân khu tỉnh Dự có một đoàn xe vi phạm tại đường cao tốc tỉnh Yến, đã bị quân khu tỉnh Yến tạm giữ, cháu quyết định giao họ cho quân khu thành phố Lỗ, đặc biệt hỏi thăm bác Khâu. Giọng điệu Hạ Tưởng nghe thật nhẹ nhàng, nhưng thực ra đưa qua, là một cây xả beng cháy đỏ. Phía quân khu thủ đô cũng đã có người tới, quyết không thả người, cháu khuyên can mãi đối phương mới đồng ý thả người. Đồng thời yêu cầu chỉ có thể chuyển giao cho quân khu thành phố Lỗ. Nói nghe rất hay, kỳ thật là đá một quả cầu gai cho ông ta, tiếp nhận không tốt sẽ làm chân bị thương, tim Khâu nhân lễ đập nhanh hơn, quả nhiên không phải là chuyện tốt. Nhưng lại không thể không tiếp nhận, lý do của Hạ Tưởng rất đầy đủ, yêu cầu cũng chính đáng. Quân khu thủ đô là đại quân khu thành phố Lỗ cũng là đại quân khu, hai bên là quan hệ ngang bằng, đề nghị của quân khu thủ đô. Hợp lý mà không thể cãi lại. Đồng thời, lý do mà Hạ Tưởng nói, cũng khiến ông không thể từ chối. Hơn nữa cũng quả thật là quân khu tỉnh Dự đối lý, có sai trước. Hơn nữa việc này cũng không thể tiếp tục làm lớn chuyện lên nữa, nếu thật lòng muốn mang mấy chục người quân khu tỉnh Dự nhốt ở quân khu tỉnh Yến, hoặc là nếu Hạ Tưởng lại dở trò xấu, đưa thẳng đến quân khu thủ đô,
đến lúc đó chẳng những quân khu thành phố lỗ được vào thủ đô nhận người, ngay cả ông ta cũng phải chịu trách nhiệm liên quan. Được, bị hạ tưởng ném cho một miếng khoai lang bỏng tay, còn phải cảm ơn hắn, nghĩ thế nào cũng thấy tức giận không xuôi. Nhưng chính trị chính là chính trị, về công, y phải tiếp nhận. Về tư, y sau khi tiếp nhận, còn có thể được một ân tình. Cuối cùng binh lính chia làm hai đường, Vạn Vĩ Phong dẫn người đi theo hướng đông, thẳng đến quân khu thành phố Lỗ, Hạ Tưởng một hàng nhẹ nhõm lên đường, đi tới thành phố Yến. Đối với phương pháp đem quân khu tỉnh dự đá một cước cho quân khu thành phố Lỗ, Hạ Tưởng cảm thấy vừa lòng, không phải không có suy nghĩ đắc ý, cuối cùng cũng sắp bình an đến thủ đô rồi. Chỉ có điều khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, tại thành phố Yến, hắn không ngờ tình cờ gặp mặt một vị lãnh đạo nhà nước đang quyết định đến tỉnh Yến thị sát. Chương 1402, bà tai liên tiếp. Tỉnh ủy tỉnh Tương, hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu bổ nhiệm nhân sự của hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương, dưới tình huống Hạ Tưởng và Trương Hiểu vắng họp thông thường, vẫn tổ chức đúng giờ. Cái gọi là vắng họp thông thường, chính là chỉ ở thời điểm cho phép, có thể trong trường hợp một hoặc hai ủy viên thường vụ để ghế trống, vẫn tổ chức hội nghị thường vụ bình thường, và phù hợp trình tự pháp định. Điều kiện tiên quyết là, ủy viên thường vụ để ghế trống đã xin phép thông thường, hơn nữa cũng đồng ý tổ chức hội nghị thường vụ, nhưng người không đến nơi, nếu không có báo trước rõ ràng, sẽ xem như bỏ phiếu trắng. Hạ Tưởng không tỏ thái độ gì đối với đề tài thảo luận lần này của tỉnh ủy, bởi vậy một phiếu của hắn xem như bỏ phiếu trắng. Tối hôm Hạ Tưởng xảy ra chuyện, Trịnh Thịnh và Diệp Thiên Nam đồng thời bay về thủ đô. Còn việc hai người gặp ai ở thủ đô, tiến hành hoạt động gì, tiếp nhận sự ân cần dạy bảo nào, liền không ai biết được. Phía tỉnh Tương chỉ biết là, một ngày sau, Bí thư Trịnh và Phó Bí thư Diệp liền một trước một sau quay trở về Tương Giang. Sự việc của Hạ Tưởng, tỉnh ủy tỉnh Tương không có mấy người biết. Chỉ giới hạn có mấy người, ví dụ như Trịnh Thịnh, ví dụ như Phó Tiên Phong, ví dụ như Diệp Thiên Nam, ngoài ra vài người nữa. Có lẽ ủy viên thường vụ có quan hệ chặt chẽ với quân khu tỉnh có thể nghe được một chút tin đồn. Nhưng cho dù biết, cũng không có người dám lén thảo luận. Bởi vì, sự việc quá dọa người rồi. Can dự vào quân đội, là vượt quá quyền hạn của ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chỉ có bí thư tỉnh ủy mới có quyền lực trên danh nghĩa nhúng tay vào quân khu tỉnh, ngay đến chủ tịch tỉnh cũng không có tư cách khoa tay múa chân đối với công việc của quân đội, cho nên nếu đã làm đến cấp bậc phó tỉnh, thì đều biết rằng quân đội là vùng cấm. Cho nên, Hạ Tưởng không ở tỉnh ủy, cách nói công khai với bên ngoài là đi đến thủ đô họp. Phó Tiên Phong hiểu rõ chân tướng sự tình, hai ngày qua, y trầm mặc ít lời, âm thầm xem Hạ Tưởng ứng đối nguy cơ như thế nào. Hạ Tưởng rốt cuộc là thăm dò đối phương vì Tổng Bí Thư, hoặc là vì nhà họ Ngô, hay là Lão Cổ. Nhưng mặc kệ là vì ai, Phó Tiên Phong đều cho rằng dựa vào cấp bậc của Hạ Tưởng, nhúng tay vào việc của quân đội không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho dù là muốn kết giao trước với một số nhân sĩ quân đội, cũng không cần phải âm thầm thúc đẩy việc giữ lại thuyền dầu mỏ, vậy thì quá nóng vội rồi. Đương nhiên Phó Tiên Phong cũng không coi khinh Hạ Tưởng, qua lại nhiều năm như vậy, vài lần thua trong tay Hạ Tưởng. Y làm sao có thể cho rằng Hạ Tưởng thiếu trí tuệ chính trị. Nhưng hiện tại y thật sự không nghĩ ra mục đích Hạ Tưởng làm như vậy là gì. Thành lập mạng lưới quan hệ quân đội, kết giao cấp cao quân đội có thể tiến hành bí mật, cũng không cần phải cắt đứt đường tiền tài của người khác, hơn nữa còn nhiều lần khiêu khích. Nếu nói Hạ Tưởng là người đứng đầu binh lực của thế lực nào đó, là vì đánh vỡ cân bằng mà chủ động ra tay đánh vỡ cân bằng, cũng miễn cưỡng nói được, nhưng Hạ Tưởng cuối cùng là ra mặt vì phía nào. Phó Tiên Phong cũng rất đau đầu, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng rất phức tạp, vì Lão Cổ. Có khả năng, vì nhà họ Ngô, cũng có thể lý giải. Vì Tổng Bí Thư, cũng nói được. Thật sự là một tiểu tử làm cho người ta vĩnh viễn không tìm rõ được phương hướng. Phó Tiên Phong âm thầm lắc đầu. Đối với việc Hạ Tưởng có thể ung dung tránh được sự truy đuổi của đối phương, Phó Tiên Phong gần như không có chút hoài nghi, không đề cập tới thủ đoạn giảo hoạt đa dạng của Hạ Tưởng, chính là Lão Cổ và ông cụ Ngô. Dù cho ai ra tay cũng có thể bảo vệ Hạ Tưởng, không cần nói Tổng Bí Thư cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Phó Tiên Phong tự nhiên là không thể lý giải được vì sao Hạ Tưởng ra tay âm thầm, không biết có phải chỉ vì ích lợi chính trị, vì đánh vỡ cân bằng hay là vì khiêu chiến quyền uy của ai. Trên đây, chỉ là y suy xét về điểm xuất phát của vấn đề. Nhưng quan điểm chủ yếu của Hạ Tưởng là hắn vẫn không quen nhìn sự kiêu ngạo của thế lực buôn lậu,
không quen nhìn sự nham hiểm của Diệp Thiên Nam, không quen nhìn bốn cậu ấm cô chiêu của tỉnh Tương đục khoét mấy tỷ tệ tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Phó Tiên Phong vĩnh viễn sẽ không thể lý giải một mặt máu vẫn chưa lạnh của Hạ Tường. Chỉ xem xét vấn đề theo góc độ chính trị đầu cơ khách quan, nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có ích lợi, không có nhân tính. Phó Tiên Phong hiện tại muốn biết nhất chính là Hạ Tường sẽ lợi dụng việc này như thế nào để thu được ích lợi chính trị lớn hơn nữa, đạt được càng nhiều lợi thế. Tuy nhiên, nếu để y lựa chọn, y cũng sẽ không mạo hiểm lớn như thế để cược một phen. Phó Tiên Phong cũng không hiểu rõ lắm chuyện Hạ Tường đã gặp dọc đường đi. Nhà họ Phó vẫn là chỉ có một lực yếu ớt trong quân đội, nghe không được bao nhiêu tin tức, nhà họ Ngô nhiều năm qua vẫn ngồi trên ngai vàng đệ nhất thế lực gia tộc. Dĩ nhiên có liên quan đến mạng lưới quan hệ chính trị khổng lồ và kinh tế thâm hậu của nhà họ Ngô, cũng liên quan tới việc nhà họ Ngô có nhân duyên đại tài trong quân đội, y vô cùng chờ mong cục diện của Hạ Tường sau khi đến thủ đô. Chỉ có điều khiến y không hiểu chính là, Trịnh Thịnh vì sao triệu tập họp hội nghị thường vụ bây giờ, mà không phải chờ Hạ Tường trở về. Hiện tại thảo luận biểu quyết đề xuất ứng cử viên cho hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương, phần thắng không lớn, bởi vì thế lực của Diệp Thiên Nam còn rất vững chắc. Trịnh Thịnh làm sao lại đi một bước mơ hồ như thế? Mặc kệ Phó Tiên Phong khó hiểu như thế nào, Trịnh Thịnh ngồi chính giữa, vẻ mặt bình tĩnh, gần như không thấy lo lắng cho Hạ Tường, hơn nữa vẻ mặt chắc chắc, giống như nắm chắc thắng lợi trong hội nghị thường vụ lần này. Đầu tiên tất cả làm theo trình tự, liền do ban tổ chức cán bộ đề xuất chọn người. Sau khi Lương Hạ Ninh theo thường lệ báo cáo xong, kế tiếp, liền đi vào giai đoạn biểu quyết. Phương án nhân sự của ban tổ chức cán bộ đã trải qua vài lần sửa chữa, vẫn là khiến Diệp Thiên Nam vô cùng căm tức, bởi vì gần như không xem xét đến ý kiến của ông ta. Ông ta cũng không trách tội Lương Hạ Ninh, bởi vì Lương Hạ Ninh cũng khó làm, chẳng những chịu áp lực của Trịnh Thịnh, còn bị Phó Tiên Phong làm khó dễ. Ông ta đơn giản cũng không có kè mặc cả trên phương án, mà trực tiếp so hơn kém trong hội nghị thường vụ. Phương án vừa công bố, trong hội nghị thường vụ liền là mọi loạt tiếng bàn bạc thảo luận, đều kinh ngạc, phương án nhân sự gần như tất cả đều là mưu kế của Trịnh Thịnh, đồng thời xem xét một phần lợi ích của Phó Tiên Phong, còn Diệp Thiên Nam gần không thu được gì. Quá khoa trương, quá đáng quá, ánh mắt của không ít người hướng về phía Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam vẫn là tỏ thái độ bất động tự cao, ánh mắt ông ta buông xuống, vẻ mặt bình thản, cũng không nhìn ai, giống như một vị cao nhân bí hiểm ngoài thế giới. Nếu như có một trận gió thổi tới, thổi bay vạt áo ông ta, sẽ tạo cho ông ta một dáng vẻ thanh cao đẹp đẽ. Đáng tiếc, ngụy trang bên ngoài không thể che giấu nội tâm thực sự. Diệp Thiên Nam nhớ tới lần gặp gỡ ở thủ đô, tâm tư có phần hơi hoảng hốt. Thủ tướng triệu ông ta vào thủ đô khẩn cấp, chính là giáp mặt hỏi ông ta có tham dự vào sự việc của Hạ Tường hay không, ông ta đương nhiên thề thốt phủ nhận, hơn nữa kiên định cam đoan với thủ tướng. Ông ta tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ việc gì quá giới hạn. Cuối cùng thủ tướng có ý sâu xa báo cho ông ta biết, mọi việc không thể nóng vội, nhất là khi gặp bước ngoặt cấp thiết gia nhập vào bộ chính trị. Mọi chuyện phải làm cho chỉn chu. Trong lòng Diệp Thiên Nam vẫn là có chút cảm động sự nhiệt tình cất nhắc và toàn tâm bồi dưỡng của thủ tướng đối với ông ta liền lại thể hiện sự chân thành, lại bị thủ tướng phất tay ngăn lại, thủ tướng còn nói, không muốn nghe ông ta nói lời nói hùng hồn. Chỉ hy vọng ông ta về sau làm việc tốt nhiều hơn vì quốc gia và nhân dân. Tuy rằng vào thủ đô cũng không gặp nhiều nhân vật quan trọng, cũng không bàn cụ thể về bước tiếp theo của ông ta vẫn vội vàng quay trở về Tương Giang, cũng là vì thể hiện ông ta đi ngồi ngay ngắn. Bữa tiệc này người ta suy xét sâu xa là Diệp Địa Bắc, bởi vì thẳng đến hiện tại, Diệp Địa Bắc còn chưa rời khỏi Tương Giang, dường như còn phải quay cuồng ở Tương Giang, dường như bị việc gì ràng buộc lại. Ông ta liền lòng nóng như lửa đốt. Diệp Địa Bắc là điểm yếu lớn nhất của ông ta, chỉ cần Diệp Địa Bắc bị Hạ Tưởng nắm được nhược điểm giống như Lâm Tiểu Viễn, tuy rằng ông ta sẽ không đến mức thất thế như Lâm Hoa Kiến, nhưng ngai vàng chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến, đừng mơ tưởng. Từ Diệp Địa Bắc liền lại nghĩ tới Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam liền oán hận mà suy nghĩ, Hạ Tưởng, làm sao mày còn không chết đi? Hạ Tưởng không chết, giống như chẳng gặp khó khăn gì. Diệp Thiên Nam không phải không có ác ý suy nghĩ, chỉ mong Hạ Tưởng không có cơ hội bình an vào thủ đô.